Thúy Ngọc bật cười. Ô, Thúy Ngọc hỏi Tiểu Long. Thế ngươi cho ta biết lão đại của ngươi trừ Vô Song tỷ ra còn thích ai? Tiểu Long ngóc đầu nhỏ nói. Ta sẽ không bán đứng lão đại. Tiểu Long nháy mắt. Trừ phi Thúy Ngọc tỷ tỷ cho ta biết trước, có phải tỷ tỷ thích lão đại của ta không? Thúy Ngọc nhìn Tiểu Long chân chân, tức giận liếc xéo nó. Ngươi! Tiểu Long nói. Tóm lại tỷ tỷ không nói ra thì ta cũng không nói cho biết. Thúy Ngọc trừng Tiểu Long rồi lại chịu bó tay. Vù vù vù. Lúc này trong cung điện Tuyền gia dao động năng lượng, Thúy Ngọc lập tức nhìn một góc cung điện. Lại sắp đột phá sao? Trong phòng, vầng sáng vàng nhạt đậm bao phủ quanh thân Lục Lâm Thiên, trong người hắn phát hiện chân khí đậm đặc. Cả căn phòng tràn ngập trong năng lượng chân khí bàng bạc. Chân khí tràn ra từ các lỗ chân lông, hít vào thở ra, rất là huyền ảo. Khí thế đang tăng nhanh. Tình hình này kéo dài không lâu. Trong đan điền khí hải ở cơ thể Lục Lâm Thiên nổ vang, khí thế quanh thân hắn cực kỳ dồi dào. Trong phòng có từng đợt năng lượng thiên địa nhanh chóng ngưng tụ. Những năng lượng này không khổng lồ, rất giống với năng lượng trong ao nước. Năng lượng hình thành một vòng xoáy bên người Lục Lâm Thiên, cuối cùng từ các lỗ chân lông toàn thân chui vào cơ thể. Năng lượng chân khí trong phòng giờ cùng nhau chui vào người Lục Lâm Thiên, loại năng lượng này rót vào chỉ kéo dài giây lát rồi chậm rãi tan biến. Nhưng cũng ngay lúc này, ánh sáng vàng trên người Lục Lâm Thiên biến mất, giây lát sau có vòng sáng trắng vô hình bao phủ người hắn. Lúc này hồn đan trong đầu Lục Lâm Thiên xoay nhanh, linh lực tràn ngập căng đầy. Linh lực đậm đặc không ngừng bị hồn đan hấp thu. Trong biến đổi này Lục Lâm Thiên cảm giác rõ ràng nhờ linh lực tẩm bổ hồn đan, độ mạnh linh hồn như ăn phải thuốc siêu bổ luôn tăng mạnh, tốc độ rất nhanh. Cùng với hồn đan tăng mạnh, Lục Lâm Thiên cảm giác não hơi đau. Hồn đan tăng mạnh tức là thực lực mạnh lên, năng lượng thánh quả vũ linh không khác bao nhiêu so với linh hồn thần dịch tăng phúc cho linh hồn. Lục Lâm Thiên cũng không ngờ năng lượng thánh quả vũ linh có công dụng tăng phúc cho linh hồn lực. Năng lượng trong ao nước thì cũng tăng mạnh cho linh hồn nhưng không đến mức này. Linh hồn lực, linh lực tăng mạnh là hai mặt khác nhau. Linh hồn lực của vũ giả có cao có thấp, linh hồn lực trưởng thành hoàn toàn dựa vào hấp thu linh lực. Linh giả tu luyện linh lực cũng không thể trực tiếp tu luyện linh hồn. Linh hồn mạnh yếu ảnh hưởng thực lực của linh giả cao hoặc thấp. Nên mỗi linh giả đều hy vọng linh hồn lực của mình trở nên cực mạnh. Nhưng chỉ tăng mạnh linh hồn lực là không phải chuyện dễ dàng, như vũ giả luôn muốn tăng mạnh thân thể của mình. Linh giả tăng mạnh linh hồn lực khó hơn vũ giả tăng sức mạnh cơ bắp rất nhiều. Giờ đây thánh quả vũ linh tăng mạnh linh hồn lực khiến Lục Lâm Thiên hân hoan. Linh hồn lực càng mạnh thì từ mặt nào đó tương đương với thực lực rất mạnh. Linh hồn lực của vũ giả càng lớn, kinh mạch càng rộng thì thực lực càng mạnh. Trong đẳng cấp vũ giả Lục Lâm Thiên đã có thể vượt cấp đối kháng, linh hồn lực luôn tăng mạnh đại biểu cho đẳng cấp linh giả sau này cũng có cơ may chiến đấu vượt cấp. Nhưng lúc này linh hồn lực tăng mạnh làm Lục Lâm Thiên chịu nhiều đau đớn, trong đầu hắn nhức nhối. Đặc biệt vào lúc sắp đột phá thế này. Năng lượng cuồng bạo ùa vào Lục Lâm Thiên mới biết cái gì gọi là nhức đầu như búa bổ, đầu óc sắp trướng nở ra. Bùm! Não Lục Lâm Thiên vang lên tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C, phụ nổ làm thần trí hắn ngơ ngẩn nhưng chỉ giây lát dần ổn định. Cũng trong lúc này, Lục Lâm Thiên cảm giác đã đột phá đến linh phách cửu trọng, linh hồn mạnh hơn trước kia gấp mấy lần. Hiện tại hồn đan của Lục Lâm Thiên bóng loáng nhẵn mịn, to hơn lúc là linh phách bát trọng một chút. Kích cỡ hồn đan chỉ có bản thân mình mới nhìn ra được, mắt thường hầu như không thấy sự biến đổi. Thở ra một ngụm chọc khí. Phù. Lục Lâm Thiên mở mắt ra, khí thế cường đại tuôn ra từ thân thể hắn. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Vẫn còn năng lượng chưa luyện hóa hết, tiếp tục. Lục Lâm Thiên nhắm mắt tu luyện tiếp. Thúy Ngọc lộ biểu tình ngạc nhiên. Vẫn chưa luyện hóa xong. Một trái thánh quả vũ linh đã bị Thúy Ngọc luyện hóa xong từ mấy ngày trước. Thực lực lại đột phá nhưng Lục Lâm Thiên thì còn chưa luyện hóa xong. Thúy Ngọc ngẫm lại thấy cũng đúng, nàng mạnh hơn Lục Lâm Thiên nhiều nên luyện hóa thánh quả vũ linh nhanh hơn chút. Lục Lâm Thiên yếu hơn, hắn luyện hóa cũng chậm hơn Thúy Ngọc. Thúy Ngọc không biết suy nghĩ của nàng chỉ đúng một nửa. Lục Lâm Thiên không mạnh bằng Thúy Ngọc, tốc độ luyện hóa chậm hơn nàng một chút. Nhưng quan trọng nhất là nhờ tác dụng âm dương linh vũ quyết có thể nuốt trọn năng lượng từ thánh quả vũ linh, không lãng phí một chút nào. Sau khi luyện hóa được ích lợi nhiều hơn. Tựa như yêu đan, người bình thường dùng yêu đan chỉ có thể luyện hóa thành đan dược để dùng,
Lục Lâm Thiên thì trực tiếp luyện hóa nên được lợi nhiều gấp mấy lần. Lục Lâm Thiên lại tiến vào trạng thái tu luyện, thời gian trôi qua. Mỗi ngày Thúy Ngọc chỉ biết nói chuyện cùng Tiểu Long, chờ đợi mòn mỏi trong cung điện cổ xưa này. Sau khi cửu vĩ yêu hồ bế quan thì bật tin luôn. Tiểu Long rất vui vẻ, mỗi ngày nó dạo chơi trong hiệp cốc. Trước khi Lục Lâm Thiên bế quan không quên thả ba con yêu thú tam giai thị huyết yêu lang, thiểm điện hắc báo, lục yêu mãng ra khỏi không gian thú nang. Sau khi đến Vân Dương Tông, ba con yêu thú ngẫu nhiên được Lục Lâm Thiên thả ra hít thở không khí. Ba con yêu thú không thể thu nhỏ cơ thể to lớn, rất dễ gây chú ý, không thể như huyết tích dịch ở lại nhà. Lại khoảng 10 ngày qua đi, trong phòng. Lục Lâm Thiên thu lại kết ấn, lại thở ra một ngụm chọc khí, mở mắt. Mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập tia sáng, khí thế tuôn trào ra từ thân thể. Khí thế phát ra chỉ một thoáng ngắn ngủi rồi bị Lục Lâm Thiên nhanh chóng thu vào người. Lục Lâm Thiên cảm nhận chân khí tràn đầy trong người, linh lực trong đầu mang đến cảm giác thoải mái, hắn nhếch môi cười. Mạnh quá! Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Tiếc rằng không thể đột phá đến vũ tướng, linh tướng, vẫn còn kém một chút. Giờ chân khí trong người Lục Lâm Thiên đã đến vũ phách cửu trọng hậu kỳ, gần tới đỉnh phong, đẳng cấp linh lực là linh phách cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Một trái thánh quả vũ linh khiến chân khí, linh lực của Lục Lâm Thiên liên tục đột phá hai tầng, từ đỉnh vũ phách, linh phách thất trọng một hơi lên hậu kỳ vũ phách cửu trọng, gần đỉnh linh phách cửu trọng như hiện nay, Lục Lâm Thiên rất vừa lòng. Lục Lâm Thiên chỉ có một tiếc nuối nhỏ là không thể trực tiếp đột phá lên đẳng cấp vũ tướng. Năng lượng thánh quả vũ linh dù ở gần đẳng cấp vũ tướng cũng có thể đột phá thêm hai tầng. Nhưng Lục Lâm Thiên là linh vũ song tu cộng với đan điền khí hải khổng lồ, dù luyện hóa hết năng lượng thánh quả vũ linh cũng chỉ đột phá cả hai vũ phách, linh phách. Nếu Lục Lâm Thiên không phải linh vũ song tu, muốn đột phá đến đẳng cấp vũ tướng tuyệt đối không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên thậm chí đang suy nghĩ nếu hắn dùng một viên yên đan tứ giai hậu kỳ có lẽ sẽ đủ để đột phá thêm một tầng vũ tướng, đẳng cấp linh lực đến linh phách cửu trọng đỉnh phong. Khi đó Lục Lâm Thiên sẽ một hơi đột phá một tầng vũ tướng và linh tướng. Vũ tướng và vũ phách, giữa vũ phách cửu trọng và vũ tướng nhất trọng cách biệt rất xa xôi. Nếu Lục Lâm Thiên đột phá đến vũ tướng thì thực lực sẽ tăng vọt, đến vũ tướng là hắn chính thức đặt chân vào trình độ chuẩn cường giả. Tu vi vũ tướng ở bên ngoài miễn cưỡng xem như cường giả. Đột phá đến vũ tướng có sức hấp dẫn cực lớn với Lục Lâm Thiên lúc này, giờ hắn chỉ cần lại nuốt một viên yêu đan tứ giai hậu kỳ là sẽ đột phá một hơi. Lục Lâm Thiên có xúc động rất muốn đột phá đến vũ tướng luôn. Vũ tướng nhất trọng, thực lực của Lục Lâm Thiên sẽ tăng theo cấp số nhân. Lúc ở vũ phách thất trọng là Lục Lâm Thiên đã đấu lại Triệu Kình Thiên vũ tướng nhị trọng. Hắn thậm chí cảm thấy nếu hắn dốc hết sức thì không khó khăn gì khi giết gã. Dù sao khi ấy Lục Lâm Thiên không sử dụng linh lực, nếu phối hợp thêm linh lực thì hắn có cơ hội rất lớn để giết Triệu Kình Thiên. Triệu Kình Thiên xếp hạng 5 trong Long bảng Vân Dương Tông, là người nổi bật trong thế hệ trẻ Vân Dương Tông, tu vi vũ tướng nhị trọng. Sợ là vũ tướng tam trọng bình thường cũng khó làm gì được Triệu Kình Thiên. So sánh thực lực của Triệu Kình Thiên và chính mình, Lục Lâm Thiên hiểu đại khái sức mạnh hiện tại của bản thân. Từ vũ phách thất trọng đột phá đến đỉnh vũ phách cửu trọng, hiện tại thực lực của Lục Lâm Thiên đủ để giết Triệu Kình Thiên, hắn cũng không sợ Triệu Kình Hải. Nếu đột phá đến vũ tướng, nghĩ đến thực lực đó thôi đã làm Lục Lâm Thiên động lòng. Đẳng cấp vũ tướng đang vẫy tay mời gọi hắn. Lục Lâm Thiên cắn răng thầm nhủ. Không, không thể đột phá. Lục Lâm Thiên hít sâu. Hắn đã liên tục đột phá trong thời gian này. Thực lực tăng vọt, Lục Lâm Thiên thấy cơ thể thoải mái vui sướng ý gờ nhưng lúc này hắn cảm nhận cơ thể hơi nóng, đây là dấu hiệu đột phá quá nhanh làm căn cơ bất ổn. Nếu lại đột phá sẽ cắt giảm nhiều cho tu vi sau này, về sau tu luyện rất khó khăn. Trong thời gian ngắn không thể đột phá tiếp nữa. Nghĩ đến hậu quả làm Lục Lâm Thiên toát mồ hôi lạnh. Thời gian tiếp theo Lục Lâm Thiên không thể nóng vội đột phá nữa, phải ổn định tu vi trước đã. Dù sao hắn có thể tùy thời đột phá. Cần gì để ý chút thời gian này? Thực lực bây giờ cũng đủ dùng, chờ đến lúc rồi hãy đột phá. Quyết định xong Lục Lâm Thiên lắc đầu, siết nắm tay, cảm nhận chân khí mạnh mẽ hơn lúc còn là vũ phách thất trọng gấp mấy lần, hắn nhếch môi mỉm cười. Hiện tại Lục Lâm Thiên là vũ phách, linh phách cửu trọng, ít nhất trong đẳng cấp vũ phách đã không có địch thủ. Trong thế hệ trẻ Lục Lâm Thiên miễn cưỡng đi đầu. Hiện giờ Lục Lâm Thiên không dám tự phụ như trước.
ngày xưa hắn luôn cho rằng có âm dương linh vũ quyết là đủ để hắn đứng vững gót chân trong thế hệ trẻ. Sau này gặp cường giả trên Long Bảng Lục Lâm Thiên mới biết khác biệt. Theo cường giả Long Bảng Lục Lâm Thiên gặp Thúy Ngọc, thực lực của nàng dù là Triệu Kình Hải bây giờ cũng không bằng, điều này làm hắn rất rung động. Lục Lâm Thiên còn nhớ lúc hắn rời khỏi Lục gia thì Nam Thúc có nói một câu. Đại lục linh vũ không đơn giản như ngươi tưởng tượng, núi cao còn có núi cao hơn, người mạnh còn có người mạnh hơn. Giờ đây Lục Lâm Thiên mới hiểu câu đó. Nam Thúc muốn Lục Lâm Thiên luôn luôn ghi nhớ không có thực lực tuyệt đối thì đừng tự phụ, trên đại lục linh vũ còn nhiều điều hắn không biết. Dọn dẹp xong Lục Lâm Thiên ra khỏi phòng, chắc cũng đã đến lúc lên đường, dù sao nơi này cách lối ra một khoảng dài. Lục Lâm Thiên vừa ra khỏi phòng chợt một bóng sáng vàng vọt tới. Lão đại! Lục Lâm Thiên giơ hai tay lên, Tiểu Long đáp xuống tay hắn, co duỗi lưỡi rất là thân thiết. Lục Lâm Thiên cảm nhận khí thế trên người Tiểu Long, hỏi. Đệ đã luyện hóa xong thánh quả vũ linh. Tiểu Long đắc ý chớp mắt nhỏ. Đệ lại đột phá. Lục Lâm Thiên vuốt đầu Tiểu Long. Giỏi lắm. Tiểu Long lại đột phá chắc đến đẳng cấp tứ giai trung kỳ, lúc ở tứ giai sơ kỳ thì nó đã có thể miễn cưỡng đấu lại Triệu Kình Hải. Thực lực của Lục Lâm Thiên bây giờ e rằng đã trên Lục Lâm Thiên, nghĩ đến đây hắn rất vui mừng. Tiểu Long đắc ý nói. Đương nhiên, lão đại đột phá mau vậy thì đệ cũng không thể kém hơn. Thúy Ngọc đến bên cạnh Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, chúc mừng ngươi đột phá, chắc đã đến vũ phách cửu trọng. Mắt đẹp chứa ý cười, ngũ quan tinh xảo làm Lục Lâm Thiên nhìn vết bớt đỏ kia có chút bứt rứt. Sau khi xem sắc đẹp tuyệt trần của Thúy Ngọc làm Lục Lâm Thiên nhìn nàng mà cứ nhớ khuôn mặt không có vết bớt đỏ. Lục Lâm Thiên gật đầu, nói. Đến vũ phách cửu trọng. Lục Lâm Thiên cảm nhận khí thế trên người Thúy Ngọc, hỏi. Nàng cũng đột phá lần nữa. Thúy Ngọc gật gù. Sau khi dùng thánh quả vũ linh thì lại có đột phá. Lục Lâm Thiên tò mò hỏi. Vậy hiện tại đẳng cấp của nàng là gì? Lục Lâm Thiên luôn khó thể nhìn thấu thực lực của Thúy Ngọc, có lẽ tựa như hắn tu luyện âm dương linh vũ quyết, người bình thường khó thể nhìn ra đẳng cấp thực lực. Thúy Ngọc gật đầu, nói. Linh tướng nhị trọng đỉnh phong, dùng thánh quả vũ linh khiến ta từ linh tướng nhất trọng đột phá đến đỉnh nhị trọng, còn kém chút nữa sẽ lại đột phá. Lục Lâm Thiên kinh ngạc kêu lên. Mới chỉ là linh tướng nhị trọng, vậy là trong thánh chỉ nàng chỉ vừa đột phá linh tướng. Lục Lâm Thiên không đáp, nhẹ gật đầu. Lục Lâm Thiên thầm than. Vậy khi nàng là linh phách cửu trọng đã có thể đối kháng với Triệu Kình Hải. Lúc trước bị đánh lén Thúy Ngọc đấu với Triệu Kình Hải chỉ miễn cưỡng yếu hơn chút, nếu lúc trong ao nước năng lượng nàng vừa đột phá đến linh suất nhất trọng vậy lần trước đánh nhau cùng Triệu Kình Hải thực lực của nàng chỉ là linh phách cửu trọng. Là linh phách cửu trọng mà đánh ngang với Triệu Kình Hải linh suất tam trọng, thật quá kinh khủng rồi. Khi Thúy Ngọc ở trong ao năng lượng đột phá đến linh tướng nhất trọng đã có thể dễ dàng đánh bại Triệu Kình Hải, thực lực đó phải nói là rất khủng bố. Thúy Ngọc không giấu giếm Lục Lâm Thiên, gật đầu nói. Ta tu luyện công pháp đặc biệt, có thể vượt cấp đánh với đối thủ. Lục Lâm Thiên không kiềm được tò mò hỏi. Thúy Ngọc, rốt cuộc nàng là ai? Đánh chết Lục Lâm Thiên cũng không tin thân phận nha hoàn. Thúy Ngọc cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Ngươi thật sự muốn biết? Lục Lâm Thiên gật mạnh đầu. Thúy Ngọc nhìn thẳng mắt Lục Lâm Thiên, xin lỗi nói. Nhưng bây giờ ta chưa thể nói được, không phải không muốn nói mà vì nói ra sẽ gây ảnh hưởng lớn đến ngươi. Chờ sau này có cơ hội chắc chắn ta sẽ cho ngươi biết. Lục Lâm Thiên thông cảm. Không sao. Mặc kệ nàng là ai thì vẫn là bằng hữu của ta. Thúy Ngọc nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Chỉ là bằng hữu sao? Ánh mắt Thúy Ngọc chứa cảm xúc làm xúc động lòng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn Thúy Ngọc thật lâu. Cái này. Trong thời gian này ở chung, Lục Lâm Thiên không phải người gỗ, hai người mập mờ đã nói lên tất cả. Thúy Ngọc vì Lục Lâm Thiên mà bị thương trong tay Triệu Kình Hải, lúc giành thánh quả vũ linh cũng không bỏ lại hắn. Những gì Thúy Ngọc đã làm cho hắn khiến Lục Lâm Thiên rất cảm động, từ mặt nào thì hắn đều cảm thấy mình trèo cao. Vì hiện tại Lục Lâm Thiên có Vô Song, còn có nha đầu Hồng Lăng. Thúy Ngọc mỉm cười nói. Được rồi, ngươi không cần trả lời, ta biết suy nghĩ của ngươi. Thúy Ngọc tiếp tục bảo. Hãy nhớ lời ngươi đã nói, nếu Vô Song tỷ đồng ý thì ngươi không thể chối nữa đúng không?
Lục Lâm Thiên lúng túng cười khờ như con nít lớn xác. Ha ha ha. Nếu nợ Upsilon.ng đối thủ thì Lục Lâm Thiên sẽ không nhíu mày cái nào, nhưng đối mặt nữ nhân thì hắn công nhận mình hơi khờ. Thúy Ngọc lườm Lục Lâm Thiên. Nhìn bộ dạng ngờ nghịch của ngươi kìa, thật không hiểu Vô Song tỷ làm sao để ý ngươi. Song nàng ngại ngùng nói. Nhưng vậy cũng tốt, Vô Song tỷ không cần lo ngươi ở bên ngoài ong bướm. Tiểu Long chợt nhớ ra điều gì, ngước đầu nhỏ nói với Lục Lâm Thiên. Lão đại, để đệ dẫn lão đại đi một nơi, bảo đảm sẽ làm lão đại ngạc nhiên. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Vậy sao, thế thì mau dẫn ta đi xem, ta rất muốn xem có chỗ nào làm ta ngạc nhiên. Tiểu Long bí hiểm nói. Đi đi. Tiểu Long dẫn đường đi trước, đến đại điện nó kêu bốn con yêu thú ngũ giai nghịch lân yêu bằng dẫn đường thẳng hướng phía sau cung điện. Một lát sau trước mặt Lục Lâm Thiên xuất hiện một căn phòng nhỏ, căn phòng này không khác gì những phòng khác, cửa phòng khép hờ. Tiểu Long ngước đầu bí hiểm nói. Lão đại, khi đi vào nhớ đừng quá ngạc nhiên. Lục Lâm Thiên nổi lòng tò mò. Để ta nhìn xem. Lục Lâm Thiên đẩy cửa phòng khép hờ ra, Thúy Ngọc ôm tò mò và khó hiểu vào theo Lục Lâm Thiên. Sau khi hai người vào phòng thì cùng trợn mắt há hốc mồm, biểu tình ngạc nhiên thật lâu không bình tĩnh. Tiểu Long nói. Lão đại, ta đã bảo là đừng ngạc nhiên. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm mọi thứ, hắn vô cùng kinh ngạc kêu lên. Tiểu Long, để kiếm ở đâu ra thế? Trên cái bàn đá to mấy thước ở giữa phòng xếp đầy hơn 100 ngọc giản, các loại thuộc tính tràn đầy. Lục Lâm Thiên xem thuộc tính cảm giác những ngọc giản này thấp nhất là vũ khí hoàng cấp sơ giai. Tiểu Long nói. Không phải để kiếm được, là nghịch lân yêu bằng dẫn đệ đến. Nghịch lân yêu bằng nói. Chủ nhân, những cái này là vũ khí của nhân loại, yêu thú chúng ta có lấy cũng vô dụng. Mỗi cách vài chục năm sẽ có một số cường giả nhân loại đi vào ném một ít vũ khí khắp nơi. Sau khi các nhân loại rời đi toàn là chúng ta cất giữ. Chúng ta có lấy cũng vô dụng nên toàn đặt mớ vũ khí này ở đó. Vũ khí hoàng cấp sơ giai. Vũ khí hoàng cấp trung giai. Vũ khí hoàng cấp cao giai. Lục Lâm Thiên lật từng ngọc giản. Hắn rất phấn khởi. Hàng trăm ngọc giản này toàn là đẳng cấp hoàng cấp, nhiều hơn vũ khí hoàng cấp trong mật thất phi linh môn rất nhiều, đa phần là vũ khí hoàng cấp trung giai, có khá nhiều vũ khí hoàng cấp cao giai. Lục Lâm Thiên nghe nghịch lân yêu bằng giải thích thì hiểu chắc vì cường giả Vân Dương Tông muốn tôi luyện đệ tử trong môn nên cứ mấy chục năm lại bỏ một số vũ khí vào mật địa. Bọn họ cũng biết yêu thú sẽ lấy đi các vũ khí, nên để đệ tử giết yêu thú lấy vũ khí, thừa dịp đó rèn luyện luôn. Nhưng e rằng người Vân Dương Tông không ngờ đa số vũ khí bị các yêu thú nghịch lân yêu bằng chất đống trong cung điện ẩn khuất này. Hai cái này là, trong đống vũ khí Lục Lâm Thiên cầm hai ngọc giản lên, xem năng lượng thuộc tính thì một cái là vũ khí thuộc tính mộc, một cái thuộc tính thủy. Hai ngọc giản toát ra khí tức làm tim Lục Lâm Thiên đập hơi nhanh. Thúy Ngọc đứng cạnh Lục Lâm Thiên nói, chắc đây là vũ khí huyền cấp sơ giai thuộc tính mộc, vũ khí huyền cấp sơ giai thuộc tính thủy. Thúy Ngọc nhìn chằm chằm đống vũ khí trên bàn đá, tuy nàng cũng lộ ánh mắt ngạc nhiên nhưng không phản ứng mạnh bằng Lục Lâm Thiên. Tim Lục Lâm Thiên đập nhanh. Vũ khí huyền cấp sơ giai. Trước kia sư phụ Vũ Ngọc Tiền đã bảo trong mật địa có vũ khí huyền cấp sơ giai, xem ra thật sự có. Vũ khí huyền cấp sơ giai đều là trọng bảo trong đại môn đại phái. Lục Lâm Thiên biết đẳng cấp loại vũ khí này dù là sư phụ Vũ Ngọc Tiền cũng không thể cho hắn. Vũ khí hoàng cấp cao giai còn cơ may có thể. Hoàng cấp và huyền cấp là hai đẳng cấp khác nhau. Trong đống vũ khí của Lục Lâm Thiên tuy hắn có phù quang lược ảnh là huyền cấp sơ giai, đao hồn kỹ cũng là huyền cấp sơ giai, nhưng phù quang lược ảnh và đao hồn kỹ một là vũ khí thân pháp huyền cấp sơ giai, một là linh kỹ sơ giai đao hồn kỹ. Về mặt vũ khí thì Lục Lâm Thiên còn chưa có cái nào, hắn luôn muốn có một cái. Một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai giá trị bằng một thế lực hạng 2 bình thường. Hiện tại hai quyển vũ khí huyền cấp sơ giai là trọng bảo. Dù là cường giả vũ xuất nếu biết một vũ phách mang theo vũ khí huyền cấp sơ giai bên người sẽ không nhịn được hạ thấp thân phận đi cướp. Lục Lâm Thiên nói. Thúy Ngọc, nàng là linh giả, chắc không cần dùng vũ khí này. Lục Lâm Thiên vừa nói vừa cất ngay hai quyển vũ khí huyền cấp sơ giai vào túi không gian. Ta không cần, ngươi lấy hết đi. Thúy Ngọc liếc xéo Lục Lâm Thiên. Không ai giành với ngươi. Xem bộ dáng của ngươi kìa. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm nói.
ta không hề lo nàng giành với ta. Nàng tu luyện linh kỹ huyền cấp trung giai, ta là người nghèo, chắc nàng cũng ngại tranh giành với ta. Lục Lâm Thiên không khách sáo thu hết 100 vũ khí hoàng cấp trên bàn đá vào túi không gian. Chúng toàn là vũ khí hoàng cấp, hàng trăm vũ khí hoàng cấp. Chúng không giúp nhiều cho Lục Lâm Thiên tu luyện, hiện tại hắn không thiếu vũ khí hoàng cấp cao giai để tu luyện. Nhưng mớ vũ khí hoàng cấp này rất quan trọng với phi linh môn, có chúng nó ở mặt nào đó phi linh môn sẽ phát triển lớn mạnh hơn nhiều. Nhìn bộ dạng tham lam của Lục Lâm Thiên, Thúy Ngọc cười bất đắc dĩ. Lục Lâm Thiên cất những vũ khí đi, hắn cười cười với dáng vẻ rất hài lòng. Đặc biệt có hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, thêm vào lần này được thánh quả vũ linh, chuyến đi mật địa này rất đáng tiền. Trong mật địa không chia ban ngày hay ban đêm, hơn 10 canh giờ sau, trong một gian phòng, Lục Lâm Thiên chuyển hết đống ngọc giản, thánh quả vũ linh vào chữ vật giới chỉ trên ngón tay mình. Nghĩ đến còn 5 trái thánh quả vũ linh là khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên. Thánh quả vũ linh này tăng lớn cơ hội cho vũ giả, linh giả trở thành vũ vương. Lão độc vật, quỷ tiên nữ một người là linh xuất cửu trọng đỉnh phong, một người là vũ xuất cửu trọng, nếu sau khi dùng thánh quả vũ linh cơ hội đột phá vũ vương, linh vương sẽ lớn hơn. Nếu hai người đều đột phá, khi đó thực lực phi linh môn cũng mạnh hơn nhiều. Còn Lục Vô Song, nàng không thể cùng đi vào mật địa, lúc Lục Lâm Thiên lên kế hoạch chiếm thánh quả vũ linh đã để dành một trái cho nàng. Còn Thiên Sĩ Tuyết Sư, nếu nó ăn một trái thánh quả vũ linh thì sắp đột phá tứ giai. Nghĩ đến những điều này Lục Lâm Thiên rất vui mừng, cuối cùng hắn móc ra hai ngọc giản, hắn cầm ngọc giản trong tay xem xét hai cái. Ngọc giản tràn ngập năng lượng thuộc tính mộc, thuộc tính thủy đậm đặc, là hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Tu luyện vũ khí thuộc tính mộc. Lục Lâm Thiên do dự một lúc rồi cất vũ khí thuộc tính thủy vào chữ vật giới chỉ. Chưa biết khi nào Bạch Linh xuất quan. Thời gian tiếp theo Lục Lâm Thiên có thừa rảnh rỗi để tu luyện vũ khí huyền cấp sơ giai. Lục Lâm Thiên nhỏ một giọt máu vào ngọc giản, tinh thần tiến vào ngọc giản. Thoáng chốc năng lượng thuộc tính mộc đậm đặc trên ngọc giản run rẩy, ánh sáng lục rực rỡ chui vào trán Lục Lâm Thiên. Ánh sáng lục thoáng chốc biến thành tin tức khổng lồ trong đầu Lục Lâm Thiên. Một lát sau năng lượng thuộc tính mộc trên ngọc giản tối tăm, Lục Lâm Thiên từ từ mở mắt ra, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên. Lục Lâm Thiên thì thào. Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng. Lục Lâm Thiên xem tin tức, biết vũ khí mộc hệ huyền cấp sơ giai này có tên gọi là Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng, uy lực làm hắn chố mắt líu lưỡi. Có lẽ đây là điểm xảo quyệt khó chơi của vũ khí mộc hệ. Theo tin tức tu luyện Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng thì Lục Lâm Thiên biết rằng Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng là một loại vũ khí rất quỷ dị trong hàng vũ khí huyền cấp sơ giai. Người chúng Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng dù không bị thương cũng sẽ tiêu hao nhiều thực lực. Đối thủ yếu hơn mình một chút sẽ tạo thành tình trạng chân khí tiêu hao hầu như không còn, hoặc là trực tiếp bị đánh chết. Cho dù là đối thủ mạnh hơn mình, nếu chúng Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng sẽ bị giảm bớt thực lực rất nhiều, mức độ bao nhiêu thì tùy theo thực lực của kẻ vận dụng. Bình thường cùng tu vi đẳng cấp chúng hai chiêu Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng là sẽ bị tiêu hao hết sạch thực lực, bó tay chịu bị giết. Tức là thi triển Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng có thể trực tiếp làm cho thực lực của đối phương tiêu hao nhiều. Trừ phi đối phương có bí pháp gì, nếu không sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên thì thào. Vũ khí thật kỳ dị khủng bố. Nếu Lục Lâm Thiên tu luyện thành vũ khí quái dị này, trước tiên thi triển dòng không khí khiến đối phương bị tiêu hao nhiều rồi dốc hết sức giết chết thì thật là như hổ thêm cánh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên kiên quyết. Tu luyện. Sau khi tu luyện thành Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng là Lục Lâm Thiên có thêm một át chủ bài. Lục Lâm Thiên kết ra các thủ ấn tu luyện, từng luồng sáng màu lục huyền ảo bắn ra từ tay hắn. Phía sau núi của cung điện cổ xưa, trong một rừng cây, Lục Lâm Thiên xuất hiện, năng lượng thuộc tính mộc đậm đặc bao phủ toàn thân hắn. Các kết ấn huyền ảo nâng tụ, từng trường ấn màu lục oanh kích ra. Cứ lặp lại tu luyện như thế, biểu tình của Lục Lâm Thiên luôn trầm trọng. Vũ khí huyền cấp không dễ tu luyện. Không phân biệt ban ngày hay ban đêm. Thường thì Lục Lâm Thiên tu luyện mấy canh giờ rồi trở về cung điện xếp bằng tu luyện, ổn định tu vi của mình. Càng làm vậy Lục Lâm Thiên càng thấy thực lực của mình chẳng những không tiến bộ còn lùi bước, đẳng cấp tu vi có sự thay đổi khó phát hiện, chậm rãi thụt lùi. Lục Lâm Thiên sợ hết hồn toát mồ hôi lạnh, hắn biết không phải tu vi thực lực thật sự thụt lùi ngược lại là đang tiến bộ. Thay đổi thế này là vì Lục Lâm Thiên đột phá quá nhanh, chân khí trong người hơi táo bạo, tu vi chưa ổn định. Giờ hắn mới củng cố tu vi, thực lực tu vi càng ngưng tụ.
thoạt trông là lùi bước nhưng thật ra không hề tụt đi chút nào. Đương nhiên thay đổi này rất nhỏ nhưng cũng làm Lục Lâm Thiên hoảng sợ, nó thật nhỏ bé nhưng sau này khi tu vi cao hơn nữa, hắn có muốn cứu vãn cũng không kịp. Giống như nhà cao tầng, nếu cột nhà sai lệch một ly, ban đầu không thấy gì nhưng xây đến tầng cao nhất định sẽ bị nghiêng dần, tiếp theo có tình huống gì thì tự hiểu. Lục Lâm Thiên thầm than may mắn hắn không tiếp tục đột phá đẳng cấp vũ tướng. Sau này có đột phá thì không thể giống như dạo gần đây cứ thấy năng lượng là lo cắn nuốt luyện hóa, phải chú ý củng cố tu vi đàng hoàng. Lục Lâm Thiên tu luyện hơn 10 canh giờ sẽ lại đi sau núi tu luyện Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng, thời gian cứ thế chậm rãi trôi. Lục Lâm Thiên ngẫu nhiên cùng Thúy Ngọc đi dạo khắp nơi trong hiệp cốc. Hiện tại nguyên hiệp cốc không có yêu thú nào đối địch với hai người, mà thái độ lại cực kỳ cung kính. Tiểu Long thì theo nhóm yêu thú nghịch lân yêu bằng dẫn dắt chạy khắp nơi trong mật địa. Khoảng 20 ngày sau, trong núi, một vầng sáng màu lục đậm đặc bao phủ toàn thân Lục Lâm Thiên, hắn đánh ra các thủ ấn huyền ảo. Cùng với thủ ấn đánh ra, chân khí chuyển động nhanh trong kinh mạch của Lục Lâm Thiên. Mơ hồ thấy thủ ấn thay đổi, chân khí vận chuyển trong cơ thể Lục Lâm Thiên theo cùng một tiết tấu. Cứ thế này không chỉ yêu cầu rất cao trong việc vận chuyển chân khí, yêu cầu điều khiển tinh thần càng nghiêm khắc, sơ sẩy một cái là không thể thúc giục được. Chỉ giây lát sau trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện một trường ấn màu lục. Trường ấn màu lục run rẩy không ổn định trong lòng bàn tay hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trường ấn màu lục run run mấy cái rồi tan tác, hóa thành năng lượng tan biến giữa không trung. Lục Lâm Thiên cười khổ nói. Ai, vũ khí huyền cấp thật khó tu luyện. Vũ khí huyền cấp so với vũ khí hoàng cấp cao dài khó tu luyện hơn gấp 10 lần. Bây giờ Lục Lâm Thiên thi triển vũ khí hoàng cấp cao dài rất là thuận tay, còn tu luyện Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng yêu cầu vận chuyển chân khí, khống chế tinh thần rất khó khăn, làm hắn luống cuống tay chân. Nếu Lục Lâm Thiên không nhờ có linh hồn lực không tệ giúp nhiều về mặt tinh thần thì sẽ càng khó tu luyện hơn. Nhưng dù vậy Lục Lâm Thiên tu luyện đã qua 20 ngày vẫn không thể thuận lợi vận dụng Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng. Hoặc là chân khí vận chuyển hỗn loạn, hoặc là phối hợp thất bại, điều này khiến Lục Lâm Thiên rất bực mình. Sau này Lục Lâm Thiên mới biết Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng cần có chân khí thúc đẩy, dùng Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng một lần tính theo trình độ hậu kỳ vũ phách cửu trọng hiện tại của Lục Lâm Thiên nếu thành công vận dụng thì tối đa chỉ sử dụng được 2 lần, đó còn là nhờ đan điền khí hải cường đại. Nếu là vũ phách cửu trọng bình thường vận dụng được một lần đã là lợi hại. 1000 vũ phách cửu trọng e rằng không có một người thành công sử dụng Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng một lần. Mức tiêu hao chân khí đối với người sử dụng cực kỳ lớn, theo tin tức trong Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng thì người cùng tu vi nếu trúng Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng 2 lần sẽ bị tiêu hao hết sạch chân khí. Lục Lâm Thiên cười khổ, nếu hắn sử dụng Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng 2 lần, sợ là hắn sẽ kiệt sức trước đối thủ. Đương nhiên Lục Lâm Thiên cũng biết khi hắn đột phá đến vũ tướng thì dễ dàng vận dụng Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng hơn nhiều. Giọng Thúy Ngọc vang bên tai Lục Lâm Thiên. Thế nào, lại thất bại sao? Phía xa, Thúy Ngọc và Tiểu Long đang ngồi trên nhánh một cây to cao VYT, đôi chân thon dài đung đưa dưới nhánh cây. Thúy Ngọc luôn yên lặng quan sát Lục Lâm Thiên tu luyện. Thúy Ngọc đã biết Lục Lâm Thiên là linh vũ song tu nhưng không biết hắn là vũ giả ngũ hệ. Thúy Ngọc luôn nghĩ Lục Lâm Thiên là vũ giả tam hệ hỏa, phong, thổ. Khi biết Lục Lâm Thiên tu luyện vũ khí mộc hệ thì Thúy Ngọc kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Sau đó Lục Lâm Thiên nói thật cho nàng biết là hắn tu ngũ hệ, Thúy Ngọc la to quái vật, thật lâu sau nàng mới chấp nhận sự thật này. Vũ giả toàn hệ, linh vũ song tu, thiên phú bía y thái khiến Thúy Ngọc hút một ngụm khí lạnh. Lục Lâm Thiên cười khổ lắc đầu. Vũ khí huyền cấp sơ giai thật khó tu luyện. Thúy Ngọc nói, ngươi như thế đã là rất giỏi rồi, xem bộ dạng của ngươi chắc sắp tu luyện thành công. Nên biết vũ phách bình thường có muốn tu luyện vũ khí huyền cấp sơ giai cũng không thể thành công. Dù một số người thiên phú không tệ nhưng không tốn nửa năm thì đừng mơ tu luyện thành công, mà ngươi lại chỉ mất có nửa tháng. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Tiếp tục, Lục Lâm Thiên lại ngưng tụ các thủ ấn huyền ảo, tính cách của hắn là dù chuyện khó khăn đến mấy cũng không sợ hãi. Lục Lâm Thiên lại kết thủ ấn, điều động chân khí trong người, chân khí dồi dào lao nhanh trong kinh mạch. Chân khí cần để khởi động vũ khí huyền cấp sơ giai tốn rất nhiều, dù hiện tại Lục Lâm Thiên có kinh mạch rộng mà chắc khỏe cũng thấy đau nhức chướng căng. Lục Lâm Thiên nghiến răng thầm nghĩ. Lần này phải thành công. Đao hồn kỹ cũng là đẳng cấp huyền cấp,
nếu Lục Lâm Thiên tu luyện đao hồn kỹ được thì ảm nhiên tiêu linh trưởng cũng không thành vấn đề. Tinh thần khống chế chân khí và thủ ấn ngưng kết, khí thế quanh thân Lục Lâm Thiên trướng lên. Lục Lâm Thiên tập trung tinh thần bình tĩnh, hắn như tiến vào trạng thái kỳ diệu, bắt đầu ngưng tụ ảm nhiên tiêu linh trưởng. Trưởng ấn màu lục lại tụ tập trong tay Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên thầm quát. Ngưng tụ. Các thủ ấn phức tạp đột phá kết và thu lại, chân khí lao nhanh ra từ mấy kinh mạch tụ tập trong lòng bàn tay hắn. Lỗ chân lông toàn thân Lục Lâm Thiên có các tia chân khí tràn ra ngoài, cuối cùng bị lực lượng vô hình điều khiển tựa sợi tóc từ bốn phương tám hướng gộp chung lại. Thủ ấn lại thay đổi, ánh sáng lục chói lòa quanh thân Lục Lâm Thiên, khí thế tăng vọt. Thúy Ngọc ở phía xa biến sắc mặt, Tiểu Long căng thẳng ngóc cao đầu quên cả thò thụt cái lưỡi của mình. Trưởng ấn gần thành hình. Chân khí cường đại trong người Lục Lâm Thiên đột phá bị thủ ấn trong tay hắn hút ra. Trưởng ấn tỏa ánh sáng màu xanh chói mắt, uy lực tăng vọt. Một trưởng ấn to cỡ nửa thước, bóng loáng như ngọc phỉ thúy dính vào bàn tay Lục Lâm Thiên. Trưởng ấn vỗ ra, không gian nổi sóng gợn, từng đợt sóng không gian khuếch tán tràn ngập khí tức uy hiếp to lớn. Khí thế đó hơn xa vũ khí hoàng cấp cao giai, nếu là người tu vi thực lực thấp cảm nhận khí thế này vô hình chung sẽ bị ức chế tuyệt đối. Mắt Lục Lâm Thiên bắn ra tia sáng. Ảm nhiên tiêu linh trưởng. Cùng lúc đó, Lục Lâm Thiên đẩy thủ ấn. Trưởng ấn sáng bóng như ngọc phỉ thúy bay ra biến thành ánh sáng màu xanh lục đón gió biến thành to bay tới trước. Trưởng ấn chấn mở tất cả gợn sóng không gian. Trong không gian sóng gợn sôi trào rít gào bay lên. Sóng không gian cùng với trưởng ấn ánh sáng xanh giáng xuống. Sóng dao động cuồng bạo nổ vang trong không trung đinh tai nhức óc. Bùm. Tiếng nổ vang lên điếc tai giữa không trung, năng lượng khổng lồ khủng bố đến cực độ tựa trái bom nổ tung. Kình phong tán loạn bao trùm cả ngàn thước không khí, kình phong tàn phá, mỗi đợt kình phong rạch từng đường cong huyền diệu. Kình phong khủng bố liên miên chồng chất không dứt như vòm sáng màu lục thiên la địa võng bao phủ không gian ngàn thước. Thúy Ngọc biến sắc mặt nói: "Tiểu Long, chúng ta đi mau." Thúy Ngọc nhanh chóng thụt lùi, nàng cách Lục Lâm Thiên chưa đến ngàn thước. Vừa lúc trong phạm vi vòng sáng bao phủ. Trong khi Thúy Ngọc, Tiểu Long nhanh như tia chớp thụt lùi thì vòng sáng từ trên trời giáng xuống, không mang theo uy thế cuồng bạo mà lặng lẽ đè xuống. Nhưng khí thế nhẹ nhàng này lại làm Thúy Ngọc kinh hoàng. Khi vòng sáng sắp đè xuống mặt đất, không gian ngàn thước nhăn nhúm như gấp khúc lại. Sóng gợn vô hình thoáng chốc khuếch tán lan tràn giấy lên gợn sóng. Sóng lan tràn xuất hiện cảnh tượng đáng sợ. Trong phạm vi sóng năng lượng lan tỏa, cây cối thoáng chốc khô vàng rồi bị kình phong cuốn đi xa ngay. Mặt đất lặng lẽ nứt nẻ, đá to vỡ vụn. Vù vù vù. Khi năng lượng tan biến trong không khí, Thúy Ngọc ở phía xa trợn mắt há hốc mồm nhìn. Năng lượng lan đến, trong ngàn thước trống rỗng, mấy cái cây to cao héo tàn, đất đai nứt nẻ, vô số khe nứt lan rộng ra. Không gian ngàn thước không chút sự sống. Lục Lâm Thiên đứng chính giữa nhìn chằm chằm tình hình mình tạo ra, khó tin lẩm bẩm. Đã thành công sao? Tiểu Long đến bên cạnh Lục Lâm Thiên. Lão đại, trưởng của lão đại khủng bố quá. Lực công kích này làm Tiểu Long sửng sốt. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Nhưng rất tốn chân khí. Có lẽ vì vừa rồi Lục Lâm Thiên miễn cưỡng vận dụng nên mới sử dụng ảm nhiên tiêu linh trưởng một lần đã làm hắn hoàn toàn kiệt sức. Lục Lâm Thiên biết hắn chỉ miễn cưỡng vận dụng được một trưởng này, nếu luyện tập nhiều hơn thì uy lực của ảm nhiên tiêu linh trưởng sẽ càng cường đại rất nhiều. Thúy Ngọc đến bên Lục Lâm Thiên. Ngươi kinh khủng thật, trong nửa tháng đã tu luyện thành công vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Chưa hoàn toàn tu luyện thành công, uy lực còn rất nhỏ. Đây mới chỉ là lần đầu tiên Lục Lâm Thiên vận dụng ảm nhiên tiêu linh trưởng, uy lực chưa tới mức độ lớn nhất. Thúy Ngọc bất đắc dĩ cười khổ nói. Ngươi mới tu luyện nửa tháng, vậy mà còn chưa vừa lòng. Lục Lâm Thiên cười cười. Thật tình không phải hắn bất mãn gì chẳng qua thói quen yêu cầu bản thân rất cao. Trong sự ngạc nhiên của Thúy Ngọc, Lục Lâm Thiên lại bắt đầu tu luyện. Thúy Ngọc bất đắc dĩ nói. Cái tên cuồng tu luyện này. Mấy ngày tiếp theo tính thời gian thì ngày càng gần tới lúc đi ra ngoài. Lục Lâm Thiên hơi lo, lỡ như không kịp đi ra ngoài thì rắc rối to, bị nhốt trong này 3 năm chắc sẽ không vui vẻ gì. Trong hiệp cốc, trên một thác nước có 2 người cùng ngồi trên tảng đá bóng loáng. Chính là Lục Lâm Thiên và Thúy Ngọc. Phong cảnh hiệp cốc thay đổi khiến người thoải mái hơn. Hiệp cốc âm u tạo thành bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt hút hồn người, khuyết điểm duy nhất là bầu trời xám xịt,
Thúy Ngọc khẽ nói. Hiếm khi có lúc nào ngươi không tu luyện. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Thì cũng cần nghỉ ngơi một lúc. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm phương xa bên dưới thác nước, chỗ cung điện cổ xưa toát ra khí tức xa xưa tang thương. Trong lòng Lục Lâm Thiên luôn suy nghĩ một điều, khi nào thì cửu vĩ yêu hồ Bạch Linh mới xuất quan. Thúy Ngọc đầy ẩn ý nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Sắp tới ngày ra ngoài rồi, thoáng chốc đã qua nửa năm. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm. Đúng rồi, sắp qua nửa năm. Nửa năm trôi qua thật nhanh. Thúy Ngọc cúi đầu nhìn thác nước đổ ào ào bên dưới, khẽ nói. Sau khi trở lại Vân Dương Tông rất có thể ta sẽ rời đi ngay. Lục Lâm Thiên hỏi tới. Rời khỏi Vân Dương Tông, nàng định trở về Trấn Thanh Vân. Thúy Ngọc nói. Không, là đi một nơi thật xa, có lẽ sau này khó thể đi ra ngoài. Lục Lâm Thiên không biết nên nói cái gì, ậm ừ. À, Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm Thúy Ngọc cúi mặt. Đường nét mặt mày tinh xảo vẫn động lòng người. Biết tin Thúy Ngọc sắp đi, không hiểu sao lòng Lục Lâm Thiên ngơ ngẩn, cảm giác là lạ. Cảm giác ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn mình đăm đăm, Thúy Ngọc ngước đầu lên, mắt đẹp nhìn thẳng hắn. Đang nhìn cái gì? Lục Lâm Thiên cười nói. Ta đang nghĩ nàng chờ khi nào mới lau vết bớt đỏ trên mặt đi. Ngươi hy vọng mặt của ta không có vết bớt. Thúy Ngọc cười. Trước kia ngươi không ngại nó. Người ta gọi ta là sử bát quái, chỉ có ngươi là không trốn tránh ta. Lục Lâm Thiên thanh minh. Mỗi người đều có lòng thích cái đẹp, biết vết bớt là nàng cố ý làm ra cho nên ta thích xem bộ dạng không có vết bớt đỏ kia của nàng hơn, cái này không liên quan gì đến để ý tới nó hay không. Thúy Ngọc nhìn Lục Lâm Thiên chăm chú, bất chợt nàng nhét một viên đan dược vào miệng. Nếu ngươi thích thì sau này ta không cần vết bớt này nữa. Thúy Ngọc uống đan dược vào vết bớt đỏ trên mặt lóe ánh sáng, Lục Lâm Thiên nửa thấy khối bớt to cỡ bàn tay đang chậm rãi tan biến. Cùng với vết bớt đỏ biến mất, khuôn mặt đẹp đến tột độ xuất hiện trước mắt Lục Lâm Thiên. Khuôn mặt quá đẹp, đẹp cực độ, mặt trắng nõn, ngọc nhan trang nhã không cần thoa phấn, miệng nhỏ môi hồng. Đặc biệt là đôi mắt ướt nước trong suốt khiến người nhìn lâu sẽ bị hút hồn. Khuôn mặt tuyệt đẹp tựa tiên nữ lạc trần gian. Đẹp quá. Lục Lâm Thiên đã từng thấy vẻ đẹp này nhưng lúc này vẫn giật nảy mình. Sắc đẹp này không thua gì Lục Vô Song thậm chí trội hơn một chút, nếu muốn tìm người so sánh thì chỉ có bộ dạng khuynh thành tuyệt thế cửu vĩ yêu hồ biến ra là ngang ngửa. Thấy Lục Lâm Thiên nhìn mặt mình đăm đăm, Thúy Ngọc liếc xéo hắn. Nam nhân đều thích đẹp. Lục Lâm Thiên cười. Ha ha, sợ là không nam nhân nào cưỡng lại được sắc đẹp này. Thúy Ngọc nhìn thẳng mắt Lục Lâm Thiên. Mới rồi là ngươi muốn ta không giữ vết bớt, trước kia ta đã thể nếu ta chịu để cho một nam nhân thấy bộ dạng hiện tại thì ngươi đó chắc chắn là phu quân sau này của ta. Lục Lâm Thiên cứng người, mắt chân chân nhìn nữ nhân trước mặt, không biết nên nói cái gì. Thúy Ngọc vẫn nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt trong suốt chất chứa mong chờ. Ta là nữ giới mà đã biểu thị đến mức này, chẳng lẽ ngươi vẫn cứ thờ ơ, muốn ta nói thẳng ra sao? Ta... Lục Lâm Thiên hiểu tấm lòng Thúy Ngọc, hắn không phải người gỗ, được nữ nhân này nhìn chúng là phúc hắn tu nghìn năm mới được. Bùm bùm bùm. Khi Lục Lâm Thiên hé môi định nói gì thì trên cung điện ở hòn đảo đằng trước truyền đến một chuỗi tiếng nổ năng lượng, khí thế khổng lồ bắn lên cao. Cùng với khí thế tuôn ra ồ ạt, Lục Lâm Thiên lập tức nhìn chằm chằm vào cung điện cổ kia. Khí thế đè ép kèm theo khí tức uy hiếp hùng hồn. Khí thế hùng mạnh xuất hiện, trên bầu trời. Mặt đất hiệp cốc run rẩy vì khí thế cường đại đó. Cùng lúc đó, một bóng sáng trắng tinh như tuyết bay ra từ cung điện cổ vọt lên cao như đột nhiên xuất hiện trong không gian, mang theo uy thế tuyệt đối đứng lơ lửng bên trên cung điện. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm bóng sáng khổng lồ trong không trung. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Bóng sáng to ngàn thước, trong bóng sáng trắng tinh là bản thể to lớn của Bạch Linh. Da lông trắng như tuyết, mềm mượt. Sau lưng có 6 cái đuôi to mấy trăm thước bắn ra kình phong xuyên thấu không gian. Bên ngoài bóng sáng tinh khiết, trong không gian gợn sóng lăn tăn, uy thế khiếp người lan tràn. Growl. Trong hiệp cốc muôn thú cùng gầm giống, khí tức uy hiếp to lớn, vạn thú run rẩy. Hiện tại chỉ có Tiểu Long là đối kháng lại uy thế cường đại này được. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm thân hình khổng lồ trên bầu trời của cửu vĩ yêu hồ, hắn cảm nhận khí tức uy hiếp kinh người kia. Bản thể Bạch Linh trắng tinh, thân mình tỏa ánh sáng nhạt, khí tức uy hiếp làm không gian cũng bị vặn vẹo,
khí thế đáng sợ khiếp hồn. Lúc này bản thể Bạch Linh, thân hình cửu vĩ yêu hồ to lớn há mồm giống to. Grao! Những sợi lông trắng tinh mềm mại thoáng chốc dựng đứng, kinh phong vô tận khuếch tán tuôn ra từ người cửu vĩ yêu hồ làm cả không gian dao động kịch liệt. Tiếng gầm như sói tru, trầm thấp mà sắc nhọn tựa như có thể xé rách không gian. Sóng âm dao động thật lâu không tán đi. Phía xa, Lục Lâm Thiên, Thúy Ngọc biến sắc mặt hoàn toàn, màng tai đau nhức. Thanh âm như xuyên thủng linh hồn khiến hai người kinh sợ vội vã vận công đối kháng. Khi thanh âm sắc nhọn xuyên thấu không khí biến mất, Lục Lâm Thiên và Thúy Ngọc chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trên bầu trời, thân hình cửu vĩ yêu hồ khổng lồ thu về ánh sáng biến ra hình người. Ánh sáng tan biến, khí thế thu về. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Lục Lâm Thiên, cửu vĩ yêu hồ khổng lồ biến thành thân hình quyến rũ đến tột đỉnh. Thân hình đó yểu điệu vô song, khuôn mặt tuyệt trần lại tăng khí chất yêu diễm quyến rũ, loại ma mị không đã ig mà phong tình vô vàn. Sao có thể như vậy? Chẳng phải chỉ có yêu thú thất giai mới biến ra hình người sao? Bóng sáng trên bầu trời tán đi hết, thân hình quyến rũ rõ ràng đập vào mắt Lục Lâm Thiên. Đó là bóng dáng yêu kiều hoàn chỉnh, không còn kiểu nửa người nửa hồ như trước kia. Thân hình ấy quyến rũ, yêu diễm, lạnh băng rồi lại đẹp tuyệt, làm cả thiên địa rung động. Thân hình trên bầu trời rạch bơ hư không xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, Thúy Ngọc. Các ngươi xem giúp ta bộ dạng bây giờ của ta có được không? Lục Lâm Thiên rất ngạc nhiên, cái gì là hỏa thủy? Chính là đây, trong kiếp trước của Lục Lâm Thiên có người nói hồ yêu cực kỳ xinh đẹp, hỏa quốc ương dân, hắn không tin, hiện tại thì tin sái cổ. Nữ nhân trước mắt thật đẹp, quyến rũ động lòng người, đẹp kinh tâm động phách. Trong xinh đẹp có sự lạnh lùng ngăn cách người ngàn dặm, lạnh lùng lười biếng, lạnh uy nghiêm, tất cả tụ tập vào một người. Lục Lâm Thiên bật thốt. Đẹp, rất đẹp. Vẻ đẹp này Lục Lâm Thiên chỉ biết lấy Thúy Ngọc ra so sánh, nhưng hai người khí chất khác hẳn nhau. Nếu nhất định muốn tìm điểm tương đồng thì cả hai nữ nhân có chung khí chất ngạo nghễ. Thúy Ngọc kinh ngạc nói. Bạch Linh tiểu thư đẹp quá. Khiến một nữ nhân xinh đẹp khen ngợi sắc đẹp của nữ nhân khác, có thể thấy Bạch Linh đẹp tới mức nào. Bạch Linh nhìn Thúy Ngọc chằm chằm, nàng kinh ngạc kêu lên. Không ngờ người cũng rất đẹp, sao không thấy vết bớt đỏ trước kia nữa. Thúy Ngọc trả lời. Vết bớt đó là giả. Bạch Linh tấm tắc. Thì ra là vậy, lần đầu tiên ta thấy người đẹp như ngươi. Lục Lâm Thiên hỏi. Bạch Linh tiểu thư đã đột phá thất giai rồi sao? Vậy là có thể. Lục Lâm Thiên thấy Bạch Linh hoàn toàn là hình người, chỉ có yêu thú thất giai mới làm được điều này. Ngươi nghĩ đột phá thất giai dễ vậy sao? Bạch Linh liếc Lục Lâm Thiên. Biến thành hình người phải đến đẳng cấp thất giai mới được. Linh thú biến hình người cần đến lục giai, hiện tại ta giống linh thú, là biến ảo chứ không phải biến hóa. Lục Lâm Thiên khó hiểu hỏi. Bạch Linh tiểu thư là yêu thú nhưng tại sao ở đẳng cấp lục giai vẫn có thể biến ảo ra? Bạch Linh trả lời. Dù là linh thú hay yêu thú muốn biến hình người khó khăn hơn vũ giả nhân loại đột phá vũ vương, linh vương rất nhiều. Thân thể yêu thú biến thành người phải qua đau đớn tổng thể, gân cốt. Huyết mạch toàn thân đều thay đổi mới thật sự biến hình người. Nếu biến hóa thành nhân loại thì tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh. Hiện tại ta chỉ có thể ngắn ngủi biến hình người, tối đa một canh giờ là ta sẽ trở về bản thể. Lục Lâm Thiên ngu người. Ta nghe vẫn không hiểu được. Bạch Linh mỉm cười nói. Ta ở trong này 6.000 năm, mỗi 3 năm chỉ có thể tu luyện một tháng, thời gian khác thì không tu luyện được. Tuy lúc khác không thể tu luyện nhưng ta có thể tôi luyện tâm tính. Đối với yêu thú chúng ta thì tâm tính vô cùng quan trọng. Trong 6.000 năm tâm tính của ta đã đến trình độ nhất định, hoặc nên nói là miễn cưỡng tới yêu thú bát giai. Tâm tính. Lục Lâm Thiên hiểu, tâm tính không chỉ vô cùng quan trọng với yêu thú mà vũ giả, linh giả cũng thế. Vũ giả cấp thấp tu luyện chân khí, đến đẳng cấp nhất định thì đa số tu luyện tâm cảnh. Một vài cường giả thường kẹt lại ở đẳng cấp đỉnh phong nào đó mấy chục năm. Hàng trăm năm mà không tiến bộ thêm được một bước vì không đủ chân khí. Mấy chục năm, trăm năm đó chân khí sớm được tu luyện đầy đủ, hoặc dựa vào linh dược rồi sẽ có ngày lấp đầy. Những cường giả này không thể đột phá là bởi vì tâm cảnh, khi tâm cảnh chưa đến thì mãi mãi không thể đột phá. Bạch Linh nói, tâm tính của ta không tệ cộng với 6.000 năm toàn tu luyện dựa vào năng lượng trong thánh trì, dùng thánh quả, mới rồi đột phá đến trung kỳ lục giai nên mới làm được điều này.
nhưng biến hình người chỉ có mỗi lần khoảng một canh giờ, cũng không che giấu khí tức được. Cường giả nhân loại bình thường rất dễ nhìn ra thân yêu thú của ta. Lục Lâm Thiên hiểu ra. Thì ra là thế. 6.000 năm là con số rất khủng bố, trong 6.000 năm đó dù không tu luyện thì tâm tính cũng sẽ đến trình độ rất cao. Trong 6.000 năm qua Bạch Linh ở trong mật địa chỉ có thể tu luyện tâm tính, có thể tưởng tượng trình độ tâm tính lên tới cỡ nào. Thúy Ngọc giật mình kêu lên. Tu vi tâm tính của Bạch Linh tiểu thư cao như thế nếu đi ra ngoài thì tốc độ đột phá thực lực sẽ nhanh khủng khiếp, ước chừng nhiều lắm 200 năm sau là đột phá đến bát giai. 200 năm. Bạch Linh dương đôi mắt hút hồn lên. 200 năm quá lâu. 100 năm chắc đủ đến đẳng cấp bát giai rồi, hoặc có lẽ sẽ sớm hơn. Thúy Ngọc ca luôn bình tĩnh lúc này không kiềm được kinh ngạc kêu lên. 100 năm là có thể đột phá đẳng cấp bát giai. Lục Lâm Thiên thót tim. Đẳng cấp bát giai. Bát giai tương đương với vũ tôn, linh tôn. Loại đẳng cấp này là cường giả trong cường giả. Bạch Linh dịu dàng nói. Tu vi tâm tính của ta đã đến đẳng cấp bát giai cộng thêm yêu thú chúng ta khó tu luyện tâm cảnh nhất, thực lực thì dễ tu luyện hơn. Cho nên miễn là có đủ năng lượng để ta tu luyện là ta sẽ luôn đột phá, trừ lúc đột phá thất giai hơi trục trặc một chút. Lục Lâm Thiên hỏi. Bạch Linh tiểu thư, ý của người là chỉ cần có năng lượng liên tục cung cấp cho Bạch Linh tiểu thư tu luyện thì người sẽ đột phá mãi. Bạch Linh nhẹ gật đầu, nói. Có thể nói vậy. Lục Lâm Thiên hóa đá. Khủng bố vậy. Nhanh còn hơn khả năng thôn phệ của âm dương linh vũ quyết của Lục Lâm Thiên. Tâm tính của Bạch Linh đến đẳng cấp bát giai tựa như âm dương linh vũ quyết, miễn là thôn phệ liền đột phá, không có tác dụng phụ gì bởi tâm tính của Bạch Linh đã đến bát giai. Có thể tưởng tượng tốc độ tu luyện đó sẽ khủng khiếp cỡ nào. Bạch Linh nói thêm. Không chỉ mình ta, còn có huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ, nghịch lân yêu bằng, thủy hỏa song đầu yêu dao, chúng nó đều như thế. Chúng nó ở trong này hơn 3.000 năm, tu vi tâm tính đều đến đẳng cấp thất giai, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh. Lục Lâm Thiên lần nữa chết đứng. Đẳng cấp thất giai tức là tương đương linh vương, vũ vương trong vũ giả, linh giả, cường giả tuyệt đối. Chuyến này phát tài rồi. Nghịch lân yêu bằng, huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ, thủy hỏa song đầu yêu dao, bốn con yêu thú ngũ giai đã thần phục Tiểu Long, cái này không khác gì thần phục Lục Lâm Thiên. Bốn con yêu thú khủng bố như thế chờ khi đột phá thất giai, bên cạnh hắn sẽ có bốn vũ vương sẽ khủng đến cỡ nào. Bạch Linh nhẹ nhàng nói. Lối ra chắc sắp mở. Chúng ta nên đi ra ngoài thôi. Lục Lâm Thiên mở miệng nói. Còn 7 ngày là ngày lối ra mở. Bạch Linh thì thào. 7 ngày, vậy là còn sớm. Với tốc độ của nghịch lân yêu bằng chắc 2 ngày là đến nơi. 5 ngày sau, bên ngoài hiệp gốc, tảng đá cao ngàn thước đứng thẳng như tấm bai thông thiên. Trên bia đá có hai chữ cấm địa. 3 bóng người, 4 bóng thú, Tiểu Long cùng xuất hiện bên ngoài hiệp gốc. Bạch Linh nhìn hiệp gốc đăm đăm, ánh mắt lưu luyến. Thúy Ngọc đã trở về khuôn mặt xinh đẹp vốn có hỏi Bạch Linh. Bạch Linh tiểu thư luyến tiếc rời khỏi đây đúng không? Bạch Linh khẽ thở dài. 6.000 năm luôn sống ở đây nên dĩ nhiên không nỡ. Đôi mắt Bạch Linh u buồn. Thúy Ngọc nói. Sau này có cơ hội lại đến xem là được. Bạch Linh đáp. Chắc không có cơ hội gì, nơi này đã rơi vào tay nhân loại. Có mấy nhân loại từng đi vào rất mạnh, ta không trêu vào nổi. Lục Lâm Thiên hỏi. Bạch Linh tiểu thư, thánh chỉ trong đó thì làm sao? Ao nước năng lượng kia là thứ tốt, tiếc rằng Lục Lâm Thiên không thể mang đi nếu không đã giàu to. Chỉ có ta biết vị trí trùng động, hơn nữa các cường giả nhân loại đi vào hiệp cốc rất nhiều lần, lần nào cũng không thể xông vào. Thánh chỉ tạm thời an toàn, coi như ta để lại cho yêu thú khác. Hy vọng tương lai có ngày có yêu thú nhờ vào thánh chỉ đột phá, rồi phá tan phong ấn. Lục Lâm Thiên nói, vậy chúng ta đi, nhưng không biết có thể mang các người ra được không? Không thể mang ao nước năng lượng theo cũng đành chịu, nhưng Lục Lâm Thiên đã thỏa mãn chuyến đi mật địa. Giờ Lục Lâm Thiên phải mang đám yêu thú Bạch Linh, nghịch lân yêu bằng ra ngoài, về mặt lý luận không thành vấn đề, hắn đã mang Tiểu Long vào đây nhưng trong lòng khó tránh khỏi lo âu. Lần này ra ngoài Lục Lâm Thiên quyết định chỉ mang theo 4 con yêu thú ngũ giai, cửu vĩ yêu hồ Bạch Linh. Lúc đi đám yêu thú nghịch lân yêu bằng, Bạch Linh giấu không cho yêu thú khác biết. Lục Lâm Thiên không muốn bị Vân Dương Tông phát hiện ngay hắn mang đi hết yêu thú,
không muốn bị Vân Dương Tông biết chuyện thánh quả Vũ Linh, âm thầm mang đám yêu thú nghịch lân yêu bằng, Bạch Linh ra ngoài là đã quá đủ rồi. Bạch Linh khẽ thở dài. Hy vọng có thể ra ngoài được, 6.000 năm ta không muốn ở lại đây thêm nữa. Két! Nghịch lân yêu bằng đập cánh bay lên, thân hình biến to mười mấy thước xoay quanh giữa không trung. Lục Lâm Thiên, Thúy Ngọc, Tiểu Long, Bạch Linh, nhóm yêu thú huyết ngọc yêu hổ nhảy lên lưng nghịch lân yêu bằng. Nghịch lân yêu bằng vỗ cánh bay lên vạch dòng khí trong không khí, nhanh như tia chớp biến mất tại chỗ. Ngồi trên lưng nghịch lân yêu bằng, Thúy Ngọc bỗng im lặng. Lần này Lục Lâm Thiên mang đám yêu thú nghịch lân yêu bằng, Bạch Linh ra ngoài, không lâu sau các yêu thú này sẽ cực kỳ cường đại. Trên đại lục này về sau sẽ có trò hay để xem. Trong không gian xám toát ra tĩnh lặng, mấy chục bóng người đến một chỗ sơn cốc. Rốt cuộc đến lối ra. Mấy chục bóng người đáp xuống sơn cốc, khí thế cực kỳ cường đại, là đám người Khuất Đao Tuyệt, Vân Hồng Lăng, Hàn Phong, Lăng Phong. Nhóm Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên đi chung với cả đám chứ không xé lẻ nữa. Không được trái thánh quả Vũ Linh nào, dọc đường đi mọi người rất là buồn bực. Hàn Phong mỉm cười nói. Lần này sư muội đột phá làm chậm nhiều thời gian, tưởng đâu không kịp chạy tới lối ra, giờ vừa kịp lúc. Lần này chỉ có Vân Hồng Lăng được một trái thánh quả Vũ Linh, nàng ăn nó và luyện hóa tốn nhiều thời gian. Cho nên lúc vội vàng chạy về mọi người dốc hết sức ra, sợ bỏ lỡ thời gian ra ngoài. Vân Hồng Lăng chu môi nói. Các người chỉ chờ ta sao? Bản thân các người tu luyện cũng được nhiều ích lợi. Khuất Đao Tuyệt, người đã đột phá vũ tướng tam trọng đấy thôi. Trong nửa năm nay có một nửa đệ tử đột phá, đẳng cấp vũ tướng thì chỉ có một người từ nhất trọng đến nhị trọng. Còn có Khuất Đao Tuyệt từ vũ tướng nhị trọng đột phá đến tam trọng. Vốn trong mật địa muốn đột phá nhanh nhất thì chỉ có nước cướp được thánh quả Vũ Linh. Đệ tử xếp top 10 long bảng tràn trề tự tin sẽ giành được một trái thánh quả Vũ Linh nhưng kết quả cuối cùng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Khuất Đao Tuyệt nhìn Vân Hồng Lăng chằm chằm. Nhưng không sánh bằng nàng, đi mật địa một chuyến bây giờ là vũ tướng nhị trọng. Trong mắt Khuất Đao Tuyệt tràn ngập giật mình, hắn đột phá vũ tướng tam trọng là bình thường. Dù sao tu luyện trong mật địa tăng tốc gấp 5 lần. Vân Hồng Lăng thì tăng tốc độ gấp 15 lần, nàng lại có thánh quả Vũ Linh, lại đột phá, liên tục từ vũ phách lục trọng đột phá đến vũ tướng nhị trọng. Chỉ mới nửa năm qua đi, sự khủng bố của vũ giả tam hệ khiến người ngạc nhiên. Bá Đao Long Tam nói, tiếc rằng hiện tại năng lượng trong mật địa đã biến mất, có tu luyện cũng vô dụng. Ai? Một thanh niên tu vi vũ phách bát trọng khẽ thở dài. Tiếc rằng chuyến này có 6 trái thánh quả Vũ Linh đều bị yêu thú cướp đi. Nhắc đến thánh quả Vũ Linh là mọi người tràn đầy bất đắc dĩ, cười khổ. Đặc biệt là Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên sắc mặt oán hận. Hai tên này không vớt phát được chút gì, ban đầu bọn họ truy sát Lục Lâm Thiên nhưng đến cuối cùng lại phải né tránh hắn. Đi chung với đám người Vân Hồng Lăng, Hàn Phong là vì bọn hắn sợ bị Lục Lâm Thiên âm thầm truy sát nên đành kết nhóm. Trước mắt bao người chắc chắn Lục Lâm Thiên không dám làm gì hai người. Nhưng hiện tại Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên không biết rằng nếu Lục Lâm Thiên thật sự muốn giết hai người trong mật địa thì không cần tự ra tay, kêu đám yêu thú nghịch lân yêu bằng hành động là được. Lục Lâm Thiên từng nghĩ đến điều này, để yêu thú giết nhóm Triệu Kình Hải thì không sợ bị Vân Dương Tông điều tra ra hắn. Nhưng yêu thú giết Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên rồi Lục Lâm Thiên lo dẫn đến Triệu gia. Thậm chí Vân Dương Tông vây bắt yêu thú trong mật địa. Không thấy năm yêu thú ngũ giai trong mật địa, Lục Lâm Thiên thì mang mấy con yêu thú ra ngoài, sẽ có ngày bị người ta biết, khi đó không cách nào giải thích được. Việc chặn giết Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên thì từ khi thực lực tăng lên, hắn không vội vã nữa. Với sức mạnh hiện tại của Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, giết hai tên này không thành vấn đề. Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên không hay biết suy tính của Lục Lâm Thiên. Quỷ thủ Đỗ Tử Thuần nói, chắc sắp mở lối ra rồi. Phi Ưng Lăng Phong nhìn bầu trời, nói, Lục Lâm Thiên này tại sao mỗi lần đều xuất hiện trễ nhất, chẳng lẽ hắn định đợi tới khi nào lối ra mở mới đến sao? Mắt Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt rực cháy chiến ý. Lục Lâm Thiên cũng có một trái thánh quả Vũ Linh, không biết đã đột phá vũ tướng chưa? Nghe đến tên Lục Lâm Thiên là Vân Hồng Lăng bực tức. Tiểu tặc gian manh. Đương nhiên nghe tên Lục Lâm Thiên làm Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên rất khó chịu. Tằng Sở Hùng cũng vậy, gã đứng sau lưng Triệu Kình Hải, nửa bên mặt khét đen, là vết sẹo bị lửa đốt,
đây là kiệt tác Tiểu Long để lại. Tuy Tằng Sở Hùng nhặt về một mạng nhưng khuôn mặt đã bị hủy. Chiến đao khuất đao tuyệt mới nói xong chợt có tiếng cười vang lên. Ha ha ha, hình như ta nghe có ai nhắc đến mình. Nghe thanh âm này trong lòng mọi người nghĩ ngay đến một người. Lục Lâm Thiên. Mọi người ngoái đầu lại, hai bóng người đập vào mắt cả đám. Khi thấy hai người kia, cả đám hóa đá. Một nữ nhân tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt mọi người. Khuôn mặt trắng nõn, ngọc nhan trang nhã không thoa phấn nhưng trời sinh lệ chất, có chút quyến rũ. Mũi nhỏ xinh cao, môi nhỏ đỏ hồng. Mắt long lanh ướt nước khiến người nhìn bị hút mất hồn phách. Khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ lạc vào trần gian. Sắc đẹp này đã đến cực độ, đẹp không lời nào để miêu tả. Mọi người nhìn chân chân, trợn mắt há hốc mồm. Phi Ưng Lăng Phong thì thào. Nữ nhân đẹp quá. Trong đám người chỉ có Vân Hồng Lăng là không ngạc nhiên, nàng chạy nhanh đến trước mặt Thúy Ngọc, nghi hoặc hỏi. Thúy Ngọc, sao ngươi phục hồi khuôn mặt cũ? Chẳng phải ngươi? Thúy Ngọc mỉm cười nói. Không sao, sau này ta cứ giữ như vậy. Thúy Ngọc cảm nhận khí thế từ người Vân Hồng Lăng, kinh ngạc hỏi. Hồng Lăng, ngươi đột phá vũ tướng nhị trọng. Giờ mọi người cũng nhận ra Thúy Ngọc. Đây là Thúy Ngọc. Thúy Ngọc thay đổi làm tập thể câm nín. Phi Ưng Lăng Phong chạy ngay đến bên Thúy Ngọc, khuôn mặt điển trai tràn ngập biểu tình kinh diễm vì nàng. Thúy Ngọc tiểu thư, không ngờ tiểu thư xinh đẹp như vậy. Trước kia Lăng Phong ta không có mắt, xin thứ lỗi. Bá Đao Long Tam tuy cao to thô kệch giờ cũng nặn ra nụ cười dịu dàng đến gần Thúy Ngọc. Thúy Ngọc tiểu thư, trước kia ta không biết tiểu thư đẹp thế này, làm ta được mở rộng tầm mắt. Phi Ưng Lăng Phong nói với Bá Đao Long Tam. Long Tam, ngươi định giành với ta phải không? Bá Đao Long Tam cao to dậm chân xuống đất, khí thế hùng hổ. Lăng Phong, là ta thấy Thúy Ngọc tiểu thư trước. Mọi người đã quen với việc Phi Ưng Lăng Phong và Bá Đao Long Tam cãi cọ. Trước kia khi hai người theo đuổi Lục Vô Song thì thường hay so kè nhau trên đỉnh Địa Long, rất nhiều lần. Phi Ưng Lăng Phong không cam lòng yếu thế, gã trừng mắt nhìn Long Tam. Long Tam, tưởng lớn giọng thì ghê gớm lắm sao? Có giỏi thì bây giờ chúng ta quyết đấu đi. Trước mặt mỹ nhân không thể thua khí thế, huống chi Phi Ưng Lăng Phong chẳng hề sợ Bá Đao Long Tam. Bá Đao Long Tam nói. Được thôi, quyết đấu thì quyết đấu, chỉ sợ ngươi thua thôi. Nếu ai thua thì từ nay về sau hãy tránh xa Thúy Ngọc tiểu thư một chút được chứ? Phi Ưng Lăng Phong nói. Một lời đã định. Thúy Ngọc mỉm cười nhìn hai người. Long Tam, Lăng Phong, các ngươi thật sự muốn quyết đấu vì ta. Nụ cười này khuynh quốc khuynh thành, khiến mọi người lại say mê. Phi Ưng Lăng Phong, Bá Đao Long Tam đồng thanh kêu lên. Đúng. Thúy Ngọc mỉm cười nói. Vậy tốt, nếu ai thắng thì ta sẽ tặng một món quà cho người đó. Thúy Ngọc nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, nói. Nhưng các ngươi phải so với hắn mới được, ai thắng là ta tặng quà cho người đó. Bá Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong ngạc nhiên. Quyết đấu với Lục Lâm Thiên. Đám người cũng thắc mắc. Lục Lâm Thiên sửng sốt sau đó cười thầm, hắn đã hiểu ý Thúy Ngọc. Xem ra hắn không tỏ thái độ thì không được, Thúy Ngọc đang mượn cơ hội ép Lục Lâm Thiên biểu thị tình cảm của mình. Phi Ưng Lăng Phong nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, gã nói ngay. Lục Lâm Thiên, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Bá Đao Long Tam cũng nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, sau khi ra ngoài là chúng ta bắt đầu so tài. 3 tháng trước Bá Đao Long Tam đã ước chiến cùng Lục Lâm Thiên, giờ gã càng nôn nóng hơn. Lục Lâm Thiên nhìn Thúy Ngọc chằm chằm, bốn mắt ngóng nhìn, chỉ có hai người mới hiểu ẩn ý trong ánh mắt. Lục Lâm Thiên nhìn Bá Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, bình tĩnh nói. Vậy thì 5 ngày sau trên đỉnh Địa Long đồng ý không? Hai người đồng thanh kêu lên. Được, không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên quay sang nhìn Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, nói. Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, cuộc chiến của chúng ta cũng ở đỉnh Địa Long vào 5 ngày sau được không? Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt nhìn Lục Lâm Thiên đăm đăm. Ngươi muốn so tài với 3 chúng ta trong cùng 1 ngày. 1 tháng trước ta đã đột phá đến Vũ Tướng Tam Trọng, nếu ngươi không nắm chắc thì có thể lui ngày lại một chút. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Không cần dây dưa, cứ để 5 ngày sau đi. Lục Lâm Thiên sớm chú ý thấy Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt đột phá. Thực lực Vũ Tướng Tam Trọng, lúc này Lục Thiếu Du cũng rất muốn biết thực lực của mình đã tới một bước kia hay chưa.
Nếu như chiến đao khuất đao tuyệt này chỉ là vũ tướng nhị trọng mà nói, Lục Thiếu Du cũng không có bao nhiêu chiến ý. Lúc này chỉ có vũ tướng tam trọng mới có thể kích thích chiến ý của Lục Thiếu Du được. Vũ tướng tam trọng, thực lực bình thường của hắn nếu như chống lại vũ tướng tam trọng cũng không có bất kỳ một vấn đề nào cả. Được, 5 ngày sau trên địa Long Đỉnh, ta sẽ đến đúng giờ. Chiến ý của chiến đao khuất đao tuyệt nổi lên. Nhìn Lục Thiếu Du, lúc này Thúy Ngọc cũng không khỏi nở nụ cười quyến rũ, thanh âm truyền tới tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, người đang biểu thị với ta sao? Lục Thiếu Du nở nụ cười bất đắc dĩ, không nói gì. Trong lòng cũng có chút lo lắng về cửu vĩ yêu Hồ Bạch Linh ở trong không gian thú nang. Lại còn nghịch lân yêu bằng, không biết sau này có thể thuận lợi ra khỏi mật địa hay không. Nếu như có thể, vậy thì sau này bên người hắn đã có thêm một lực lượng ẩn giấu. Đặc biệt là Bạch Linh, nàng ta có tu vi lục giai trung kỳ, tương đương với cường giả vũ xuất lục trọng, hơn nữa huyết mạch của Bạch Linh cực cao, thực lực tuyệt đối so với yêu thú bình thường cao hơn nhiều, trải qua một đoạn thời gian củng cố tu vi nữa, hẳn là đối phó với cường giả vũ xuất thất trọng cũng không có vấn đề gì. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua trên người mọi người, lúc ánh mắt đảo qua đám người Triệu Kình Hải, cũng không để ý nhiều, sau khi ra ngoài mật địa đối phó với ba người này cũng không muộn. Hồng Lăng, chúng mừng nàng đột phá vũ tướng nhị trọng. Cuối cùng ánh mắt Lục Thiếu Du rơi vào trên người Vân Hồng Lăng, kinh ngạc vì nàng đột phá, đồng thời nhìn ánh mắt oán hận của nữ nhân điêu ngoa này, trong lòng không khỏi cười khổ một cái. Hừ, rốt cuộc ngươi cũng để ý tới ta sao? Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Ta muốn ngươi xin lỗi ta. Được rồi, ta xin lỗi nàng là được chứ gì? Lục Thiếu Du cười yếu ớt, sờ cái mũi của mình. Dường như chính mình cũng không đắc tội với nha đầu này nha, hoàn toàn là tự bản thân nàng hờn dỗi mà thôi. Vậy ngươi đồng ý với ta, sau này không được chọc giận ta nữa. Vân Hồng Lăng nhìn Lục Thiếu Du lúc này sắc mặt mới khá hơn một chút, nàng khẽ chu miệng, trang phục màu xanh kia bao vây lấy thân thể linh lung càng có vẻ mê người. Tuy rằng trên phương diện khí chất thì thua Thúy Ngọc một bậc, thế nhưng so với Thúy Ngọc lại nhiều hơn một phần khả ái. Cũng có thể là do địa vị của Thúy Ngọc cao hơn. Chuyện này, được rồi, ta đáp ứng với nàng. Lục Thiếu Du nói, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này tức giận đến rất nhanh, khó có thể bảo đảm được. Chỉ là Vô Song lại bảo hắn ở trong mật địa này dỗ dành cô nàng này, nghe chừng rất khó nha. Thật sao? Vân Hồng Lăng dường như còn có chút không tin, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lục Thiếu Du. Thật! Lục Thiếu Du gật đầu nói. Vậy ta tha thứ cho ngươi. Vân Hồng Lăng chu miệng, khóe miệng hiện lên tiểu ý nói. Nàng nhanh chóng đi tới bên người Lục Thiếu Du nói. Tiểu tặc nhà ngươi, bại hoại, lâu như vậy mới nói chuyện với ta, lần sau ta sẽ không thèm để ý tới ngươi nữa. Không thèm cố kỵ mọi người, trước mặt bao nhiêu người Vân Hồng Lăng kéo cánh tay Lục Thiếu Du nói. Chờ sau khi ra ngoài, chúng ta đi nói chuyện với ta cha về việc thành hôn. Mọi người nghe vậy tức thì há hốc mồm, còn tưởng rằng bản thân mình nghe lầm, thế nhưng ngay cả Lục Lâm Thiên cũng vô cùng khoa trương há hốc mồm, mồm hắn bây giờ đủ để nhét một quả trứng gà vào trong. Sắc mặt Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải đại biến, quan hệ trong chuyện này quá lớn, nếu như Lục Lâm Thiên và Vân Hồng Lăng thành hôn, vậy Lục Lâm Thiên, Lục gia, bọn họ sẽ khó có thể xuống tay. Sư muội, muội và Lục Lâm Thiên. Hai người Hàn Phong, Đồng Phàn sắc mặt đại biến nói. Su huynh, muội biết các huynh tốt với muội, thế nhưng muội đã sớm nói ra, muội chỉ coi các huynh là sư huynh tốt mà thôi. Vân Hồng Lăng nghiêm túc nói với Hàn Phong, Đồng Phàn. Lúc này thoạt nhìn nàng không còn là một nữ tử điêu ngoa tùy hứng nữa. Lại quay đầu về phía Lục Lâm Thiên nói. Sao vậy, ngươi không muốn sao? Ta! Lục Lâm Thiên nhìn Vân Hồng Lăng, lại nhìn Thúy Ngọc đang kinh ngạc bên cạnh, bất đắc dĩ nói. Chuyện này ra ngoài rồi chúng ta thương lượng tiếp. Được rồi, dù sao đi nữa đến lúc đó. Vân Hồng Lăng nói. Siêu siêu. Vân Hồng Lăng còn chưa dứt lời thì trên bầu trời mông lung kia đột nhiên rung chuyển, một mảnh quang mang bắn xuống, trong nháy mắt khiến cho không gian rung động, toàn bộ thiên địa đột nhiên run rẩy kịch liệt. Lối ra sắp mở rồi. Ánh mắt mọi người nhìn kỹ lên trên bầu trời. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có chút khẩn trương. Nếu như không thể đem đám yêu thú Bạch Linh ra ngoài, thì tổn thất của hắn vô cùng to lớn. Oanh! Toàn bộ không gian dường như rung động, không trung phía xa xa,
có thể cảm giác được không ít yêu thú bắt đầu hoảng hốt lo sợ, đồng thời giữa bầu trời có một cái khe trên trăm thước bắt đầu tràn ra, không gian chung quanh gợn sóng, không khí giống như cuộn sóng tỏa ra chung quanh, hiện lên một cái động khẩu to lớn. Siêu siêu! Trong không gian, khí tức chấn nhiếp tâm hồn từ trong cái động khẩu kia tràn ra. Lối ra đã xuất hiện, ra ngoài đi. Lúc này cũng không biết là thanh âm của ai vang lên. Vừa nói xong, mấy đạo thân ảnh trực tiếp phóng lên cao, tốc độ nhanh như thiểm điện xẹt qua bầu trời, trực tiếp tiến vào trong cái khe nứt kia. Rốt cuộc có thể đi ra. Mấy tiếng xé gió truyền đến, mấy đạo thân ảnh như thiểm điện bắn lên, trực tiếp tiến vào lối ra bên ngoài. Tiểu tặc chúng ta cũng đi ra ngoài thôi. Vân Hồng Lăng bên người Lục Lâm Thiên nói. Đi thôi, chúng ta đi ra. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn Thúy Ngọc, lúc này bên trong cũng chỉ còn ba người bọn họ. Vừa nói xong, vòng xoáy chân khí dưới chân chợt lóe, Lục Lâm Thiên trực tiếp nhảy lên, lúc tiến vào khe nứt kia, trong lòng hắn vô cùng khẩn trương. Siêu siêu! Ba đạo thân ảnh đồng thời tiến vào cái khe, lúc này cái khe kia kịch liệt ba động, lập tức trở nên mờ ảo rồi biến mất trong không gian. Thành công! Lục Lâm Thiên thở dài một hơi. Bên ngoài, Vân Dương Tông lúc này đã bước vào mùa đông, dãy núi thiếu đi vẻ xanh tươi, cũng hiện lên vẻ nguy nga vốn có của nó. Trong hạp gốc, dòng sông lớn kia chảy xiết không ngừng, bốn đạo quang trụ khổng lồ giao nhau khiến cho mặt nước bắn lên, khí tức cuồng bạo tràn ngập. Trên một khối nham thạch trong khe sâu có hơn 20 đạo thân ảnh đang đứng trên đó, một cỗ khí tức cường hãn khuếch tán. Phía trước có một người mặc trường bào màu trắng, khí thế mênh mông, ánh mắt thâm thúy, đang nhìn vào không gian bên trong động khẩu, chính là tông chủ của Vân Dương Tông, Vân Khiếu Thiên. Đám người phía sau hắn đều là trưởng lão Vân Dương Tông. Triệu Vô Cực cũng ở trong đó, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía động khẩu, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, trong lòng thầm nghĩ, hai tôn tử của hắn liên thủ, có lẽ lúc này tai họa của Lục gia kia hẳn đã chết. Trong chúng trưởng lão, lúc này có hai đạo bóng hình xinh đẹp, khi trước cầu mong sư phụ mang theo bọn họ vào, chính là Lục Vô Song và Độc Cô Băng Lan. Ánh mắt Lục Vô Song nhìn về phía động khẩu vô cùng lo lắng. Trong lòng khẩn trương không ngớt. Đồ nhi tốt của ta, người nhất định phải quay về, nhất định phải ăn được thánh quả linh vũ. Thân ảnh Vũ Ngọc Tiền trưởng lão đứng bên cạnh Vân Khiếu Thiên, ánh mắt khẩn trương không ít, hai tay không ngừng xoa xoa, có chút thầm thỏm nhìn vào động khẩu. Đi ra rồi. Khi đạo thân ảnh thứ nhất xuất hiện trong động khẩu, ánh mắt những trưởng lão nhanh chóng tập trung vào. Ánh mắt Dương trưởng lão nhất thời hiện lên tiêu ý. Người thứ nhất đi ra chính là đệ tử Khuất Đao Tuyệt của hắn. Siêu siêu. Trong chớp mắt, mười mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt từ động khẩu nhảy ra. Ồ! Lúc này, ánh mắt Vân Khiếu Thiên có chút ngạc nhiên, lại có chút nghi hoặc. Bái kiến tông chủ, bái kiến sư phụ. Mười mấy đạo thân ảnh đáp xuống tảng đá, khí tức cường hãn khuếch tán ra chung quanh. Lâm Thiên đâu? Vũ Ngọc Tiền không thấy đồ đệ bảo bối của mình đâu. Ánh mắt càng thêm khẩn trương nhìn về phía động khẩu. Đồng thời ánh mắt hai nàng Lục Vô Song, Độc Cô Băng Lan khi không nhìn thấy người mình muốn tìm lại càng thêm khẩn trương. Những năm trước trong mật địa xuất hiện sự cố tỷ lệ cực nhỏ, thế nhưng cũng không phải là chưa từng xuất hiện qua, trong lòng hai nàng lúc này càng thêm lo lắng. Siêu siêu siêu. Lúc này có ba đạo thân ảnh hiện lên, thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống tảng đá. Ba người đáp xuống, động khẩu phía trên bầu trời lúc này từ từ biến mất. Mà nhìn thấy ba đạo thân ảnh này, có một vài người lúc này mới thở dài một hơi. Tham kiến tông chủ, tham kiến sư phụ. Lục Lâm Thiên đáp xuống tảng đá rồi lập tức hành lễ, trong lòng thở dài một hơi, cửu vĩ yêu hồ Bạch Linh và những yêu thú khác trong không gian thú năng đều thuận lợi đi ra ngoài. Hảo tiểu tử, sư phụ biết con không có việc gì mà, nhanh nói cho sư phụ biết, có lấy được Vũ Linh Thánh quả hay không? Vũ Ngọc Tiền tiến lên phía trước nhanh chóng hỏi Lục Lâm Thiên. Bẩm sư phụ, Vũ Linh Thánh quả đệ tử chiếm được một quả, đã ăn vào rồi. Lục Lâm Thiên đáp. Tốt, tốt, rất tốt. Ha ha ha. Vũ Ngọc Tiền lớn tiếng cười, hận không thể để cho mọi người chung quanh nghe được. Ồ, đây là Thúy Ngọc. Mà lúc này, mọi người khi đang cảm nhận khí tức của đệ tử mình thì đồng thời cũng nhìn thấy Thúy Ngọc, nữ tử tuyệt mỹ như vậy khiến cho chúng trưởng lão ngạc nhiên không ngớt. Thúy Ngọc. Lúc này Lục Vô Song khi nhìn thấy thân ảnh kia cũng có chút kinh ngạc. Hàn Phong, thánh quả linh vũ có phải đã xuất hiện biến cố gì đúng không? Lúc này,
Vân Khiếu Thiên cũng nhanh chóng nhướng mày hỏi Hàn Phong. Bằng vào nhãn lực của Vân Khiếu Thiên, từ thực lực của đám đệ tử lúc này là có thể biết được có bao nhiêu người đã dùng thánh quả linh vũ. Lúc này nhìn thấy mọi người không có đột phá quy mô trong dự tính, đương nhiên sẽ nghĩ tới thánh quả linh vũ xuất hiện biến cố gì đó. Sư phụ, lần này thánh quả linh vũ chỉ có 3 trái, 6 trái còn lại đều bị yêu thú đoạt lấy. Hàn Phong trả lời Vân Khiếu Thiên. 6 trái thánh quả linh vũ còn lại bị yêu thú cướp đoạt sao? Sắc mặt Vân Khiếu Thiên đại biến. Tại sao lại có thể như vậy? Lúc này những trưởng lão có mặt đều từ trong miệng đệ tử mình biết được chuyện tình của thánh quả linh vũ. Thánh quả linh vũ là bảo vật quan trọng nhất của mật địa. Chúng trưởng lão hầu như đều hỏi chuyện tình về thánh quả linh vũ đầu tiên, mà sau khi biết chuyện thánh quả linh vũ, sắc mặt đám trưởng lão lập tức đại biến. Các trưởng lão, đệ tử, trước tiên về đại điện rồi nói. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên trầm xuống rồi nói. Lâm Thiên, chúng ta trở về đại điện thôi. Vũ Ngọc Tiền cười vui vẻ, dù sao đi nữa đệ tử của hắn đã dùng thánh quả linh vũ, những người khác có được dùng hay không đối với hắn không có quan hệ. Trên bầu trời, Lam Ngọc Lang Ưng đang bay xung quanh, Lục Lâm Thiên và sư phụ Vũ Ngọc Tiền nhảy lên lưng Lam Ngọc Lang Ưng, lúc này chúng trưởng lão cũng cưỡi yêu thú của mình hướng về đại điện. Tâm tình của tất cả trưởng lão đều không tốt lắm, sắc mặt Triệu Vô Cùng lại càng thêm âm trầm. Một đệ tử và hai tôn tử của hắn cũng không có một ai được dùng thánh quả linh vũ. Từ miệng Triệu Kình Hải mà hắn biết được sự tình trong mật địa, ánh mắt nhìn thân ảnh Lục Lâm Thiên phía trước lúc này càng thêm âm hàn. Trên lưng Lam Ngọc Lang Ưng, tâm tình hiện tại của Lục Lâm Thiên vô cùng vui vẻ. Nhìn vào bóng lưng Lục Vô Song phía sau Tạ trưởng lão có chút nhớ nhung. Phía dưới, sơn mạch chạy dài, ngọn núi biến hóa khác nhau nhưng đều toát lên vẻ nguy nga hùng vĩ. Đỉnh núi trong mây mù như ẩn như hiện, dãy núi liên miên chập trùng, sau một lát không ít kiến trúc hiện lên trước mặt bọn họ. Phù! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, bên ngoài so với trong mật địa thoải mái hơn không ít, không khí cũng tốt hơn. Mà sau khi tiến vào mật địa, Lục Lâm Thiên càng thêm cảm giác được rõ ràng, bình thường hắn căn bản không chú ý tới thiên địa lại có một đạo năng lượng vô hình. Lúc này từ trong mật địa đi ra, Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được trong thiên địa có một loại năng lượng vô hình. Vạn vật trong thiên địa tu luyện đều dựa vào loại năng lượng này, mà ở trong mật địa cũng không có loại năng lượng này tồn tại. Không bao lâu sau, đám người tới chủ phong Vân Dương Tông, trong cung điện nguy nga khổng lồ, sắc mặt chư vị trưởng lão đều vô cùng bất đắc dĩ. Chư vị trưởng lão lần lượt ngồi xuống, mà chúng đệ tử lúc này thì đứng sau bọn họ. Trên đại điện, Hàn Phong đem chuyện thánh quả linh vũ từ đầu tới cuối nói một lần. Dưới 4 đầu yêu thú ngũ giai còn có một đầu ngũ giai hậu kỳ, 9 khỏa thánh quả linh vũ rốt cuộc cũng chỉ có thể giữ lại 3, 3 khỏa thánh quả linh vũ được chia đều cho Lục Lâm Thiên, Thúy Ngọc, Vân Hồng Lăng. Ánh mắt những trưởng lão khác lúc này lập tức nhìn về phía 3 người Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc. Yêu thú trong mật địa thật to gan. Triệu Vô Cực gầm lên một tiếng. Xem ra, mấy đầu yêu thú ngũ giai kia chúng ta không thể để chúng sống sót nữa được rồi. Năm trước, những yêu thú này cũng không tranh đoạt thánh quả linh vũ, năm nay có chút không bình thường. Tạ trưởng lão nói, quả thực có chút không bình thường, yêu thú cướp đi 6 khỏa thánh quả linh vũ, có thể là trong mật địa có biến cố khác. Tông chủ, không bằng để cường giả trong tông vào xem. Dương trưởng lão nói, Dương trưởng lão, chuyện này ta và mấy vị linh đường trưởng lão sau khi thương nghị rồi mới quyết định được. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên vẫn có chút ngưng trọng nói. Còn 2 tháng sau chính là đại hội Tam Tông Tứ Môn, chư vị trưởng lão nghĩ xem, lúc này Vân Dương Tông chúng ta có bao nhiêu cơ hội. Chuyện này, nghe thấy đại hội Tam Tông Tứ Môn, ánh mắt chúng trưởng lão lập tức hướng về những đệ tử tiến vào mật địa. Đại hội Tam Tông Tứ Môn này rốt cuộc là cái gì? Lục Lâm Thiên nhíu mày. Nghe mọi người không ngừng bàn luận. Tông chủ, dựa theo tình huống những năm trước, trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, thực lực đệ tử trẻ tuổi của các môn phái khác cũng mạnh mẽ không ít, thế nhưng Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Khuất Đao Tuyệt của chúng ta cũng có thể chống lại. Ánh mắt Dương trưởng lão đảo qua đám đệ tử rồi nói với Vân Khiếu Thiên. Chư vị trưởng lão, theo ta được biết, lúc này những sơn môn khác đã có sự chuẩn bị từ trước. Đại hội Tam Tông Tứ Môn này Vân Dương Tông ta đã không tiến vào top 3 4 lần liên tục. Nếu như lần này không tiến vào top 3 được, mặt mũi của Vân Dương Tông chúng ta tới lúc đó sẽ mất hết.
ánh mắt Vân Khiếu Thiên đảo qua trên người chúng trưởng lão. Chuyện này, tiến vào top 3 chỉ sợ có chút khó khăn. Tạ trưởng lão nói. Nhắc tới top 3, những trưởng lão này đều nhíu mày nhăn mặt. Đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông, đặc biệt mà top 10 long bảng, ai không phải là cường giả đứng đầu trong đám người trẻ tuổi, thực lực tuyệt đối kinh khủng. Thế nhưng những trưởng lão này cũng rất rõ ràng, trong tam tông tứ môn, những sơn môn khác cũng không phải ngồi không. Thực lực đệ tử thân truyền của bọn họ tuyệt đối không kém Vân Dương Tông, muốn tiến vào top 3 vô cùng khó khăn. Còn có 2 tháng chính là đại hội tam tông tứ môn, lần này tiến vào mật địa cũng chỉ chiếm được 3 khỏa thánh quả linh vũ, xem ra lần đại hội tam tông tứ môn này đối với Vân Dương Tông chúng ta vô cùng khó khăn. Vân Khiếu Thiên nhướng mày nói. Cha, đại hội tam tông tứ môn còn có con mà. Vân Hồng Lăng nói. Nhà đầu nhà con cho rằng bằng vào thực lực vũ tướng nhị trọng của con là có thể nắm chắc sao? Trong những sơn môn khác, không có kẻ nào yếu cả. Vân Khiếu Thiên nói, lúc này nhìn thấy nữ nhi mình đã là vũ tướng nhị trọng, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Thực lực của nữ nhi mình, hắn đương nhiên hiểu rõ rất, thực lực tuy rằng bề ngoài chỉ có vũ tướng nhị trọng, thế nhưng vũ tướng tam trọng cũng không phải là đối thủ của nó. Tông chủ, vậy lúc này Vân Dương Tông chúng ta vẫn phái 5 đệ tử tham gia đại hội tam tông tứ môn chứ? Tạ trưởng lão nói, ta còn phải nghĩ một chút, đến lúc đó rồi quyết định sau. Vân Khiếu Thiên do dự một chút rồi lập tức nói. Chư vị trưởng lão, giải tán. Mọi người lui ra, Lục Lâm Thiên cũng theo sư phụ Vũ Ngọc Tiền quay về. Dọc đường Vũ Ngọc Tiền có chút kích động, hơn 20 đệ tử tiến vào chỉ chiếm được 3 khỏa thánh quả linh vũ, đệ tử của hắn lại chiếm được 1 khỏa, khiến cho mặt mũi của hắn tăng lên không ít. Sư phụ, đại hội tam tông tứ môn là thứ gì? Trên lưng Lam Ngọc Lang Ưng, Lục Lâm Thiên hỏi Vũ Ngọc Tiền. Đại hội tam tông tứ môn này có lẽ liên quan tới mấy thế lực cực mạnh trên đại lục linh vũ, cho nên Lục Lâm Thiên vô cùng hiếu kỳ. Tam tông tứ môn con có biết không? Vũ Ngọc Tiền mỉm cười hỏi Lục Lâm Thiên. Vân Dương Tông, Vạn Thú Tông, Thiên Kiếm Tông, Huyễn Hồn Môn, Quy Nguyên Môn, Địa Linh Môn, Huyền Sơn Môn. 7 thế lực siêu cấp tam tông tứ môn này Lục Lâm Thiên đã từng nghe qua. Đúng, đó chính là tam tông tứ môn. Vũ Ngọc Tiền gật đầu nói. Đại hội tam tông tứ môn tồn tại đã lâu. Trên đại lục linh vũ, 7 môn phái có thực lực mạnh nhất này liên thủ tổ chức ra. Mỗi 15 năm tổ chức một lần. Thứ nhất là tượng trưng cho việc tam tông tứ môn chúng ta chính là một thể, để phòng thế lực khác tiến vào. Thứ hai là cũng nhìn thực lực của thế hệ trẻ tuổi trong các môn phái. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên thầm nói, trong đầu lập tức nghĩ tới một việc. Bản thân tam tông tứ môn cũng đã là thế lực siêu cấp, nhưng lại phải liên thủ đề phòng những thế lực khác, xem ra trên đại lục này, quả thực không đơn giản một chút nào. Đại hội tam tông tứ môn lần này đối với Vân Dương Tông chúng ta càng không bình thường, liên quan tới mặt mũi Vân Dương Tông chúng ta. Vân Dương Tông đã 4 lần liên tiếp không có đệ tử tiến vào top 3, dựa theo quy củ đại hội tam tông tứ môn. Nếu như tông môn nào liên tục 5 lần không có đệ tử tiến vào top 3 vậy thì phải cấp cho mỗi một sơn môn khác 3 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, đồng thời mỗi một sơn môn 5 khỏa đan dược thất phẩm. Vũ Ngọc Tiền khẽ thở dài nói. Cho nên mới nói, Vân Dương Tông ta nếu như lần này không tiến vào được top 3 sẽ mất cho những tông môn khác 18 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, 30 khỏa đan dược thất phẩm. Cái gì? Tim Lục Lâm Thiên bỗng nhiên đập nhanh hơn. 18 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, 30 khỏa đan dược thất phẩm. Đại hội tam tông tứ môn này hoàn toàn là một cuộc đánh bạc giữa tam tông tứ môn nha. So với mấy thứ này, những thứ hắn kiếm được trong mật địa chỉ là cái rắm. Chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Đồng thời Lục Lâm Thiên cũng thầm than nội tình của tam tông tứ môn. Đệ tử trẻ tuổi tranh đấu bọn họ lại có thể cược lớn như vậy, có thể thấy nội tình của những tông môn này cực kỳ cường hãn. Không sao. Những vũ khí đan dược này đối với Vân Dương Tông chúng ta mà nói, tuy rằng không phải là số lượng nhỏ, thế nhưng so với nó mặt mũi của tông môn càng thêm trọng yếu. Vì vậy lúc này nhất định phải tiến vào top 3. Vũ Ngọc Tiền nói, mặt mũi tính cái rắm, ta tình nguyện muốn vũ khí và đan dược. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, 18 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, 30 khỏa đan dược thất phẩm. Nếu như cấp cho hắn, vậy thì phát tài rồi. Sau một lát đã tới ngọn núi của mình, Lục Lâm Thiên cáo từ sư phụ Vũ Ngọc Tiền rồi đáp xuống ngọn núi. Trong nháy mắt đã trôi qua nửa năm,
thời gian quả thực vô cùng nhanh chóng. Tham kiến chủ nhân. Khi Lục Lâm Thiên trở lại ngọn núi của mình, một đạo thân ảnh huyết sắc tiến đến, chính là Huyết Tích Dịch. Huyết Tích Dịch, Thiên Sĩ Tuyết Sư đâu? Lục Lâm Thiên hỏi, không thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư xuất hiện, lúc này trên núi cũng không thấy khí tức của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Chủ nhân Thiên Sĩ Tuyết Sư 10 ngày trước đã rời khỏi sơn mạch để chuẩn bị đột phá, phỏng chừng cần vài ngày nữa mới về được. Huyết Tích Dịch nói, Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên lập tức vui vẻ, Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá lần hai, ngưng tụ yêu đan đạt tới tứ giai. Vốn hắn muốn để cho Thiên Sĩ Tuyết Sư dùng thánh quả linh vũ đột phá tới tứ giai. Hiện tại xem ra, chờ sau khi Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá tới tứ giai, lại dùng thánh quả linh vũ đủ để đột phá tới tứ giai trung kỳ. Về phần tứ giai hậu kỳ, sợ rằng có chút khó khăn. Tiểu Long dùng một khỏa thánh quả linh vũ cũng chỉ từ tứ giai sơ kỳ đột phá tới tứ giai trung kỳ mà thôi. Từ trong miệng cửu vĩ yêu hồ Bạch Linh Lục Lâm Thiên biết được, tác dụng của thánh quả linh vũ đối với nhân loại dường như tốt hơn không ít đối với yêu thú. Vào đêm, sắc trời tối dần, lúc màn đêm buông xuống, gió đêm mang theo sự lạnh lẽo thổi qua, sơn mạch bao phủ trong đêm tối. Trên ngọn núi, tâm thần Lục Lâm Thiên tỏa ra bốn phía, sau đó tay đặt lên không gian thú nang, sáu đạo quang mang trong nháy mắt xuất hiện. Siêu siêu. Sáu đạo quang mang xuất hiện trong nháy mắt rồi hóa thành sáu đạo thú ảnh. Trong khoảnh khắc, Tiểu Long, Bạch Linh, Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ, Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Ngọc Yêu Hổ xuất hiện trên ngọn núi. Đi ra rồi, rốt cuộc chúng ta cũng đi ra. Hơn 3.000 năm, chúng ta rốt cuộc đã từ địa phương quỷ quái kia đi ra. Từng tiếng hoan hô từ trong miệng Huyết Ngọc Yêu Hổ, Nghịch Lân Yêu Bằng truyền ra bên ngoài. Bản thể của Bạch Linh hóa thành thân thể yêu hổ. Ngẩng đầu nhìn lên trời cao, cảm giác năng lượng trong thiên địa lúc này, toàn thân vô cùng kích động tới mức run rẩy. Rốt cuộc cũng đi ra. 6.000 năm, ta rốt cuộc cũng rời khỏi chỗ đó. Quang mang trên thân thể Bạch Linh chợt lóe, lập tức hóa thành một thân ảnh tuyệt mỹ. Tầng lông màu trắng hóa thành y phục trắng toá, đứng ở trên núi, gió đêm nhẹ nhẹ thổi khiến cho y phục bay phất phới, giống như thần tiên hạ phàm. Ánh mắt đẹp nhìn lên trời cao. Một lúc lâu sau Bạch Linh mới thu hồi ánh mắt. Lục Lâm Thiên, cảm ơn ngươi. Lát sau, Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên nói. Trong ánh mắt quyến rũ hiện lên sự cảm kích vô hạn. Bị vây trong mật địa 6.000 năm, lúc này rốt cuộc cũng có thể rời khỏi đó. Phần ân tình này có thể đối với Lục Lâm Thiên mà nói cũng không tính là gì, thế nhưng đối với nàng mà nói thì lại khác hoàn toàn. Bạch Linh tiểu thư, không cần cảm ơn ta. Ta chỉ nhấc tay một cái mà thôi. Huống chi lại là điều kiện giữa hai chúng ta, vì vậy ngươi không cần phải cảm ơn ta. Lục Lâm Thiên nói. Sau này gọi ta là Bạch Linh đi. Nhìn Lục Lâm Thiên, Bạch Linh nói nhỏ. Tuy rằng đối với ngươi chỉ là nhấc tay nhấc chân, thế nhưng đối với ta là ân tình cực lớn. Khí tức thật mạnh mẽ. Lúc này Huyết Tích Dịch nhìn vào đám yêu thú Nghịch Lân Yêu Bằng cũng kinh ngạc không ngớt. Huyết mạch trong cơ thể vô hình chung đã bị áp chế. Mỗi một đầu yêu thú trước mặt khiến cho nó có cảm giác khí tức hơn xa nó. Bạch Linh, ta còn một khoảng thời gian nữa mới rời khỏi đây được, cho nên đoạn thời gian gần đây ngươi cũng chỉ có thể ở trên núi này mà thôi, đồng thời khí tức phải thu liễm lại, ở nơi này cường giả không ít, khí tức lộ ra ngoài rất dễ bị phát hiện ra. Lục Lâm Thiên nói, ta biết, cho dù ở trên núi này so với mật địa kia còn khá hơn. Yên tâm đi, ta không để lộ khí tức của bản thân đâu. Người bình thường tuyệt đối không phát hiện ra ta. Bạch Linh nói. Nghịch Lân Yêu Bằng, các ngươi cũng chỉ có thể ở trong không gian thú nang mà thôi, để tránh cho người khác phát hiện ra. Lục Lâm Thiên nói với đám Nghịch Lân Yêu Bằng. Lúc tranh đoạt thánh quả linh vũ, tất cả mọi người đều thấy bốn đầu yêu thú này, nếu như bị mọi người phát hiện ra thì hắn phiền phức lớn. Vâng chủ nhân. Bốn đầu yêu thú Nghịch Lân Yêu Bằng đáp. Màn đêm, một thân ảnh xinh đẹp đang đứng ở đó. Một lát sau, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh trên bầu trời không khỏi mỉm cười. Siêu! Lục Lâm Thiên thu hồi phong chi dực đáp xuống ngọn núi, nhìn Lục Vô Song trước mặt nói. Lẽ nào tỷ biết đệ đến hay sao? Ta biết đệ tới hay không để làm gì? Lục Vô Song trừng mắt rồi nói. Thiên Sĩ Tuyết Sư đâu? Sao đệ lại tự mình tới đây? Thiên Sĩ Tuyết Sư đang đột phá, đệ lại nhớ tỷ cho nên tự mình tới đây. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ba hoa.
Trong lòng Lục Vô Song vô cùng ngọt ngào, nói. Thực lực đột phá thế nào rồi? Cũng không tệ lắm, vũ phách cửu trọng, linh phách cũng vậy. Lục Lâm Thiên nói. Đột phá nhanh như vậy sao? Lục Vô Song biết trước khi đi vào mật điện Lục Lâm Thiên mới chỉ là vũ phách tứ trọng mà thôi, thời gian nửa năm mà đột phá như vậy quả thực vô cùng kinh người. Lúc này, trong một đình viên trên Vân Dương Chủ Phong, Vân Khiếu Thiên, Đại Hộ Pháp mặc hắc bào đều đang ngồi đó, hai hàng lông mày nhíu lại, có thể nhìn ra được tâm tình của Vân Khiếu Thiên rất là ngưng trọng. Tông chủ, chuyện trong mật địa lần này quả thực không bình thường chút nào. Đại Hộ Pháp nhíu mày nói. Rất không bình thường, ta muốn để mấy vị trưởng lão vào xem. Thế nhưng Đại Hội Tam Tông Tứ Môn trước mắt lại khiến ta vô cùng đau đầu. Vân Khiếu Thiên nói. Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Khuất Đao Tuyệt, Triệu Kình Thiên. Thực lực 5 người này có thể coi là nhân tài kiệt xuất trong lớp trẻ. Tiểu thư cũng là vũ tướng nhị trọng, bằng vào con bài chưa lật có lẽ ngay cả vũ tướng tứ trọng cũng không phải là đối thủ của tiểu thư. Vân Dương Tông chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Đại Hộ Pháp nói, Hồng Lăng có con bài ẩn giấu lẽ nào đệ tử những môn phái khác cũng không có. Dựa theo lời Hàn Phong nói, Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải lúc tranh đoạt thánh quả linh vũ đã bị Thúy Ngọc và Lục Lâm Thiên đánh bại. Hiện giờ Thúy Ngọc và Lục Lâm Thiên đã dùng thánh quả linh vũ. Người nghĩ xem, Triệu Kình Hải và Triệu Kình Thiên kia có phải là đối thủ của Thúy Ngọc và Lục Lâm Thiên không? Vân Khiếu Thiên lạnh nhạt nói. Thúy Ngọc này quả thực kinh khủng, bình thường không khiến người ta chú ý đến, thế nhưng vừa ra tay khiến cho người khác giật mình kinh hãi. Nhắc tới Thúy Ngọc, Đại Hộ Pháp cũng không khỏi hít sâu một hơi. Thực lực của Thúy Ngọc ta không cảm thấy chút nào, Triệu Kình Hải là đối thủ của nó ta mới thấy là lạ. Vân Khiếu Thiên nở nụ cười thần bí, lại nói. Chỉ là thực lực của Lục Lâm Thiên, tiến bộ khiến cho ta cảm thấy kỳ quái. Tông chủ, chúng ta có thể để cho Thúy Ngọc, Lục Lâm Thiên, Tiểu Thư, ba người này tham gia Đại Hội Tam Tông Tứ Môn, lúc đó hy vọng cũng lớn hơn không ít. Đại Hộ Pháp nói. Thúy Ngọc không thể tham gia, về phần Lục Lâm Thiên, mặc kệ hắn là mãnh hổ hay nghịch long, chí ít lúc này phải vì Vân Dương Tông ta mà xuất lực. Vân Khiếu Thiên nói. Trong đình viện, Lục Lâm Thiên móc ra một hộp ngọc giao cho Lục Vô Song rồi nghiêm túc nói. Vô Song, mau chóng bế quan ăn thánh quả linh vũ vào, càng sớm luyện hóa hiệu quả càng tốt với tỷ. Cái gì, thánh quả linh vũ? Mở hộp ngọc trong tay nhìn thấy vật trong suốt tràn ngập khí tức bàng bạc bên trong. Lục Vô Song tức thì ngây người ra, sắc mặt đại biến. Đệ lấy được thánh quả linh vũ sao không dùng? Lục Vô Song dùng ánh mắt trách cứ nhìn Lục Lâm Thiên. 6 khỏa thánh quả linh vũ khác rơi vào trong tay yêu thú. Lúc này lại thấy Lục Lâm Thiên lấy ra một khỏa thánh quả linh vũ, phản ứng đầu tiên của nàng chính là Lục Lâm Thiên không dùng thánh quả linh vũ mà để lại cho nàng. Thế nhưng nàng lại không ngờ tới, Lục Lâm Thiên một mình chiếm được 7 khỏa thánh quả linh vũ. Chuyện này nói tới thì có chút dài dòng, thế nhưng nàng mau chóng ăn vào đi. Lục Lâm Thiên nói, về phần chuyện tình thánh quả linh vũ này, Lục Lâm Thiên cũng không phải không tin được Lục Vô Song. Loại chuyện như thế này bây giờ càng ít người biết càng tốt. Ta không ăn, đệ ăn vào đi. Thứ này đối với con đường tu luyện sau này của đệ có lợi hơn. Lục Vô Song nói, lại đem thánh quả linh vũ giao cho Lục Lâm Thiên. Đệ dùng thêm nữa cũng không có hiệu quả gì. Tỷ mau chóng ăn vào đi. Còn nữa, việc này ngàn vạn lần không thể để cho kẻ nào biết được. Lục Lâm Thiên nói xong lập tức rời khỏi đình viện, cũng để cho Lục Vô Song sớm ăn thánh quả linh vũ. Trở lại ngọn núi của riêng mình, nhìn lên trên trời cao, vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Bất chi bất giác hắn đã đến Vân Dương Tông được 1 năm. Trong thời gian 1 năm này tu vi tiến bộ không tồi. Sau khi rời khỏi Lục gia cũng được 2 năm, sắp được 3 năm rồi. Mẫu thân, không bao lâu nữa con có thể về gặp người rồi. Nhìn vào không trung, Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Vân Dương Tông cứ mỗi 3 năm là đệ tử có thể trở về thăm nhà. Mặt khác, đệ tử đạt tới vũ tướng có thể tự do rời đi, chờ sau khi lấy được vạn niên xích đồng hắn có thể trở về Vân An mẫu thân. Thế nhưng nhớ tới vạn niên xích đồng, Lục Lâm Thiên lại có chút đau đầu. 1 năm rồi, vạn niên xích đồng cũng không có bất kỳ tin tức nào. Cũng không biết khi nào mới có thể lấy được nó. Nam Thúc à, người không phải đang cố ý làm khó ta đó chứ? Lục Lâm Thiên than vãn, vạn niên xích đồng chính là một trong những trấn sơn chi bảo của Vân Dương Tông,
đâu có thể thu được dễ dàng như vậy. Hít sâu một hơi, Lục Lâm Thiên nhíu mày rồi lập tức tiến vào phòng tu luyện. Một đêm tĩnh lặng trôi qua, sáng sớm hôm sau, Lục Lâm Thiên dừng tu luyện, cảm giác tu vi trong cơ thể đã được củng cố không ít, lúc này hắn mới triệt để yên tâm. Nhóm đệ tử trong mật địa đi ra, đám đệ tử thân truyền cũng lập tức biết được chuyện xảy ra với thánh quả linh vũ, khiến cho không ít đệ tử khi nhìn thấy Thúy Ngọc đều kinh hãi. Mặc kệ là thánh quả linh vũ hay dung nhan của Thúy Ngọc, đối với chúng đệ tử mà nói chỉ có thể sợ hãi than mà thôi. Dù sao chuyện tình thánh quả linh vũ bị yêu thú cướp đi cũng không có quan hệ với bọn họ, cũng không tới phiên bọn họ quản. Lần này thánh quả linh vũ không được dùng, ngược lại khiến cho đại bộ phận đệ tử thân truyền mừng không ngớt, chí ít, chênh lệch giữa bọn họ và đệ tử tiến vào mật địa cũng không ngày càng xa như những năm trước. Mà đối với Thúy Ngọc, các đệ tử lại càng kinh hãi vì dung mạo của nàng, người theo đuổi nàng vô số, không ít các đệ tử cũng biết mình không có cơ hội nhưng vẫn theo đuổi. Lúc này đại bộ phận đệ tử thân truyền đều quan tâm tới một việc khác. 5 ngày sau trên địa Long Đỉnh, Lục Lâm Thiên muốn cùng một ngày tiếp chiến Phi Ưng Lăng Phong, Phách Đao Long Tam, còn có chiến đao khuất đao tuyệt. Trong vòng 1 ngày ứng chiến 3 trận, tất cả đều là cường giả trong Long Bảng, đây chính là chuyện chưa từng xảy ra trên Long Bảng, điều này khiến cho không ít đệ tử đều vô cùng chờ mong. Không ít đệ tử đều chờ mong trận chiến đặc sắc trên địa Long Đỉnh 5 ngày sau. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng đang nghỉ ngơi trên ngọn núi của mình. Rốt cuộc cũng có được ngày nhàn nhã. Trên một tảng đá lớn, Lục Lâm Thiên nằm trên tảng đá phơi nắng, toàn thân vô cùng thoải mái, loại cảm giác thoải mái này quả thực không nhiều lắm. Trong đó ngay cả không khí cũng không giống như bên ngoài. Bên người Lục Lâm Thiên lúc này có một tiểu bạch hồ cao chừng 20 thước đang hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía dưới ngọn núi, trong mắt có chút hưng phấn. Lão đại! Hôm nay huynh không tu luyện sao? Thân ảnh của Tiểu Long cũng xuất hiện trên tảng đá, dáng vẻ lười biếng, lúc nói, thân thể của nó cũng không hề nhúc nhích lấy một cái. Nghỉ ngơi một ngày thả lỏng một chút. Lục Lâm Thiên vặn thắt lưng, vẻ mặt thỏa mãn nhìn lên bầu trời, cảm giác lười biếng này quả thực khiến cho hắn không muốn động đậy. Có người tới, ta đi trước. Trong nháy mắt, thân ảnh Bạch Linh biến mất. Lục Lâm Thiên, ngươi nằm ở đây làm gì vậy? Một thanh âm nũng nịu rơi vào trong tai Lục Lâm Thiên, nghe thấy thanh âm này ra đầu Lục Lâm Thiên có chút tê dại. Hồng Lăng, sao nàng lại tới đây? Lục Lâm Thiên nhanh chóng ngồi dậy, nhìn thân ảnh màu xanh trước mặt, mái tóc dài được búi về phía sau, nhìn nữ tử trước mặt này trong lòng hắn không khỏi lo lắng, nữ nhân điêu ngoa này đến đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lẽ nào ta không thể đến đây sao? Trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng trực tiếp ngồi bên cạnh Lục Lâm Thiên. Một mùi hương nhàn nhạt tràn ra khiến cho Lục Lâm Thiên ngây người, mùi hương này quả thực vô cùng thơm. Đương nhiên không phải. Lục Lâm Thiên vội vã nói, lúc này hắn cũng không dám đắc tội nữ nhân điêu ngoa này. Vài ngày nữa người ứng chiến khuất đao tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, người có nắm chắc không? Vân Hồng Lăng nói, hắc hắc, đến lúc đó mới biết được. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc nói, trong lòng đang suy nghĩ, hẳn là không thành vấn đề. Ta hỏi cha ta chuyện đại hội tam tông tứ môn, cha ta cố ý hỏi tới ngươi, dường như là có ý định để ngươi tham gia, ngươi phải biểu hiện cho tốt. Vân Hồng Lăng nói, tông chủ muốn ta tham gia đại hội tam tông tứ môn sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày nói, dường như cha ta có ý như vậy, vừa rồi còn hỏi không ít chuyện của ngươi. Nhìn Vân Hồng Lăng, Lục Lâm Thiên nhíu mày nói, ta không muốn đi. Cái gì? Bao nhiêu người muốn đi còn không có tư cách, không ngờ ngươi lại không muốn đi. Vân Hồng Lăng lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Không đi. Lục Lâm Thiên nói, thầm nghĩ trong lòng, đây cũng không phải là xã hội cũ, phải làm vẻ vang cho tập thể, chuyện không có lợi hắn tuyệt đối không đi. Vì sao? Vân Hồng Lăng hỏi. Không có vì sao cả, chỉ là không muốn đi mà thôi. Lục Lâm Thiên nói. Được rồi, ta đi nói cho cha ta biết, ngươi không muốn đi. Vân Hồng Lăng có chút thất vọng nói, vốn nàng vô cùng cao hứng đến thông báo cho Lục Lâm Thiên, lúc đó hai người có thể cùng nhau đi tham dự đại hội tam tông tứ môn, thế nhưng lúc này hắn lại không muốn đi. Hồng Lăng, nàng có biết gì về vạn niên xích đồng không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên xoay chuyển, lập tức hỏi Vân Hồng Lăng. Vạn niên xích đồng, đó là một trong những trấn sơn chi bảo của Vân Dương Tông ta. Ngươi hỏi cái này làm gì?
Vân Hồng Lăng vô cùng nghi hoặc hỏi Lục Lâm Thiên. Hiếu kỳ thôi, ta nghe nói Vân Dương Tông có bảo vật này cho nên tùy tiện hỏi một chút. Lục Lâm Thiên nhanh chóng nói. Vậy nàng có biết vạn niên xích đồng ở đâu không? Đương nhiên là ở trong tay cha ta. Loại chuyện thế này ngươi hỏi tới làm gì? Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó nhẹ nhàng tựa vào trên vai Lục Lâm Thiên rồi nói nhỏ. Ta từng nghĩ qua, người đã có vô song tỷ, cũng không sao cả, chỉ cần sau này không có nữ nhân khác ngoài ta với tỷ ấy là được. Cảm nhận mùi hương thơm ngát bên cạnh, xúc cảm kia khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên rung động, cánh tay đi tới đôi vai của Vân Hồng Lăng rồi lập tức ôm nàng vào lòng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không để ý tới ta nữa. Thấy Lục Lâm Thiên ôm mình vào lòng, Vân Hồng Lăng khẽ nói một tiếng. Lục Lâm Thiên mỉm cười không nói gì. Trên Vân Dương Tông này dường như số đào hoa của hắn đặc biệt tốt nha. À, ngay khi Lục Lâm Thiên đang nghĩ ngợi lung tung, trên vai truyền đến cảm giác đau đớn. Lúc này Vân Hồng Lăng đang cắn vai hắn. Đây chính là hình phạt cho tội trong mật địa không để ý tới ta. Vân Hồng Lăng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, sau đó lại nhìn dấu răng mờ nhạt trên vai hắn, nàng liền nở nụ cười thỏa mãn, lại có chút yêu thương hỏi. Có đau không? Có lẽ là ta hơi quá sức một chút. Nàng nói xem có đau không? Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn Vân Hồng Lăng, trong lòng giận dữ, nữ nhân điêu ngoa này quả thực là cầm tinh con chó mà, rất thích cắn người. Dưới sự giận dữ tay a hắn lập tức đánh lên mông Vân Hồng Lăng. Ba. Một âm hưởng giòn tan vang lên. Tiểu tặc, đau quá. Vân Hồng Lăng lập tức cảm thấy đau đớn, trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Đau sao, để ta xoa cho nàng. Lục Lâm Thiên cũng có cảm giác dường như vừa rồi mình hơi quá tay. Lập tức nở nụ cười tà, bàn tay di chuyển tới bờ mông của Vân Hồng Lăng, nhẹ nhàng xoa nắn. Sắc lang. Khuôn mặt Vân Hồng Lăng đỏ bừng, vừa rồi trên mông truyền tới cảm giác đau đớn. Lúc này trong nháy mắt trở nên tê dại. Ánh mắt không còn bình tĩnh được nữa, trong lòng nhảy dựng lên, thế nhưng nàng lại không dãy giụa, ngược lại càng dán sát vào người Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy Vân Hồng Lăng như vậy, sắc tâm Lục Lâm Thiên lập tức nổi lên, nhẹ nhàng xoa bóp, từ mông chậm rãi di chuyển. Vân Hồng Lăng lập tức khẽ kêu lên một tiếng, một cỗ cảm giác tê dại truyền đi khắp toàn thân nàng. Thân thể như nhũn ra, khuôn mặt lúc này đỏ bừng vô cùng kiều diễm. Xúc cảm mềm mại khiến cho Lục Lâm Thiên ngày càng làm càn, cảm giác một tay có vẻ thiếu thốn cho nên cánh tay thứ hai lập tức được trưng thu, trong nháy mắt rời khỏi người Vân Hồng Lăng, từ cái eo nhỏ nhắn chậm rãi đi lên trên. Lúc này Vân Hồng Lăng triệt để mềm nhũn, cái miệng nhỏ nhắn thở gấp. Nàng chưa từng trải qua việc nam nữ, giờ phút này có chút tê dại, cũng không biết phải làm sao, tùy ý để cho Lục Lâm Thiên làm gì thì làm. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng có cảm giác sắp không nhịn được. Bàn tay xuyên qua quần áo Vân Hồng Lăng chạm tới da thịt mềm mại trước bụng Vân Hồng Lăng. Ngay khi bàn tay Lục Lâm Thiên chạm tới địa phương mềm mại nhất phía trên thì Lục Lâm Thiên vô tình nhìn thấy có một thân ảnh tuyệt mỹ đang đứng ở đình viện cách đó không xa đang nhìn chằm chằm vào hắn. Thúy Ngọc. Nhìn thấy thân ảnh kia, lửa nóng trong người Lục Lâm Thiên lập như bị hắt vào một chậu nước lạnh, có cảm giác như bị bắt gian tại trận. Biểu, Thúy Ngọc. Lúc này Vân Hồng Lăng cũng phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn về phía thân ảnh xinh đẹp kia, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Tiểu tặc đáng chết, sắc lang thối. Hừ lên một tiếng, Vân Hồng Lăng nhảy dựng lên, khuôn mặt đỏ bừng chạy tới phía sau Thúy Ngọc, vội vã giải thích nói. Thúy Ngọc, không phải giống như ngươi nghĩ đâu, chúng ta chỉ là. Ta thấy hết rồi, tiểu nha đầu ngươi không phải xấu hổ. Thúy Ngọc mỉm cười lại nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên. Sau này phải đối tốt với Hồng Lăng một chút, bằng không ta sẽ không tha cho ngươi. Ta. Lúc này khuôn mặt Lục Lâm Thiên cũng đỏ lên. Thúy Ngọc, vừa rồi đều tại sắc lang này, không phải như ngươi nghĩ đâu. Vân Hồng Lăng lúc này e thẹn không ngừng giải thích, cả khuôn mặt đỏ bừng từ dưới cổ lên. Lúc này, trong bầu không khí xấu hổ Lục Lâm Thiên bồi tiếp hai nàng mấy canh giờ, Thúy Ngọc hoàn toàn không có ý tứ ghen tuông mới khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy ngạc nhiên. Sau khi hai nàng rời đi, Lục Lâm Thiên mới thở ra một hơi. Trong mấy ngày kế tiếp, Lục Lâm Thiên đều tu luyện vũ kỹ trên núi rồi lại phơi nắng. Không có Thiên Sĩ Tuyết Xu bên người, hắn có muốn đi lại cũng không tiện lắm. Ngày thứ tư, trong lúc Lục Lâm Thiên đang tu luyện phù quang lược ảnh thì đột nhiên dừng bước,
ánh mắt nhìn về phía trước nhíu mày rồi khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt, trên không trung phía xa có một đạo bạch mang trong nháy mắt bắn tới. Một đầu yêu thú màu trắng xuất hiện trên ngọn núi, cả người yêu thú màu trắng được bộ lông màu trắng như tuyết bao phủ, giống như sư tử, lông mau kéo dài đến vai và ngực lộ ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Đôi cánh trắng toát giống như là trong suốt đang khẽ chấn động, chính là thiên sĩ tuyết sư đã thu nhỏ lại thân thể. Đột phá tứ giai rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, có thể thu nhỏ lại thân thể chính là biểu hiện của yêu thú tứ giai. Tham kiến chủ nhân. Thiên sĩ tuyết sư mở mồm nói ngôn ngữ nhân loại, phủ phục dưới mặt đất hành lễ. Thân thể đã thu nhỏ lại mấy thước, thế nhưng trước mặt Lục Lâm Thiên vẫn vô cùng lớn. Được rồi, tốc độ đột phá của ngươi quả thực rất nhanh. Vuốt ve bộ lông trắng toát của thiên sĩ tuyết sư, trong lòng Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Chờ sau khi thiên sĩ tuyết sư đi tới một bước như đám nghịch lân yêu bằng kia thì sẽ vô cùng kinh khủng. Trên phương diện huyết mạch, thiên sĩ tuyết sư so với đám nghịch lân yêu bằng, thủy hỏa yêu giao còn cao hơn một chút. Thế nhưng so với cửu vĩ yêu hồ thì lại kém hơn một chút. Ngày thứ năm rốt cuộc cũng tới, khi sắc trời vừa sáng đã có không ít đệ tử bắt đầu chạy tới Địa Long Đỉnh. Hôm nay chính là ngày mà bọn họ đã chờ từ lâu. Mấy ngày nay, đề tài bàn luận của đám đệ tử thân truyền đều là ba trận chiến trên Địa Long Đỉnh hôm nay. Chiến đao khuất đao tuyệt, phách đao long tam, phi ưng lăng phong. Ba người này đều là nhân tài kiệt xuất trong đám đệ tử thân truyền. Mà Lục Lâm Thiên lại là nhân vật uy phong trong thời gian gần đây ở Vân Dương Tông. Chiến đấu giữa bốn người này, đương nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Không ít đệ tử cũng biết mình không có thực lực này, thế nhưng có thể nhìn thấy những cường giả đứng đầu long bảng chiến đấu cũng là chuyện khiến cho người ta hưng phấn. Huống chi, nhân vật phong vân nhất là Lục Lâm Thiên định một chiến ba càng khiến cho người ta chờ mong. Phù! Trong phòng, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm trọng khí, một đêm tu luyện khiến cho tinh thần hắn sảng khoái, trong hai mắt bắn ra tia sáng. Lão đại, hôm nay huynh có ba trận chiến đó. Tiểu Long lắc lư cái đầu. Quanh mang quanh thân được thu lại rồi lập tức nhảy lên vai Lục Lâm Thiên. Hiện giờ Tiểu Long cũng không dám lười biếng việc tu luyện, mỗi ngày đều cũng Lục Lâm Thiên tu luyện. Ba trận chiến, chúng ta xuất phát thôi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, chiến ý trong mắt bắn ra. Chiến đao khuất đao tuyệt, phi ưng lăng phong, phách đao long tam, bất kỳ ai trong bọn họ đều không phải kẻ yếu, giao thủ với bọn họ hắn cũng có thể biết được rốt cuộc thực lực mình tới đâu. Tuyết sư. Dùng thực lực nhanh nhất tiến tới Địa Long Đỉnh. Trên ngọn núi, Lục Lâm Thiên mang theo Tiểu Long nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư rồi nói. Vâng chủ nhân. Giống. Giống lên một tiếng, hai cánh thiên sĩ tuyết sư dương lên, thân thể cao chừng 400 thước, bằng vào tốc độ nhanh nhất thì nó phải khôi phục bản thế mới được. Trên thân thể cao lớn lúc này có một cỗ uy áp của vương giả khuếch tán ra bốn phía. Hai cánh rung động, giống như mang theo một cơn lốc. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh như thiểm điện. Quá nhanh. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Lâm Thiên cũng không khỏi sợ hãi than. Sau khi đột phá tứ giai, tốc độ của thiên sĩ tuyết sư được tăng lên mấy lần. Loại tốc độ này có thể nói là vương giả trong yêu thú phi hành. Bằng vào tốc độ hiện tại của thiên sĩ tuyết sư chỉ sợ là ngay cả yêu thú phi hành ngũ giai bình thường cũng không thể đuổi được nó. Trên Địa Long Đỉnh. Lúc này đã tụ tập không ít người từ sáng sớm, ngoại trừ đệ tử thân truyền ra, đệ tử lâu năm cũng xin hộ pháp đi lên Địa Long Đỉnh. Trên Địa Long Đỉnh lúc này nhân số đang không ngừng gia tăng, phỏng chừng hiện tại đã đạt tới 3.000 người, đám người vô cùng náo nhiệt, tiếng nghị luận xôn xao truyền đi chung quanh. Ba trận chiến ngày hôm nay trên Địa Long Đỉnh không có liên quan tới bài danh trên Long Bảng, hoàn toàn là do các đệ tử thân truyền khiêu chiến nhau mà thôi. Cho nên mấy vị hộ pháp cũng thả lỏng. Nhưng hôm nay không ít hộ pháp đều có mặt ở đây, ngay cả đại hộ pháp cũng xuất hiện. Trong đám người, không khó để nhìn ra, trong Long Bảng lúc này có không ít người ở đây. Quỷ thủ Đỗ Tử Thuần, Thiết trưởng Cuồng Ngưu đều tới Địa Long Đỉnh. Lúc này ở giữa Địa Long Đỉnh, ba đạo thân ảnh phân biệt đứng ở ba khu vực đơn độc. Người bên trái mặc y phục màu trắng, ngũ quan sắc bén giống như được khắc ra, mày kiếm mắt sáng khí độ bất phàm, khí tức quanh thân khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Chính là cường giả chiến đao khuất đao tuyệt xếp thứ ba trên Long Bảng. Người thứ hai, vóc người tục tằng, cường tráng, hai hàng lông mày như kiếm dương lên không giận mà uy. Trên khuôn mặt cương nghị mang theo một cỗ khí phách sắc bén,
ngoại trừ phách đao long tam gia khí tức những người khác cũng không có sự sắc bén như vậy. Người thứ ba, khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ tuyệt luận. Đôi mắt thâm thúy tỏa ra ánh sáng mê muội, khí chất cao quý ưu nhã khiến cho toàn bộ nữ đệ tử trong Vân Dương Tông mê muội, ngoại trừ Phi Ưng Lăng Phong ra thì có thể là ai. Nghe nói chiến đao khuất đao tuyệt sau khi tiến vào mật địa đã đột phá tới vũ tướng tam trọng, thực lực hiện tại sợ rằng dù có chống lại Hàn Phong cũng không thành vấn đề. Phi Ưng Lăng Phong tuy rằng bài danh thứ 6, thế nhưng tốc độ của hắn so với Hàn Phong còn nhanh hơn vài phần, sợ rằng ngay cả Hàn Phong gặp hắn cũng vô pháp so tốc độ với hắn. Phách đao long tam kia đao pháp xuất thần nhập hóa, tuyệt đối là kẻ khó chơi. Hôm nay Lục Lâm Thiên muốn ứng chiến ba người này, chỉ sợ sẽ xảy ra một hồi ác chiến. Còn một người chưa tới cho nên phía ngoài không ít đệ tử đều đang bàn tán về ba người này. Mau nhìn, Thúy Ngọc tới. Nghe nói Phi Ưng Lăng Phong, phách đao long tam vì Thúy Ngọc mới khiêu chiến Lục Lâm Thiên nha. Phi Ưng Lăng Phong không phải đang truy cầu Lục Vô Song sao? Hiện giờ sao lại vì Thúy Ngọc mà khiêu chiến với Lục Lâm Thiên? Lục Vô Song đã sớm thuộc về Lục Lâm Thiên, mà Thúy Ngọc này dường như cũng có không ít quan hệ với Lục Lâm Thiên. Ta nghe mấy người trong mật địa nói, nửa năm trong mật địa Thúy Ngọc và Lục Lâm Thiên đều ở cùng nhau. Thời gian nửa năm chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngươi nói là Thúy Ngọc và Lục Lâm Thiên có một chân sao? Đâu chỉ có thế, tiểu thư Vân Hồng Lăng cũng có quan hệ với hắn. Trên Vân Dương Tông này ba nữ nhân xinh đẹp nhất đều có quan hệ với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên này quả thực quá phận, nếu có được một người thì thôi đằng này có quan hệ với cả ba nữ nhân xinh đẹp nhất Vân Dương Tông. Nếu ta là Phi Ưng Lăng Phong ta cũng quyết đấu với hắn. Ngươi sao, đáng tiếc ngươi chỉ là cái rắm, ta đoán Lục Lâm Thiên chỉ cần một chiêu cũng có thể phế ngươi. Có cần phải đả kích người ta vậy không mặt cười. Trong tiếng nghị luận của mọi người, mấy thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng tiến tới. Lúc mấy đạo thân ảnh này đáp xuống mặt đất tức thì thu hút ánh mắt của vô số đệ tử. Hai thân ảnh xinh đẹp trước mắt khiến cho chúng đệ tử sợ hãi than, dung mạo tuyệt mỹ khiến cho những nam đệ tử ở đây không dứt ra được, khiến cho những nữ đệ tử buồn bã ảm đạm. Mà hai người này chính là Thúy Ngọc và Vân Hồng Lăng, phía bên cạnh bọn họ còn có Dương Diệu và Độc Cô Băng Lan. Tứ nữ xuất hiện, chúng hộ pháp lập tức đưa tứ nữ lên đài cao. Có Vân Hồng Lăng ở đây, Dương Diệu, Độc Cô Băng Lan và Thúy Ngọc đều nhận được đãi ngộ vô cùng tốt. Tiểu tặc này mỗi lần đều thích tới muộn. Ánh mắt nhìn lên trên đài, Vân Hồng Lăng khẽ nói một tiếng. Hồng Lăng, tại sao muội lại thích gọi hắn là tiểu tặc? Lẽ nào thực sự hắn đã trộm thứ đó của muội? Thúy Ngọc mỉm cười, dáng vẻ hiện tại của nàng khiến cho không ít đệ tử phía dưới choáng váng. Hắn! Ánh mắt Vân Hồng Lăng lập tức biến đổi nói. Không nói tới tiểu tặc kia nữa. Thúy Ngọc, tiểu tặc này vì ngươi mới tiếp nhận khiêu chiến của Phi Ưng Lăng Phong, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi và hắn? Hồng Lăng, chuyện này ta cũng không biết nói thế nào với ngươi, chỉ là... Thúy Ngọc nói, ta hiểu rồi, ngươi đã sớm quen biết tiểu tặc kia, ta chỉ là... Ánh mắt Vân Hồng Lăng có chút buồn bã. Nha đầu ngốc, nhìn Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc mỉm cười nói. Có một số việc tới bước này nếu như chúng ta đều không buông xuống được vậy thì cũng chỉ có thể tiện nghi cho tiểu tử kia. Hừ, thế nhưng ta lại rất giận tiểu tặc kia, chuyện gì cũng không nói cho ta biết. Vân Hồng Lăng chu miệng nói. Thời gian lại trôi qua, lúc này không ít đệ tử đứng xem chung quanh đã bắt đầu sốt ruột. Lục Lâm Thiên kia vì sao còn chưa tới? Không phải là sợ chiến đao khuất đao tuyệt đó chứ? Chắc là không. Lục Lâm Thiên kia trên địa Long Đỉnh chưa thua trận nào. Ta còn nghe nói trong mật địa hắn cũng đã chiếm được Vũ Linh Thánh Quả, có lẽ thực lực hiện tại còn mạnh hơn. Giống. Phía chân trời xa xa lúc này có một tiếng thú giống trầm thấp vang vọng. Tiếng thú giống này vang lên khiến cho không ít tọa kỵ của các đệ tử thân truyền chung quanh sao động. Tới rồi. Nghe thấy tiếng thú giống này, mọi người đều biết Lục Lâm Thiên đã xuất hiện. Cũng chỉ có tiếng thiên sĩ tuyết sư giống mới khiến cho những yêu thú khác sao động như vậy. Trong bầu trời, thiên sĩ tuyết sư khổng lồ đang vỗ cánh bay tới, trong nháy mắt thu nhỏ lại thân thể còn hơn 10 trượng, thân ảnh màu xanh từ trên trời hạ xuống. Một đạo lưu quang màu vàng trong nháy mắt đáp xuống bờ vai Thúy Ngọc. Tiểu Long, các ngươi tới quá muộn nha. Thúy Ngọc vuốt ve đầu Tiểu Long rồi nói. Là lão đại xuất môn muộn ra, không liên quan tới đệ. Tiểu Long lắc lư cái đầu nói.
Nghe thấy Tiểu Long nói, chúng hộ pháp chung quanh lúc này vô cùng kinh ngạc, ngay cả Độc Cô Băng Lan và Dương Diệu cũng kinh ngạc không ngớt. Chân khí dưới chân chợt lóe, thân thể Lục Lâm Thiên đáp xuống võ đài, ánh mắt tùy ý đảo qua đám người phía dưới. Lúc này hắn cũng vô cùng ngạc nhiên không nghĩ tới lại nhiều người như vậy, hôm nay không phải là đầu tháng mà. Theo sự xuất hiện của Lục Lâm Thiên, không ít ánh mắt chung quanh lập tức đổ dồn vào người hắn, trong ánh mắt cũng hiện lên vô số tâm tình khác nhau. Lục Lâm Thiên, ngươi tới quá muộn, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây. Phách Đao Long Tam nhìn Lục Lâm Thiên, khí thế áp bách tiến tới, trong mắt bắn ra chiến ý. Không phải là ta tới muộn mà là các ngươi tới sớm. Lục Lâm Thiên nói, chúng ta có thể bắt đầu. Phách Đao Long Tam nhìn Lục Lâm Thiên, thân thể chậm rãi tiến tới. Long Tam, để ta lên trước, miễn cho ngươi thua lại mất mặt. Phi Ưng Lăng Phong lúc này chậm rãi tiến lên, khí chất lạnh nhạt kia khiến cho không ít nữ đệ tử chung quanh thấy si mê. Chê cười, ta mà thua sao? Hừ! Phách Đao Long Tam liếc mắt nhìn Phi Ưng Lăng Phong nói. Nếu như cảm thấy không ngại thì có thể cùng tiến lên. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, đám đệ tử đứng xem chung quanh chỉ có thể thay Lục Lâm Thiên lau mồ hôi lạnh, đồng thời chống lại Phách Đao Long Tam và Phi Ưng Lăng Phong, chỉ sợ là đệ nhất Long Bảng Triệu Kình Hải cũng không thể làm được. Lục Lâm Thiên, ngươi đừng quá kiêu ngạo rồi đấy. Phách Đao Long Tam nhìn Lục Lâm Thiên, khí thế sắc bén bắn ra nói. Ngươi nói như vậy không sợ đầu lưỡi tê sao? Chuyện này chỉ có thử qua mới biết được, hai vị quyết định ai tới trước đi. Không thì hai vị cùng tiến lên, điều này tuyệt đối có thể. Lục Lâm Thiên nói, đối với hai người này, Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy chán ghét, chỉ là muốn sớm một chút đánh bại hai người này, sau đó đối chiến với Chiên Đao Khuất Đao Tuyệt mà thôi. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn Khuất Đao Tuyệt đứng ở phía xa. Người này mới chính là đối thủ mà hôm nay hắn thật tâm muốn ứng chiến. Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, hai người này tuy rằng quả thực cường hãn, thế nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên biết, thực lực chân chính của hắn chỉ có thể trên người Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt mới có thể kiểm chứng được. Quá kiêu ngạo. Phi Ưng Lăng Phong tiến lên, lập tức nói với Phách Đao Long Tam. Long Tam, chuyện của chúng ta tạm hoãn, để ta xem thực lực của Lục Lâm Thiên rốt cuộc có bao nhiêu. Tốt. Như lời ngươi nói, ta sẽ nhường ngươi trước. Phách Đao Long Tam lui về phía sau. Hai người này kỳ thực cũng không có ân oán gì, chỉ là luôn đối chói gay gắt với nhau mà thôi, lúc này đương nhiên nhanh chóng có quyết định. Lục Lâm Thiên, để ta nhìn xem sau khi ngươi có được thánh quả linh vũ, rốt cuộc thực lực tới bước nào rồi. Nhìn Lục Lâm Thiên, y phục màu trắng trên người Phi Ưng Lăng Phong không gió tự bay, không gian chung quanh hai người lúc này gợn sóng. Thúy Ngọc. Tốc độ của Phi Ưng Lăng Phong cực nhanh, tốc độ của Phù Quang Lược Ảnh đã tới cảnh giới cực cao, ngay cả ta cũng kém một bậc, Lục Lâm Thiên có thể thắng hắn sao? Trên khán đài, Vân Hồng Lăng trần chờ một lát rồi nói với Thúy Ngọc. Ngươi quên rồi sao, Lục Lâm Thiên cũng tu luyện Phù Quang Lược Ảnh, tốc độ cũng không chậm. Thúy Ngọc đáp, Lăng Phong, đánh bại Lục Lâm Thiên, chúng ta ủng hộ ngươi. Không ít nữ đệ tử bốn phía lúc này lớn tiếng la lên. Tiếng hét khuếch tán ra chung quanh, đủ để thấy được Phi Ưng Lăng Phong này trong Vân Dương Tông được các nữ đệ tử hoan nghênh ra sao. Xem ra, ngươi rất được hoan nghênh nha. Lục Lâm Thiên mở miệng cười, ánh mắt nhìn về phía những nữ đệ tử có chút điên cuồng chung quanh. Hắn đột nhiên nghĩ, Phi Ưng Lăng Phong này lớn lên không ngờ lại có chút giống như Quán Hy đệ đệ nha. Nếu như thế giới này mà có thứ như camera mà nói, vị Quán Hy đệ đệ kia ngay cả một đầu ngón chân của Phi Ưng Lăng Phong cũng không bằng được. Quán Hy, Trần Quán Hy, vị này có si căng đan với Trương Bá Chi, Trung Hân Đồng và rất nhiều các mây mây khác. Nghĩ vậy, Lục Lâm Thiên nở nụ cười tà khiến cho Phi Ưng Lăng Phong trước mặt nghi hoặc không ngớt, hắn còn đang tưởng rằng Lục Lâm Thiên lại trêu chọc hắn. Lục Lâm Thiên, đừng quá đáng, hai nữ nhân Lăng Phong ta coi trọng đều bị ngươi câu dẫn, hôm nay ta phải giáo huấn ngươi một chút. Ánh mắt Phi Ưng Lăng Phong trầm xuống, thế nhưng trong lòng cũng không dám sơ ý với Lục Lâm Thiên. Đệ tử trong top 10 Long Bảng cũng không phải là kẻ chỉ biết tự cao tự đại. Một màn chống lại Triệu Kình Thiên trong mật địa của Lục Lâm Thiên bọn họ đều thấy được. Thế nhưng lúc này Phi Ưng Lăng Phong cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Bằng vào tốc độ của hắn, có thể nói là trong những người trẻ tuổi ở Vân Dương Tông không ai có thể hơn hắn, biệt danh Phi Ưng cũng không phải chỉ nói suông.
Ngươi ra tay trước đi, để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc nhanh tới bao nhiêu. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng cũng không dám sơ ý, tốc độ của Phi Ưng Lăng Phong tuyệt đối không thể khinh thường. Trong mật địa Lục Lâm Thiên đã được thưởng thức qua. Hắc hắc, Lục Lâm Thiên, ngươi quả thực là đủ cuồng, hôm nay để ta cho ngươi biết cái gì là tốc độ. Thanh âm của Phi Ưng Lăng Phong vừa dứt, chân khí bùng lên, y phục màu trắng tung bay, chân khí dưới chân chợt lóe, một cỗ chân khí tràn ra, đồng thời không gian chung quanh hắn gợn sóng, dường như có một cơn lốc đang hình thành trong không trung. Trong lúc đó, thân ảnh Phi Ưng Lăng Phong biến mất tại chỗ. Lục Lâm Thiên nhíu mày, tinh quang trong mắt chợt lóe, quanh thân hắn lúc này không gian cũng bắt đầu gợn sóng. Lục Lâm Thiên, đây là tốc độ. Thanh âm vừa vang lên thì thân ảnh Phi Ưng Lăng Phong đã xuất hiện phía sau lưng Lục Lâm Thiên, tốc độ có thể nói là như quỷ mị. Ha ha, ngươi vẫn còn chậm lắm. Lục Lâm Thiên cười to, chân khí dưới chân chợt lóe, thân thể đồng thời biến mất tại chỗ, vòng xoáy vô hình dưới chân hắn thổi bay một đám bụi trên mặt võ đài. Hừ, để xem ngươi nhanh hay là ta nhanh hơn. Phi Ưng Lăng Phong lạnh nhạt nói, chân khí dưới chân chớp động hóa thành một vòng xoáy thật lớn. Thân ảnh tạo thành một vòng cung quỷ dị, giống như một vòng xoáy nhanh chóng thổi qua, tàn ảnh xuất hiện khiến cho không gian gợn sóng, tiếp tục đánh về phía Lục Lâm Thiên. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên lạnh nhạt, thế nhưng trong lòng cũng có chút ngưng trọng. Tốc độ của Phi Ưng Lăng Phong quả thực cũng như tên của hắn, tốc độ tuyệt đối có thể coi là cường hãn. Chân khí dưới chân bạo phát, thân thể Lục Lâm Thiên lần thứ hai biến mất tại chỗ. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng muốn thử xem tốc độ của hắn và Phi Ưng Lăng Phong có bao nhiêu chênh lệch. Phù quang lược ảnh hắn cũng tu luyện qua, hắn tự tin hiện giờ cũng đã tu luyện tới một trình độ nhất định. Việc tu luyện phù quang lược ảnh hắn cũng chưa bao giờ dừng lại. Thi triển phù quang lược ảnh, tốc độ của Lục Lâm Thiên lúc này giống như tàn ảnh, theo thực lực đột phá, sự thuần thục khi thi triển phù quang lược ảnh cũng được đề thăng. Hai đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuyên qua võ đài, chân khí cuồng bạo bắn ra chung quanh. Từ phía xa nhìn lại chỉ có hai đạo quang mang màu xanh cùng màu trắng không ngừng chuyển động, tốc độ càng ngày càng nhanh. Hảo tiểu tử, tốc độ của ngươi cũng không chậm chút nào. Sắc mặt Phi Ưng Lăng Phong có chút trầm trọng, chân khí cuồng bạo dưới chân tuôn ra, tốc độ nhanh chóng tăng lên. Thủ ấn trong tay biến hóa, chân khí dưới chân Lục Lâm Thiên lúc này cũng bạo phát, vòng xoáy dán xuống mặt đất. Thân ảnh lơ lửng giống như một chiếc lá giữa cơn cuồng phong vậy. Tốc độ quá nhanh, tốc độ của Phi Ưng Lăng Phong quả thực đúng như với cái tên hắn. Tốc độ của Lục Lâm Thiên cũng không chậm nha, chỉ sợ lúc này Phi Ưng Lăng Phong cũng không cách nào bắt được hắn. Tốc độ của hai người lúc này khiến cho mọi người phía dưới sợ hãi than. Ngay cả không ít trưởng lão trên đài cũng kinh ngạc, tốc độ như vậy coi như là bọn họ cũng không thể đuổi kịp. Sát võ đài. Chiến đao khuất đao tuyệt vẫn chắp tay đứng đó, sắc mặt không có chút biến hóa nào, quanh thân có một cỗ khí tức vô hình ba động khiến cho những đệ tử phía sau hắn phải lùi lại phía xa. Dưới khí tức này khiến cho những đệ tử có thực lực thấp hơn trong lòng rất khó chịu, vô hình chung đã bị áp chế tuyệt đối. Lưu Phong chỉ. Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng Phi Ưng Lăng Phong vang lên, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, năm ngón tay uốn lượn đánh ra năm đạo chỉ ảnh phá không. Trong ánh mắt mọi người thân thể Lục Lâm Thiên giống như lưu quang dưới năm đạo chỉ ánh của Phi Ưng Lăng Phong không ngừng di chuyển, vô cùng mạo hiểm. Thế nhưng đều hữu kinh vô hiểm tránh qua. Đối với Lục Lâm Thiên mà nói, trải qua sự rèn luyện bên trong tiên cảnh, dưới ngàn vạn tiễn hắn đều có thể tránh qua như thường, lúc này vô cùng dễ dàng tránh được năm đạo chỉ ảnh của Phi Ưng Lăng Phong. Quá nhanh! Nhìn thấy một màn này, mọi người đều sợ hãi than. Trên đài, Thúy Ngọc và Vân Hồng Lăng. Đại hộ pháp đều vô cùng kinh ngạc. Lục Lâm Thiên ngay cả đầu cũng không quay lại mà có thể hóa giải được công kích của Phi Ưng Lăng Phong. Điều này không chỉ cần tốc độ cực nhanh mà còn cần tâm thần cường hãn cảm ứng, có thể làm được một bước này chứng minh Lục Lâm Thiên tuyệt đối không đơn giản. Một kích không trúng, đối phương ngay cả đầu cũng không quay lại chút nào. Sắc mặt Phi Ưng Lăng Phong càng thêm âm trầm, chân khí quanh người tràn ra rồi xoay tròn. Giống như là có một cỗ hấp lực từ đó tràn ra bên ngoài khiến cho bụi bặm nổi lên. Trong nháy mắt tốc độ của Phi Ưng Lăng Phong tăng thêm, toàn thân giống như được bao phủ bởi một vòng xoáy, lấy một tốc độ quỷ dị không gì sánh được xẹt qua trên võ đài, thân ảnh dường như cũng biến mất trong không gian. Trong mọi người lúc này cũng chỉ có một bộ phận nhỏ mới có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh như ẩn như hiện. Tàn ảnh này thay đổi phương vị thất thường, vô cùng khó nắm bắt.
người thực lực thấp lúc này chỉ có thể thấy được một dòng xoáy giữa đài mà thôi. Thật nhanh! Lục Lâm Thiên lúc này cũng kinh ngạc, Phi Ưng Lăng Phong này không ngờ lại tu luyện phù quang lược ảnh tới trình độ này rồi. Ánh mắt hắn khẽ biến đổi, chân khí dưới chân bạo phát, đột nhiên quanh thân cũng được bao phủ bởi một dòng xoáy khổng lồ. Trời, tiểu tặc này không ngờ cũng tu luyện phù quang lược ảnh tới mức đó rồi. Trên khán đài, Vân Hồng Lăng lúc này vô cùng mờ mịt, phù quang lược ảnh nàng cũng tu luyện qua, tự nhiên biết được sự kinh khủng khi tu luyện tới bước này, ngay cả chính nàng hiện tại cũng không tu luyện được tới bước này. Một chuyến đi mật địa đã trở thành cường giả a. Trên khán đài, đại hộ pháp khẽ than nói. Siêu siêu. Hai dòng xoáy va chạm với nhau, tốc độ trở nên nhanh hơn. Bên ngoài võ đài, toàn bộ được bao phủ dưới dòng xoáy, kinh phong tàn sát bữa bãi, trên võ đài lúc này giống như bị một cơn cuồng phong bao phủ, quần áo mọi người tung bay, giống như đang đứng trước một cơn gió vậy. Lục Lâm Thiên, quả thực ngươi khiến cho ta vô cùng kinh ngạc, để xem lần này ngươi trốn thế nào. Trong dòng xoáy, phát ra tiếng gió thổi ô ô, dòng xoáy điên cuồng xoay tròn, giống như một cơn lốc xoáy, dòng xoáy khổng lồ đột nhiên co rút lại chừng 100 thước. Giống như một đạo quang trụ chọc thẳng tận trời. Trong dòng xoáy cuồng bạo như vậy, không gian xung quanh gợn sóng rồi gấp khúc. Giờ phút này, một đạo thân ảnh màu trắng lần thứ hai xuất hiện trong mắt mọi người. Trong tay Phi Ưng Lăng Phong lúc này thủ ấn được ngưng kế, đột nhiên chân khí quanh thân bạo phát, trừ tốc độ của Lăng Phong ra, thực lực vũ tướng nhị trọng, thực lực này cũng tuyệt đối được coi là cường hãn, chỉ bằng vào tốc độ tiến vào vị trí thứ 7 trên long bảng, đương nhiên là không thể. Thôi Phong trưởng, một tiếng quát khẽ từ trong miệng Phi Ưng Lăng Phong truyền ra bên ngoài, năng lượng phong hệ chung quanh không gian lúc này đột nhiên bạo phát. Kình phong cường hãn trực tiếp xé rách không khí phát ra âm hưởng chói tai. Dòng xoáy trên không gian trực tiếp bị bao vây, giống như là đọng lại trong không gian vậy. Một mảnh kình phong cường hãn đầy rẫy, một đạo trưởng ấn bao phủ về phía Lục Lâm Thiên, dưới trưởng ấn, không gian như gấp khúc. Phi Ưng Lăng Phong không ngờ đã thi triển ra Thôi Phong Trưởng, đây chính là ái chủ bài của hắn nha. Ngươi không thấy thực lực Lục Lâm Thiên sao? Phi Ưng Lăng Phong không xuất toàn lực chỉ sợ không thể chiến thắng được Lục Lâm Thiên. Trong tiếng nghị luận của mọi người, cảm nhận được sự sắc bén của kình phong này, chân khí dưới chân Lục Lâm Thiên nhanh chóng lóe lên, mà thân hình của hắn cũng bằng một tốc độ quỷ dị nhanh chóng thối lui về phía sau, trong nháy mắt thủ ấn cũng được ngưng kết. Ngươi trốn không được đâu. Phi Ưng Lăng Phong chợt thét lên một tiếng, vòng xoáy trở nên bạo ngược, thân hình xẹt qua hư không giống như là một đạo thiểm điện mang theo trưởng ấn cường hãn đánh về phía Lục Lâm Thiên. Ai nói ta muốn trốn? Chân khí dưới chân chợt lóe, thân hình Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện ở trong võ đài. Ngay khi thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, kình phong trên trưởng ấn đã kéo tới, kinh khí sắc bén khiến cho không gian run lên nhẹ nhẹ, không gian trực tiếp gợn sóng. Mà lúc này Lục Lâm Thiên cũng nở nụ cười quỷ dị, thủ ấn trong tay đã sớm được kết thành, thủ ấn đột nhiên được đẩy đi. Bàn tay trong ống tay áo đột nhiên vươn ra, đồng thời một cỗ năng lượng thổ hệ khổng lồ trong không trung bạo phát mà tới, giống như thủ triều hội tụ vào trong trưởng ấn trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên. Uy thế trong nháy mắt mở rộng, một đạo trưởng ấn hoàng sắc mang theo những đạo tàn ảnh đánh về phía trước. Thiên thủ liệt cương ấn. Một tiếng hét lớn từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra. Chân khí kinh mạch dày rộng trong cơ thể lúc này không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt khi trưởng ấn được đánh ra đột nhiên những đạo tàn ảnh trưởng ấn hội tụ lại ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn. Lúc này Lục Lâm Thiên đang thi triển vũ kỹ hoàng cấp cao giai vô cùng thuận lợi, trong lúc thi triển cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Dưới ánh mắt của mọi người, hai đạo trưởng ấn ầm ầm đánh vào nhau, va chạm cùng một chỗ tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng trên địa long đỉnh. Phanh phanh. Một cỗ kình khí cuồng bạo ầm ầm khuếch tán trong không trung, kình phong cường hãn giống như một cơn bão thổi qua địa long đỉnh. Khục khục, kình khí chưa tấn đi thì một thân ảnh màu trắng trong nháy mắt lảo đảo lui về phía sau 10 bước. Sắc mặt tái nhợt, thân hình vô cùng chật vật, chính là Phi Ưng Lăng Phong. Lúc này trên y phục trắng toát như tuyết kia đã bám không ít bụi, y phục bị kình phong cường hãn cắt mấy vết. Khục, một thân ảnh màu vàng lảo đảo lui về phía sau 2 bước. Quanh người được bao phủ bởi một tầng lân giáp, chính là Lục Lâm Thiên đã bố trí thanh linh khải giáp. Chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, một kích của Phi Ưng Lăng Phong cực kỳ cường hãn, Lục Lâm Thiên dựa vào thanh linh khải giáp mới có thể chống lại một kích này. Lúc này lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng bị làm cho rung động,
may thay vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể áp chế được. Lục Lâm Thiên nhíu mày, giống như trong tưởng tượng của hắn, lúc này bằng vào tu vi vũ phách cửu trọng hắn hoàn toàn có thể chống lại vũ tướng nhị trọng. Lục Lâm Thiên, ta thua. Nhìn thân ảnh trước mặt tay áo Phi Ưng Lăng Phong run lên, nhẹ nhàng phẩy bụi trên người mình, dáng vẻ vô cùng tiêu sái. Hắn ngẩng đầu lên nói với Lục Lâm Thiên. Thực lực của ngươi trên ta, đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao đi nữa ngươi vẫn trên ta, chỉ là ngươi muốn thắng ta cũng không quá dễ dàng. Thế nhưng ta lại làm ngươi tiêu hao khá nhiều, tiện nghi cho tiểu tử Long Tam kia rồi. Phi Ưng không ngờ lại chịu thua. Mọi người lúc này vô cùng kinh ngạc, một màn vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy. Dưới một chiêu Phi Ưng Lăng Phong đã rơi xuống hạ phong, bị áp chế tuyệt đối. Không sai, ta muốn thắng ngươi cũng không dễ dàng. Lục Lâm Thiên mỉm cười, Phi Ưng Lăng Phong này nói không sai, hắn mỉm cười nói tiếp. Nhưng nếu như đánh nhau sinh tử mà nói, muốn thắng ngươi rất dễ. Nhìn Lục Lâm Thiên, Phi Ưng Lăng Phong không nói gì. Hắn cũng biết. Lục Lâm Thiên không phải là kẻ chỉ biết mạnh miệng, nếu không có thực lực kia hắn cũng không dám nói như vậy. Nghiêng người một cái, Phi Ưng Lăng Phong nói với Phách Đao Long Tam. Long Tam, ngươi còn không mau lên. Nói xong, thân ảnh Phi Ưng Lăng Phong trong nháy mắt rút lui, vô cùng tiêu sái rơi vào khán đài, cũng không vì thua trận mà tâm tình bị ảnh hưởng. Lăng Phong, tốc độ nhanh cũng không có bao nhiêu tác dụng, xem ta tới thu thập hắn. Phách Đao Long Tam lớn tiếng nói. Đồng thời thân ảnh tục khí rơi xuống trước người Lục Lâm Thiên, khí thế khuếch tán ra chung quanh khiến cho mặt đất dưới chân lập tức nứt ra tạo thành mạng nhện. Chân khí cường hãn tràn ra khiến cho không gian chắc quanh gợn sóng. Lục Lâm Thiên, để ta tới thử xem, nếu ngươi thua, sau này phải cách xa Lục Vô Song một chút. Phách Đao Long Tam nhìn Lục Lâm Thiên nói. Vậy nếu ngươi thua, thì phải để cho ta sai phái. Đến lúc đó, quả thực ta sẽ không nương tay nha. Lục Lâm Thiên nở nụ cười hắc hắc. Hừ, ngươi không có cơ hội đó đâu, ta không giống như Lăng Phong chỉ biết né tránh. Thanh âm trầm thấp của Phách Đao Long Tam vang lên, trong tay áo rộng thùng thình, lúc này bàn tay vươn ra nắm lấy thanh đại đao. Đại đao dài chừng 2 xích, sóng đao dày rộng, trên lưỡi đao tỏa ra hàn mang, một mảnh lưu quang như ẩn như hiện, thân đao có đồ án nhàn nhạt, vừa nhìn là biết không phải là vật phàm. Thật không, vậy ngươi có thể động thủ. Lục Lâm Thiên nói, thanh linh khải giáp trên người lúc này tỏa ra quang mang. Nếu nhìn kỹ không khó phát hiện ra không khí chung quanh thanh linh khải giáp lúc này gấp khúc. Hừ, vậy ta không khách khí nữa. Phách Đao Long Tam quát lên, chân khí bỗng nhiên từ trong cơ thể tuôn ra, khí tức bạo tăng. Trong lúc đó bàn chân đạp mặt đất chân khí thổ hệ tuôn ra, thân thể như một mũi tên rời cung bắn về phía trước. Trường đạo trong tay mang theo một mảnh đao mang xuyên qua không gian. Mơ hồ kéo theo một đám tàn ảnh, đao mang bắn ra kình phong sắc bén trong nháy mắt bổ về phía Lục Lâm Thiên. Công kích sắc bén như vậy, vị trí thứ 6 Long Bảng quả thực không phải chỉ có hư danh. Công kích thật sắc bén. Cảm nhận kình khí sắc bén trước mặt đang phá không mà tới, Lục Lâm Thiên khẽ nhíu mày, thân ảnh trong nháy mắt thối lui, đồng thời khóe miệng xuất hiện nụ cười. Tiểu tử, người trốn không thoát đâu, thử xem phách đao quyết của ta. Mắt thấy Lục Lâm Thiên nhanh chóng thối lui, Long Tam lập tức đuổi tới như hình với bóng. Thanh âm vừa dứt thì khí thế toàn thân đồng thời tăng lên, khí thế bàng bạc tỏa ra không trung, giống như một cơn lốc bao phủ không gian võ đài. Quang mang trên trường đao trong tay Phách Đao Long Tam đại thịnh, tạo ra tàn ảnh khắp bầu trời. Phách Đao Long Tam này không ngờ ngay chiêu thứ nhất đã thi triển ra Phách Đao Quyết, chẳng lẽ hắn muốn một chiêu đánh bại Lục Lâm Thiên sao? Đây chính là tuyệt kỹ thành danh của Phách Đao Long Tam, năm ngoái từng đấu cùng tuyệt kiếm Triệu Kình Thiên trên Địa Long Đỉnh, Phách Đao Long Tam chỉ dùng một chiêu này thiếu chút nữa đánh bại Triệu Kình Thiên, chỉ thua có một chút mà thôi. Lục Lâm Thiên lần này thảm rồi, Phách Đao Long Tam không ngờ lại thi triển ra tuyệt kỹ này ngay chiêu thứ nhất. Có lẽ hắn sợ tốc độ vô cùng nhanh chóng của Lục Lâm Thiên cho nên muốn một chiêu đánh bại Lục Lâm Thiên. Lúc này mọi người đều vô cùng kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới ngay chiêu đầu tiên Phách Đao Long Tam đã thi triển ra tuyệt kỹ của mình, nếu như trở tay không kịp thì có lẽ sẽ n mạng xảy ra, lúc này cả đám đều lo lắng thay cho Lục Lâm Thiên. Long Tam này quá vô sỉ, chiêu thứ nhất đã dùng toàn lực. Vân Hồng Lăng trên đài lúc này trừng mắt, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên giữa đài có chút lo lắng. Không cần lo lắng, thực lực Long Tam tuy rằng không tồi,
thế nhưng còn chưa đủ để khiến cho Lâm Thiên bị thương. Thúy Ngọc lạnh nhạt nói, nàng rất rõ thực lực của Lục Lâm Thiên, cho nên không có chút lo lắng nào. Nếu như Lục Lâm Thiên thi triển toàn lực, Long Tam này cơ bản không có một cơ hội nào. Trong sát na này, trường đao trong tay phách đao Long Tam liên tiếp tạo ra từng đạo mang cuồng bạo giống như phô thiên cái địa bạo phát ra. Mỗi một đạo đao mang giống như thực chất xé rách không gian trực tiếp khiến cho không gian gợn sóng. Trong chớp mắt, đao mang mang theo khí tức sắc bén bao quanh không gian trước người Lục Lâm Thiên, trong nháy mắt bổ về phía Lục Lâm Thiên. Mặc kệ, thi triển vũ khí hoàng cấp cao giai vậy. Dưới đao mang sắc bén ập xuống, khóe miệng Lục Lâm Thiên mỉm cười lẩm bẩm nói. Nói xong thủ ấn được đẩy đi. Đại địa cương thuẫn. Lục Lâm Thiên quát khẽ một tiếng, bàn tay vung lên. Trước người đột nhiên xuất hiện một hộ thuẫn màu vàng chắn trước người. Mà đao mang phô thiên cái địa kia trong nháy mắt đánh vào bề mặt hộ thuẫn. Phanh 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 phanh. Tiếng kim loại bị cắt trong nháy mắt vang lên, đao mang kéo theo lực lượng cuồng bạo không gì sánh được đánh vào hộ thuẫn. Hộ thuẫn màu vàng tuy rằng cực kỳ cường hãn, thế nhưng dưới công kích sắc bén của đao mang ngập trời này trong nháy mắt bị bổ ra một cái khe. Phá! Phách đao Long Tam hét lớn một tiếng. Đao mang khắp bầu trời đột nhiên thu lại, đồng thời vô số đao mang giống như lưu quang hội tụ, dưới quang mang chói mắt hóa thành một đạo đao mang sắc bén như hóa thành thực chất chừng vài trăm thước, khí thế vô biên. Lúc này khí thế trên người phách đao Long Tam đã đạt tới đỉnh, hắn giơ tay lên, đao mang cuồng bạo mang theo lực lượng cường hãn xé rách không gian bổ vào trên hộ thuẫn kia. Nhìn một đao này, chiến đao khuất đao tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong cũng không khỏi ngưng trọng. Tất cả chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Lập tức một tiếng nổ vang truyền ra. Phanh! Hộ thuẫn to lớn bị bổ ra, dưới lực lượng cuồng bạo kình phong khuếch tán ra chung quanh. Suy! Ngay lúc này, một thanh âm nghiền nát rất nhỏ từ trên hộ thuẫn truyền ra, một thân ảnh màu vàng cũng trong nháy mắt lao ra, thân ảnh lao tới đâu, kình phong sắc bén đi tới đó. Không tốt! Nhìn thân ảnh màu vàng lao ra kia, phách đao Long Tam bỗng nhiên ngẩn ra, thế nhưng lúc này tất cả sự việc đều xảy ra quá nhanh. Thân ảnh kia đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn, trong nháy mắt đi tới vị trí cách hắn chưa tới 10 thước. Long Tam, cẩn thận! Hỏa viêm bạo, phong quyển tàn vân. Thanh âm vừa dứt, toàn bộ không gian đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức khiến cho mọi người hoảng hốt, một thân ảnh được bao phủ trong tầng lân phiến hiện lên trong bầu trời. Lúc này tay phải Lục Lâm Thiên có một hỏa cầu trong nháy mắt xuất hiện, mà tay trái của hắn có một cỗ khí lưu cuồng bạo đang nhanh chóng xoay tròn. Hỏa cầu nhanh chóng bành trướng, nhiệt độ trong không gian đột nhiên được kéo lên, khí tức cường hãn lập tức bao phủ không gian. Trong lúc đó, cỗ khí lưu kia không ngừng rít gào, mặt đất phía dưới võ đài bắt đầu nứt nẻ, khí tức cuồng bạo như phô thiên cái địa tràn ra. Trong lúc đó, hai đạo công kích thuộc tính khác nhau đồng thời bao phủ về phía phách đao Long Tam. Sắc mặt phách đao Long Tam trong nháy mắt đại biến, thân ảnh nhanh chóng thối lui, quanh thân trong nháy mắt được bao phủ trong dòng xoáy màu vàng. Trong dòng xoáy này có một đoàn khí lưu như nham thạch bao phủ, không khó để có thể nhìn ra đây là vũ khí phòng ngự. Từ khi lão ảnh xuất hiện, sau lưng hắn gió nổi mây phun, trên trăm đạo thân ảnh hàng lâm, trên trăm khí tức hiện thế sinh ra khí cơ khủng bố, trong đó có ba khí tức cực kỳ cường đại. Một khí tức thú tộc mở ảo áp bách hư không, khí tức huyết mạch thú tộc bùng nổ dữ dội, cũng chỉ có Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn tộc mới có thể miễn cưỡng lực áp nó một tia. Lực áp mà không phải áp chế, những thú tộc này chỉ sợ cũng không phải Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn tộc có thể áp chế. Trên trăm cường giả khủng bố xuất hiện, Bát Nguyên Hóa Hồng và Cửu Nguyên Hóa Hồng cũng không ít. Lão ảnh lúc này đi tới trước mặt đám người Hư Thiên Thánh Cô, nói. Bái kiến đại sư tỷ, nhị sư tỷ, chư vị sư huynh sư tỷ. Mỹ nữ mặc váy dài màu tím, tư thái hoàn mỹ cẩn thận đánh giá lão ảnh một hồi, sau đó nhẹ nhàng cười cười, nói. Lão Bát, sao ngươi còn biến thành bộ dáng này, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc của ngươi lúc nào lại thành như thế, nhanh khôi phục lại hình dáng cũ đi, ta nhìn thế này không quen. Lão ảnh nghe vậy, mỉm cười, hào quang màu trắng xuất hiện, hắn lập tức hóa thành nam tử trung niên tuấn lãng, làn da trắng nõn, gương mặt góc cạnh như đao gọt, chỉ sợ ngàn vạn thiếu nữ sẽ tim đập rộn ràng, đôi mắt đen tỏa sáng, nhìn mỹ nữ tuyệt thế, nói. Lão thất, như vậy được chưa? Đúng vậy, như vậy mới dễ nhìn. Mỹ nữ tuyệt thế mỉm cười, cười nói thản nhiên, sau đó ánh mắt nhìn hơn trăm người sau lưng lão Bát,
ánh mắt chấn động, nói. Tất cả mọi người đã đến rồi. Vừa dứt lời, Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Ma Phủ Đạo Tổ, Đạm Niệm, Hoàng Phủ Minh Long đều nhìn cường giả sau lưng lão bát. Đều đến, chờ đợi ngày này đã thật lâu. Lão ảnh nhẹ giọng hỏi, vừa dứt lời hắn vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên đang khiếp sợ, nói. Thật bất ngờ sao? Như thế nào? Giờ phút này Lục Lâm Thiên khiếp sợ không nhỏ, nhưng trong trăm người sau lưng lão bát có hai người làm Lục Lâm Thiên không thể không kinh ngạc. Một người chứng 40, mặc áo bào đen, ngũ quan đoan chính, cảm giác lăng lệ bùng nổ nhưng không thiếu nhu hòa, hai mắt như hố sâu không đáy. Một người khác hai tay thật dài rủ xuống đầu gối, mặc áo bào màu vàng, thân thể cao ngất và tỏa ra khí chất lăng lệ, lại mang cho người ta cảm giác nặng nề, đặc biệt là hai mắt sâu lắng làm người ta không dám nhìn thẳng. Hai người này chính là Hắc Vũ cùng Kim Huyền, sau khi đi ra bên ngoài liền không rõ tung tích, ám đường bây giờ còn đang tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức gì, giờ phút này cũng xuất hiện ở đây. Hô! Nghe lão ảnh nói, Lục Lâm Thiên mới thu hồi ánh mắt nhìn Hắc Vũ cùng Kim Huyền, hít sâu một hơi, cũng nhận ra thân phận của bọn họ, nói. Người nói bất ngờ là thế này sao? Bất ngờ là bình thường. Ánh mắt lão ảnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, sau đó nói. Đại sư tỷ, Tam sư huynh, Lục sư huynh ngươi có lẽ đều biết, còn lại ta giới thiệu cho ngươi biết một chút, nhị sư tỷ cung chủ Thiên Linh Cung, Nhược Linh Thánh Nữ, tứ sư huynh người sáng lập Phi Thiên Đại Đạo Ma Phủ Đạo Tổ, bà Thiên La, ngũ sư huynh các chủ Thiên Địa Các Kiền Khôn Thiên Tôn, Đạm Niệm, ngươi lúc trước đã gặp được, còn có thất sư tỷ Tử Vi Thần Nữ. Bái kiến nhị sư tỷ, ngũ sư huynh, thất sư tỷ. Khi lão ảnh giới thiệu, Lục Lâm Thiên thi lễ với mọi người. Tám vị sư huynh sư tỷ hôm nay tề tụ, Lục Lâm Thiên không cách nào che giấu khiếp sợ trong lòng, sư phó Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên là phong hoa tuyệt đại cỡ nào, bất luận đệ tử gì cũng là tồn tại khủng bố trong thiên địa. Tám vị sư huynh sư tỷ hôm nay tề tụ nơi đây, Lục Lâm Thiên hiện tại không cách nào che giấu khiếp sợ của mình, sư phó Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên phong hoa tuyệt địa cỡ nào, bất luận đệ tử nào cũng là tồn tại đỉnh cấp. Không cần đa lễ, tuy chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, nhưng mà chuyện của ngươi ta biết cả, không có làm mất mặt sư tôn, tốt lắm. Tử Vi Thần Nữ cười cười. Ta lại giới thiệu cho ngươi biết một chút. Lão ảnh tiếp tục giới thiệu ba cường giả đi đầu sau lưng hắn với Lục Lâm Thiên, nói với Lục Lâm Thiên. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc Nhược Trọc Ảnh Cô, cũng là sư phụ Lục Âm, tỷ tỷ của ta. Khi lão ảnh dứt lời, Lục Lâm Thiên hành lễ với Nhược Trọc Ảnh Cô, thân ảnh già nua mắt sáng như sao. Thân ảnh nhìn như già nua nhưng gương mặt lại cực kỳ trẻ tuổi mỹ mạo, gương mặt trắng không có nếp nhăn nào, người này mặc váy dài tuyết trắng, khí chất hồn nhiên thiên thành. Lục Lâm Thiên vẫn nghe qua sư phụ của Lục Âm, đó chính là tồn tại xưa nhất, bối phận cao nhất trong Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, cũng không biết đã sống bao nhiêu vạn năm, nhưng lại không nghĩ tới lại là tỷ tỷ của lão ảnh, từ khí chất hắn quan sát được, tuyệt đối là cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong. Lão ảnh tiếp tục giới thiệu hai lão giả khác với Lục Lâm Thiên, nói. Còn có cửu thiên côn bằng nhất tộc Vân Bằng Hồng Tôn, cửu diễm kim xí đại bằng nhất tộc Kim Bằng Hồng Tôn. Cửu vĩ thiên hồ, cửu thiên côn bằng, cửu diễm kim xí đại bằng ba tộc vẫn đi theo tùy tùng sư phụ, cho nên ba vị này có thể xưng là sư huynh sư tỷ của ngươi. Lục Lâm Thiên nghe xong liền hành lễ với hai lão giả, một mặc hắc bào rộng thùng thình, tóc dài phiêu giật, một người khác mặc áo dài màu vàng nhạt. Thêu lên không ít hoa văn hỏa diễm như hóa thành thực chất, khí tức nóng bỏng lăng lệ, khí tức của hai người này không dưới sư phụ Lục Âm, đều là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong. Hiện tại Lục Lâm Thiên mới biết được lai lịch chính thức của cửu thiên côn bằng nhất tộc, còn có lai lịch bản thể Kim Huyền, ba thú tộc này bất phàm, thì ra đều là tùy tùng đi theo sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Đối mặt Lục Lâm Thiên hành lễ, Nhược Trọc Ảnh Cô, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn ba người không dám nhận. Thậm chí trong mắt còn mang theo cung kính. Trong đám người, Hắc Vũ và Kim Huyền cũng âm thầm gật đầu đồng ý với Lục Lâm Thiên, lúc này cũng không phải nói chuyện phiếm. Trong hư không gió nổi mây phun, nói rất dài dòng, trên thực tế rất nhiều cường giả hàng lâm nơi này, rất nhiều người trong Chí Tôn Điện ánh mắt biến hóa bất định. Nhược Trọc Ảnh Cô, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn ba người cũng tới. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, Cửu Thiên Côn Bằng nhất tộc, Cửu Diễm Kim Xí Đại Bằng nhất tộc đều phái tinh nhuệ ra hết. Người chung quanh không ngừng rung động bàn luận về Nhược Trọc Ảnh Cô, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn và ba thú tộc,
đối với cường giả thế hệ trước, bọn họ không thể không biết nhược trọng ảnh cô cùng Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn ba cường giả khủng bố này. Ba đại thúc tộc trong thiên địa vẫn không nhúng tay vào phân tranh nào, nhưng không người nào dám trêu chọc, huyết mạch đủ đánh đồng vói thú tộc đỉnh phong của thế giới thần thú, Phượng Hoàng nhất tộc mạnh mẽ trong thú tộc cũng không thể sánh bằng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đồng thời thi triển hai loại vũ kỹ thuộc tính khác nhau, cũng tương đương với bị hai người vây công a. Sắc mặt đại hộ pháp biến đổi nhìn về phía võ đài. Phanh phanh. Lúc này hỏa cầu không ngừng bành trướng, không gian trực tiếp bị xé rách tạo thành một đường vòng cung nóng bỏng, một cỗ uy áp kinh khủng mà nóng bỏng, bài sơn hải đảo khuếch tán ra. Kinh khí nóng bỏng đáng sợ này lập tức đánh vào tầng vũ kỹ phòng ngự của Phách Đao Long Tam. Hỏa diễm nóng bỏng vô cùng trên bầu trời ập xuống, dưới nhiệt độ đáng sợ, bằng mắt thường có thể thấy được tầng vũ kỹ phòng ngự của Phách Đao Long Tam bắt đầu nứt nẻ. Lúc này, một đạo lực lượng lớn chút xuống giống như là một cơn lốc mang theo vô số phong nhận tàn sát bữa bãi, trong nháy mắt bao phủ Phách Đao Long Tam bên trong. Một cơn lốc nhanh chóng khuếch tán, dưới kinh khí kinh khủng bao phủ toàn bộ võ đài. Ánh mắt phía dưới chăm chú nhìn về phía võ đài, một màn này khiến cho mọi người không ngừng sợ hãi than, Phi Ưng Lăng Phong nhìn thấy một màn này cũng không khỏi âm thầm hít sâu một hơi. Phanh! Một thân ảnh từ trong kình khí cuồng bạo bị đánh bay ra ngoài hơn 10 thước. Trường đao trong tay cắm vào mắt đất trên võ đài, lực lượng cuồng bạo khiến cho trường đao phải cắm vào mặt đất tạo thành một cái rãnh mấy chục thước mới có thể đứng vững thân thể. Thân thể chật vật của Phách Đao Long Tam xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn đang vô cùng chật vật, sắc mặt trắng bệch, y phục trên người non nửa đã bị hỏa diễm đốt cháy thành màu đen, đầu tóc mất trật tự, khóe miệng tràn ra máu tươi. Siêu! Lúc kình phong tiêu tán trong không gian, thân ảnh Lục Lâm Thiên lúc này mới xuất hiện, dưới tầng áo giáp bằng lân phiến tỏa ra quang mang màu vàng, toàn thân không có một chút tổn hại nào. Rốt cuộc là vũ kỹ phòng ngự gì? Trên khán đài, đại hộ pháp nhìn về phía Lục Lâm Thiên, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Vũ kỹ phòng ngự của Lục Lâm Thiên hắn vẫn không thể nhìn thấy, lực phòng ngự cũng khiến cho ngay cả hắn cũng phải sợ hãi than. Phách Đao Long Tam thua rồi. Dưới tình huống dùng toàn lực, Phách Đao Long Tam chỉ cần một chiêu đã thua, Lục Lâm Thiên này quả thực quá kinh khủng. Trong các đệ tử vây xem lúc này truyền đến tiếng than sợ hãi. Lục Lâm Thiên, ta thua. Nhìn Lục Lâm Thiên, Phách Đao Long Tam giơ tay lau vết máu nơi khóe miệng nói. Ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên lúc này vô cùng kinh ngạc. Hắn không hiểu vì sao, một kích toàn lực của hắn vốn sẽ đánh bại Lục Lâm Thiên, thế nhưng thật không ngờ một chiêu của đối phương hắn cũng không tiếp được. Ngươi rất mạnh, nếu không phải vũ kỹ phòng ngự của ta có chút hơn người, ta muốn thắng ngươi cũng không dễ dàng như vậy. Lục Lâm Thiên nói, có thể thắng được Long Tam này đều là do công lao của Thanh Linh Khải Giáp, nếu không phải có lực phòng ngự cường hãn của nó hắn cũng không dám xuất thủ như vậy. Thắng là thắng, ngươi cũng không cần giữ mặt mũi cho ta. Sau này Phách Đao Long Tam ta tùy ý để ngươi sai khiến, ta nói chuyện cực kỳ giữ lời. Phách Đao Long Tam cắn răng nói. Nói quá lời rồi, sai khiến thì không dám. Ngươi thua, dưới chân núi có một tiểu điếm trong đó có chút rượu nhạt uống cũng không tệ lắm, hôm nay ngươi mời ta uống rượu là được. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, đặt cược hoàn toàn là vui đùa mà thôi. Nếu như hắn thực sự sai bảo Phách Đao Long Tam này sẽ không biết đắc tội với bao nhiêu người, người thứ nhất chính là sư phụ của Phách Đao Long Tam. Được, chiều hôm nay không say không về. Long Tam ta ban đầu nhìn ngươi kiêu ngạo có chút không vừa mắt, hiện tại ngươi cũng khiến ta cảm thấy thuận mắt. So với tên Lăng Phong thối kia còn thuận mắt hơn. Phách Đao Long Tam nhìn Lục Lâm Thiên nói. Long Tam ta quyết định rồi, ngươi là bằng hữu của ta, sau này nếu có việc gì cần giúp. Không nói những lời vô ích như lên núi đao xuống biển lửa, thế nhưng ta có thể cùng liều mạng với ngươi. Long Tam, ta có trêu chọc đến ngươi sao? Sao lại đổ lên đầu ta? Chưa thấy ai thua còn hài lòng như ngươi. Phi Ưng Lăng Phong lớn tiếng nói. Hắc hắc, Lục Lâm Thiên vuốt mũi cười hắc hắc, loại hán tử như Phách Đao Long Tam này quả thực xứng đáng làm bằng hữu của hắn, đáng để kết giao. Long Tam, ngươi lùi xuống đi, uống rượu cũng chừa cho ta một phần. Thế nhưng phải chờ ta động thủ xong đã. Thanh âm vừa dứt, một thân ảnh màu trắng rơi xuống bên người Phách Đao Long Tam. Khi đáp xuống đất không khiến cho hạt bụi nào bay lên, thế nhưng uy áp trong nháy mắt bắt đầu khuếch tán ra toàn bộ võ đài, khiến cho không gian dường như muốn động lại.
Chiến đao khuất đao tuyệt rốt cuộc cũng sắp xuất thủ. Đám người vây xem chung quanh lúc này lặng ngắt như tờ. Tốt, vậy giao cho ngươi, ta nghĩ cũng chỉ có ngươi mới có thể đối phó với hắn. Phách đao Long Tam nói với khuất đao tuyệt một tiếng rồi lập tức thả người đáp xuống bên cạnh Phi Ưng Lăng Phong. Vốn ta tưởng rằng phải chờ vài năm sau, ngươi mới có đủ tư cách giao thủ cùng ta. Thế nhưng hiện tại quả thực ngươi khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Chiến đao khuất đao tuyệt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ta cũng đã sớm muốn đánh cùng ngươi một trận, hiện giờ rốt cuộc cũng có cơ hội. Lục Lâm Thiên nhìn khuất đao tuyệt trước mặt, chiến ý bạo tăng. Trước mặt đối thủ trước đây trong mắt Lục Lâm Thiên đều là sát ý, sát khí, hàn ý. Mà hiện giờ là chiến ý nóng bỏng bắn ra. Trong khoảnh khắc chiến ý của hai người đều bạo tăng, trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng vô cùng chờ mong, bằng vào thực lực Vũ Phách cửu trọng của hắn, có thể dưới tình huống bình thường chống lại được chiến đao khuất đao tuyệt có thực lực Vũ Tướng tam trọng hay không. Trận này, Lục Lâm Thiên còn có thể thắng sao? Người hắn đối mặt chính là chiến đao khuất đao tuyệt đấy. Nhưng ánh mắt đều đổ dồn vào giữa sân, cái tên chiến đao khuất đao tuyệt trong đám đệ tử thân truyền không ai không biết, đứng ở vị trí thứ ba không ai có thể lay động. Trong mật địa lần thứ hai đột phá tới Vũ Tướng tam trọng, không ít người đều không ngừng suy đoán trong lòng, thực lực của chiến đao khuất đao tuyệt có thể đánh bại được Hàn Phong, thậm chí là Triệu Kình Hải. Dù sao lúc ở Vũ Tướng nhị trọng, thực lực chiến đao khuất đao tuyệt đã không kém bao nhiêu so với Hàn Phong cùng Triệu Kình Hải. Mà Lục Lâm Thiên, sau khi tiến vào Vân Dương Tông vẫn là một nhân vật phong vân, trên địa Long Đỉnh chưa bao giờ bại. Vừa rồi lại liên tục đánh bại Phi Ưng Lăng Phong, Phách Đao Long Tam, hai đại cường giả, càng khiến cho danh tiếng hắn nổi lên. Thế nên lúc này cũng không có chuyện gì có thể so với trận đấu hấp dẫn của hai người này. Hai người trong sân không có bất kỳ một động tác nào, bốn mắt nhìn nhau bắn ra chiến ý cuồn cuộn, một cỗ khí thế hùng hồn từ trong cơ thể chậm rãi tràn ra khiến cho một ít đệ tử có tu vi thấp có cảm giác hô hấp khó khăn. Đại hộ pháp, người nghĩ Lục Lâm Thiên và khuất đao tuyệt, ai sẽ chiến thắng? Trong khí tức vô cùng áp lực này, một hộ pháp không nhịn được mà hỏi. Hai người này đều là người trong vạn người chọn một, cả hai đều là cường giả tuyệt đối trong đám đồng lứa, thành tựu vô lượng, hiện tại ngay cả ta cũng khó có thể nhìn ra là ai sẽ giành chiến thắng. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, coi như là Lục Lâm Thiên thua, từ tuổi tác và thiên phú mà xem, có thể nói đã thắng khuất đao tuyệt một bậc. Đại hộ pháp do dự một chút rồi nói. Thúy Ngọc, người thấy thế nào? Nghe thấy đại hộ pháp nói vậy, Vân Hồng Lăng hỏi Thúy Ngọc ở bên cạnh. Lục Lâm Thiên nếu như không lưu thủ, thì khuất đao tuyệt này sẽ bại, hơn nữa còn bại rất thảm. Thúy Ngọc nói, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên tự tin tuyệt đối. Linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ, loại thực lực này, khuất đao tuyệt cho dù mạnh, thế nhưng cũng không thể chống lại. Mấy người hộ pháp bên cạnh nghe Thúy Ngọc nói vậy cũng có chút nghi hoặc. Lúc này hai người dưới đài bốn mắt nhìn nhau, mặt đất phía dưới hai người không biết từ khi nào xuất hiện vô số vết nứt nẻ. Bắt đầu lấy một tốc độ thần tốc lan tràn về phía trước. Khí thế quanh thân hai người vô cùng bá đạo khiến cho không ít đệ tử đứng xem khẽ run lên. Ngay khi vết rạn nứt phía dưới chân hai người lan tràn tiếp xúc với nhau, trong lúc đó đột nhiên trên mặt đất có hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, trong trống rỗng, một tiếng vang vọng đột nhiên hiện lên. Phanh! Tiếng bạo liệt như bom quanh quẩn trên địa Long Đỉnh, giữa hai người lúc này đột nhiên đá vụn trên mặt đất trong nháy mắt tung bay. Lực lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Siêu siêu. Ngay trong sát na này, hai đạo thân ảnh không lui về phía sau mà ngược lại đồng thời nhảy lên, chân khí bạo phát, hai đạo thân ảnh dưới kình khí cuồng bạo phóng lên cao giao thủ cùng nhau. Từng đạo trưởng ấn được đánh ra, tiếng nổ vang lên liên tục, hai người sau khi đối trưởng thân thể từ giữa không trung đáp xuống. Chân khí cường hãn lan tràn ở trên không trung bắt đầu khởi động rồi khuếch tán. Giống như song lớn đang cuộn sóng khiến cho không gian gợn sóng khuếch tán về bốn phía. Phanh! Trong tay chiến đao khuất đao tuyệt đột nhiên hiện lên một thanh trường đao, đây là một thanh chiến đao, dài chừng một thước mang theo vẻ óng ánh, giống như hoàng kim chế tạo thành. Dài một thước, thân đao lưu loát, sống đao dày rộng, lưỡi đao tỏa ra hàn mang. Chiến đao dựng đứng trên mặt đất, khiến cho mặt đất lập tức xuất hiện vết nứt lan tràn ra bốn phía. Đao tốt! Lục Lâm Thiên nhìn vào chiến đao của khuất đao tuyệt, cây đao này so với đại đao của phách đao Long Tam còn tốt hơn không ít, xem ra ít nhất cũng phải do cường giả linh xuất luyện chế. Lục Lâm Thiên,
chiến đao của ta xuất ra muốn thu tay lại rất khó, ngươi phải cẩn thận. Nói xong, đồng thời thân ảnh chiến đao khuất đao tuyệt nhảy lên, trường đao kia vung lên khiến cho không gian trước mặt gợn sóng. Giờ phút này, khí thế của chiến đao khuất đao tuyệt đã lên tới đỉnh điểm. Trong nháy mắt đó, đao mang nhanh chóng cắt ngang không gian mang theo chân khí thổ hệ cuồng bạo khuếch tán. Thân ảnh của khuất đao tuyệt cũng xuất hiện trong tầm mắt của Lục Lâm Thiên, trên đao mang mang theo uy thế cực hạn. Đến đây đi, để ta nhìn xem thực lực vị trí thứ ba trên long bảng rốt cuộc mạnh như thế nào. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, chân khí dưới chân chấp động, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Chiến đao thức thứ nhất lạc địa đao. Chiến đao thức thứ hai, tuyệt diệu ảnh đao. Chiến đao thức thứ ba, thiên la địa võng đao. Chấm chấm. Từng tiếng quát của chiến đao khuất đao tuyệt truyền ra, dưới đao mang lúc này không gian giống như bị xé mở, trên võ đài lúc này chỉ có đao mang lóe lên lưu quang. Thiên thủ liệt cương ấn. Phong quyển tàn vân. Hỏa viêm bạo. Chấm. Trong lúc này, một tiếng quát nhẹ của Lục Lâm Thiên vang lên, thân ảnh màu vàng xuyên qua đao mang, trong khí tức cuồng bạo lúc này vang lên âm thanh bạo liệt không dứt. Thực lực thật mạnh mẽ. Mọi người đều há hốc mồm, thực lực như vậy cách bọn họ quá xa, cản bản không cùng một trình tự. Đệ tử trong sân có thể tham dự loại chiến đấu này tuyệt đối không có nổi mấy người. Chiến đao thức thứ tư, đại địa lưu đao. Đại địa cương thuẫn. Chấm chấm. Phanh phanh phanh. Dưới tiếng bạo liệt vô cùng lớn, kinh khí nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh tới một phạm vi nhất định rồi mới tiêu tán trong không trung. Thân ảnh hai người nhanh như thiểm điện giao thủ với nhau, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng cuồng bạo va chạm vào cùng một chỗ. Chỉ có một số ít bộ phận người ở đây mới có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh đang giao thủ giữa đài, năng lượng kinh khủng tràn ngập chung quanh, toàn bộ võ đài lúc này giống như đang nghiêng ngả, tùy thời bị cuốn lên. Lực công kích của hai người va chạm với nhau, vô số quang mang bắn ra, từng đạo năng lượng nổ vang trong không trung rồi nhanh chóng tiêu tán. Phanh phanh, khí tức kinh khủng cuồng bạo phóng lên cao, cuối cùng tạo lên tiếng bạo liệt. Hai đạo thân ảnh lúc này đều lảo đảo lui lại, trên hai đạo thân ảnh lúc này quang mang đã có chút lờ mờ, sắc mặt tái nhợt. Thân ảnh hai người đứng thẳng, trong không trung, kinh khí cuồng bạo lúc này đang chậm rãi tiêu tán. Siêu siêu, chân khí quanh thân Lục Lâm Thiên lúc này bắt đầu cuồng bạo, thủ ấn nhanh chóng tạo thành từng đường vòng cung huyền ảo. Toàn thân lập tức được bao phủ bởi một mảnh quang mang chói mắt. Theo những thủ ấn huyền ảo này đánh ra, trước người Lục Lâm Thiên lập tức được bao phủ bởi một vòng quang mang kỳ dị, khí tức trên người lúc này cũng phát ra một loại biến hóa quỷ dị, khí tức kinh khủng từ trên người hắn tràn ra, gần trở nên cuồng bạo. Nhìn khí tức quanh người Lục Lâm Thiên đang biến hóa lúc này, sắc mặt khuất đao tuyệt có chút biến hóa. Trước người Lục Lâm Thiên, trong nháy mắt được thất sắc quang mang thay thế. Năng lượng kinh khủng phát ra bắt đầu khiến cho không gian gấp khúc. Được rồi, ta thua. Lúc này thanh âm nhàn nhạt của chiến đao khuất đao tuyệt đột nhiên từ miệng hắn vang lên. Nghe thấy thanh âm này toàn bộ địa long đỉnh lúc này vô cùng tĩnh lặng, mọi người đều nhìn kỹ về phía chiến đao khuất đao tuyệt. Siêu. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được thu lại, năng lượng kinh khủng bắt đầu hội tụ kinh từ từ tiến vào trong cơ thể, nhìn khuất đao tuyệt trước mặt, Lục Lâm Thiên mở miệng nói. Ngươi còn chưa thua mà, ngươi vẫn luôn áp chế ta. Đạo công kích này của ngươi, trực giác nói cho ta biết, nếu như kế tiếp phải đón nhận đạo công kích này chí ít ta cũng phải bị thương nặng cho nên ta trực tiếp nhận thua. Chiến đao khuất đao tuyệt bình tĩnh nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười không nói gì, thực lực của mình nếu như không thể hiện hết cũng chỉ miễn cưỡng chống lại khuất đao tuyệt, không xuất ra con bài chưa lật căn bản không thể thắng được hắn. Mà đối với thực lực của mình Lục Lâm Thiên cũng có lý giải nhất định. Dưới tình huống bình thường có thể chống lại vũ tướng tam trọng. Nghe chiến đao khuất đao tuyệt nói vậy, những đệ tử phía dưới không khỏi hít sâu một hơi. Lúc trước mọi người đều nhìn thấy chiến đao khuất đao tuyệt vẫn còn chiếm chút thượng phong, thế nhưng thật không ngờ chiến đao khuất đao tuyệt lại trực tiếp nhận thua, tính khí của khuất đao tuyệt này tuyệt đối không phải là một người dễ dàng nhận thua tới như vậy. Vũ kỹ vừa rồi tiểu tặc thi triển quá kinh khủng, chiến đao khuất đao tuyệt nhận thua là cử chỉ sáng suốt. Không nghĩ tới thực lực của tiểu tặc đã tới một bước này rồi. Vân Hồng Lăng nói, nhìn vào vũ kỹ vừa rồi Lục Lâm Thiên thi triển ra, nàng lại nhớ tới lần trước ở Sơn Mạch Vụ Đô Lục Lâm Thiên từng dùng vũ kỹ quỷ dị này khiến nàng bị thương không nhẹ. Không nghĩ tới chiến đao khuất đao tuyệt lại chịu thua, Lục Lâm Thiên này quả thực chưa từng chiến bại trận nào.
Mấy người hộ pháp sau khi nhìn nhau đều vô cùng kinh ngạc, nếu như chính thức khiêu chiến thì bài danh trên long bảng lúc này đã biến hóa 3 lần rồi. Chúng ta đi uống rượu. Nhìn Lục Lâm Thiên, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt nói. Ha ha, tốt, Long Tam, Lăng Phong, chúng ta đi. Lục Lâm Thiên cười lớn một tiếng, tâm niệm khẽ động, tâm thần lúc này đã thông chi cho Thiên Sĩ Tuyết Sư trên bầu trời. Ha ha, ngay cả Khuất Đao Tuyệt cũng thua, hôm nay ta thua cũng không oan, uống rượu. Phi Ưng Lăng Phong cười lớn, lập tức nhảy lên lưng yêu thú phi hành tọa kỵ tứ giai của hắn trên bầu trời. Siêu siêu, 4 đầu yêu thú phi hành xoay quanh bầu trời, mà Thiên Sĩ Tuyết Sư tuyệt đối là đầu yêu thú gây chú ý nhất, 4 đạo thân ảnh đều thả người lên tọa kỵ của mình. Lão đại, chờ đệ một chút, đệ cũng muốn đi. Tiểu Long vừa nói xong, thân ảnh hóa thành lưu quang từ trên vai Thúy Ngọc bắn lên không trung. Giống, nhìn thấy chủ nhân thắng lợi, Thiên Sĩ Tuyết Sư cực kỳ hưng phấn khẽ giống lên một tiếng. 2 cánh khẽ vỗ một cái, trong nháy mắt rời đi. Tọa kỵ của 3 người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo. Tiểu tặc uống rượu cũng không gọi ta, đáng trách, ta cũng muốn đi. Vân Hồng Lăng nhìn lên bầu trời khẽ gắt một tiếng, cũng lập tức gọi ra thiểm điện phi báo của mình. Thúy Ngọc tỷ, chúng ta cùng đi. Tay lôi kéo Thúy Ngọc, 2 đạo thân ảnh tuyệt mỹ nhanh chóng rơi vào trên lưng thiểm điện phi báo, rồi lập tức biến mất trên địa long đỉnh. Nhìn 6 người rời đi, các đệ tử lúc này vẫn còn tán thán. Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt sao lại thua được, hắn vẫn đang chiếm thế thượng phong mà, lẽ nào hắn cố ý thua Lục Lâm Thiên? Hừ, bằng vào chút thực lực này của ngươi cũng có thể nhìn ra được sao? Lúc cuối cùng Lục Lâm Thiên thi triển tuyệt chiêu vô cùng kinh khủng, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt biết mình sẽ thua cho nên mới chịu thua. Thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại đã là vị trí thứ 3 trên long bảng rồi. Một chiêu đánh bại Phi Ưng Lăng Phong cùng Phách Đao Long Tam, lại khiến cho Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt chịu thua. Loại thực lực này quá mức mạnh mẽ. Trong tiếng nghị luận không ngừng, các đệ tử nhìn vào võ đài hỗn động kia trong lòng vô cùng khiếp sợ. Cái tên Lục Lâm Thiên lúc này đã chôn sâu vào trong lòng bọn họ, vốn còn có một bộ phận cực nhỏ người đến xem Lục Lâm Thiên bị thua, lúc này cũng chỉ có thể sợ hãi than mà thôi. Kết quả của 3 trận đấu này trong nháy mắt truyền khắp Vân Dương Tông, không ít chúng trưởng lão và hộ pháp cũng nhận được tin tức, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Dưới chân núi Vân Dương Tông, trong khu vực đệ tử mới, bên ngoài một gian tửu điếm lúc này có hơn 1.000 người vây quanh, còn có không ít đệ tử nhảy lên cố nhìn vào trong tửu điếm. Bởi vì lúc này trong tửu điếm có mấy nhân vật trẻ tuổi phong vân nhất của Vân Dương Tông đang ở đó, còn có 2 nữ tử tuyệt sắc nữa. Đó là Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, còn có Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong. Đó là Lục Lâm Thiên, khi trước là tân sinh đệ tử mạnh nhất. 2 nữ tử tuyệt sắc kia là ai? Đẹp quá! Ngươi nhìn là được thế nhưng ngàn vạn lần đừng suy nghĩ lung tung. Bên trái là tiểu thư Vân Hồng Lăng, bên phải là Thúy Ngọc, nghe nói là cường giả tiến vào mật địa lần này. Trong tiếng nghị luận của mọi người, trong tiểu điếm cũng náo nhiệt không ngớt, thi thoảng còn có vài tiếng cười to truyền ra. Trong một đình viện của Vân Dương Tông, thân ảnh Đại Hộ Pháp và Vân Khiếu Thiên ở trong đó. Nói như vậy thực lực của Lục Lâm Thiên đã đủ để xếp ở top 3 long bảng sao? Vân Khiếu Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên sự tán thưởng cùng kinh hãi. Tốc độ không dưới Lăng Phong, một chiêu đánh bại Long Tam, đánh bại Khuất Đao Tuyệt, thực lực Lục Lâm Thiên tăng trưởng quá nhanh. Đại Hộ Pháp nói, mà ta còn mơ hồ cảm giác được, dường như Lục Lâm Thiên còn ẩn tàng thực lực. Ngươi mới nhận ra sao? Tiểu tử Lục Lâm Thiên kia tuổi còn trẻ mà lại vô cùng cẩn thận, người như thế ngươi cho rằng hắn sẽ bộc lộ ra toàn bộ thực lực sao? Vân Khiếu Thiên liếc mắt nhìn Đại Hộ Pháp nói. Hiện giờ ta mới hiểu được, vì sao Lục Lâm Thiên lại chọn sư huynh ta làm sư phụ trong khi đó những trưởng lão khác lại hơn sư huynh ta rất nhiều. Tông chủ, tại sao vậy? Đại Hộ Pháp hiếu kỳ hỏi. Trong chúng trưởng lão, ai là người khó dây nhất? Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói. Vũ trưởng lão. Đại Hộ Pháp không chút do dự nói. Vũ trưởng lão trong những trưởng lão là người khó dây nhất, nếu như động vào hắn, ngay cả tông chủ ngươi cũng phải cấp vài phần mặt mũi. Không phải là cấp vài phần mặt mũi, nếu như không phải sư huynh ta thiên phú không tốt lắm, hơn nữa cũng không có hoài bão lớn lao gì, nói cách khác, vị trí tông chủ này của ta chính là của sư huynh ta rồi. Vân Khiếu Thiên cười khổ nói. Hơn nữa vị sư huynh này của ta cực độ bao che khuyết điểm, nếu như chọc phải đệ tử của huynh ấy,
chỉ cần không quá nghiêm trọng, ta đoán những trưởng lão khác cũng không nói thêm cái gì. Đại hộ pháp ngạc nhiên rồi lập tức phục rồi tinh thần lại nói. Ý tứ của tông chủ chính là Lục Lâm Thiên cố ý đầu nhập vào làm môn hạ của Vũ trưởng lão là lo lắng hắn ở Vân Dương Tông nháo sự, đến lúc đó không có chỗ dựa vững chắc sao. Không sai, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng Lục Lâm Thiên có điểm hồ đồ, hoặc là bởi vì nguyên nhân Lục Trung mới đầu nhập vào làm môn hạ của sư huynh ta, thế nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn là có mưu đồ từ trước, tâm cơ của tiểu tử này không đơn giản chút nào. Vân Khiếu Thiên nói. Tông chủ nói như vậy ta cũng có cảm giác đúng như vậy. Tiểu tử Lục Lâm Thiên này tuổi còn trẻ mà lại giống như lão giả, ẩn giấu rất tốt. Đại hộ pháp cảm thán nói. Hắn còn chưa tới 19 tuổi, lại có thực lực như vậy không đơn giản một chút nào. Vân Khiếu Thiên than thở nói. Hiện tại ta lại cảm thấy hứng thú với vị cường giả đứng sau hắn, không biết là vị cường giả nào có thể giáo dục ra một đệ tử như vậy. Những đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông ta chỉ sợ không được như Lục Lâm Thiên. Nếu như cường giả kia có thể gia nhập Vân Dương Tông ta, chỉ sợ sẽ như hổ thêm cánh nha. Tông chủ, Đại hội Tam Tông Tứ Môn có phải là để Lục Lâm Thiên tham gia hay không? Đại hộ pháp nói. Đại hội Tam Tông Tứ Môn sao? Tiểu tử kia không ngờ lại không muốn đi. Vân Khiếu Thiên nói. Không muốn đi sao? Đại hộ pháp vô cùng ngạc nhiên. Hồng Lăng đến nói cho ta biết, tiểu tử Lục Lâm Thiên kia dường như không có ý tứ muốn tham gia Đại hội Tam Tông Tứ Môn. Vân Khiếu Thiên nhíu mày nói. Bằng vào thực lực của Lục Lâm Thiên, nếu như tham gia thì Vân Dương Tông ta lại thêm phần nắm chắc, thực lực của hắn đã nằm trong top 3 long bảng rồi. Đại hộ pháp nói. Lấy thực lực của hắn nhất định có ẩn giấu, nói không chừng lúc này mặt mũi của Vân Dương Tông ta toàn bộ phải nhờ vào tiểu tử này. Vân Khiếu Thiên than thở. Thế nhưng Lục Lâm Thiên không phải có ý không muốn tham gia Đại hội Tam Tông Tứ Môn sao? Nếu như hắn tham gia, chỉ sợ cũng không cố gắng hết sức. Đại hộ pháp nói, tuy rằng ta không biết tiểu tử kia suy nghĩ gì trong đầu, thế nhưng ta có cảm giác, tiểu tử kia không tham gia Đại hội Tam Tông Tứ Môn nhất định là có nguyên nhân khác. Xem ra, ta nên tìm hắn nói chuyện một hồi. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói, sắc mặt đại hộ pháp biến đổi, nhìn tiểu ý kia của tông chủ. Đại hộ pháp nhìn lại thấy có chút gian trá, thầm nghĩ trong lòng, Lục Lâm Thiên này chỉ sợ sắp gặp phiền phức lớn rồi. Tông chủ chủ yếu hay dùng mánh khóe, không đứng đắn như vẻ bề ngoài nha. Gần đây hướng đi của Phi Linh Môn kia thế nào? Vân Khiếu Thiên hỏi. Phi Linh Môn không biết chuyện gì xảy ra, thời gian một năm đã lớn mạnh hơn mấy lần. Căn cứ vào tin tức mà thám tử tông môn ta phí không ít lực mới điều tra ra được thì gần đây có không ít cường giả âm thầm gia nhập Phi Linh Môn. Tất cả chuyện này dường như Quỷ Vũ Tông cũng cảm thấy khó chịu. Đồng thời toàn bộ biên giới sát sơn mạch Vũ Đô, chỉ cần là có lợi nhuận đều bị Phi Linh Môn thâu tóm, dược liệu trong Vũ Đô sơn mạch hiện tại chín thành đều nắm giữ trong tay Phi Linh Môn, điều kỳ quái nhất chính là những thế lực khác lại không dám hỏi đến chuyện này. Đại hộ pháp nói. Vân Khiếu Thiên không nói gì, hắn khẽ cau mày, lại thở ra một hơi nói. Như vậy xem ra trong Phi Linh Môn có cường giả tọa trấn. Chỉ không biết thực lực người này tới tình trạng gì rồi. Vốn tưởng rằng Phi Linh Môn chỉ nháo sự nhỏ mà thôi, thế nhưng hiện tại xem ra dường như không chỉ có thế a. Ta cũng nghĩ vậy, Phi Linh Môn này không đơn giản, 6 thám tử của Vân Dương Tông chúng ta đi vào chỉ một người còn sống đi ra. Đại hộ pháp nói, nếu như không phải là chúng ta điều tra Lục Lâm Thiên thì cũng vô pháp nhìn thấy Phi Linh Môn này đang âm thầm quật khởi. Sau này trong địa bàn Phi Linh Môn không cần phái người tiến vào nữa. Vân Khiếu Thiên nói, trong mắt bắn ra một chút gian xảo nói. Tam Tông Tứ Môn vẫn muốn tiến vào trong cổ vực, cũng không có một chút cơ hội nào, lúc này nếu như có thể nắm giữ cơ hội này, có lẽ chúng ta sẽ có một cơ hội. Ý Tông Chủ là, sắc mặt đại hộ pháp biến đổi, lập tức nói. Thế nhưng Phi Linh Môn này quá yếu, dù thế nào hiện tại cũng chỉ là thế lực tam lưu mà thôi. Thế lực tam lưu sao? Vân Khiếu Thiên nhíu mày. Nếu như là thế lực tam lưu, một Phi Linh Môn nho nhỏ lại dám lũng đoạn dược liệu trong Vũ Đô sơn mạch, chỉ sợ là muốn chết. Thế nhưng hiện tại một chút chuyện cũng không có, người không nhìn ra vấn đề sao? Xem ra, ta lại thấy tiểu tử Lục Lâm Thiên kia vô cùng đáng giá. Sáng hôm sau, Lục Lâm Thiên tỉnh lại, đầu óc có chút hỗn loạn, ngày hôm qua hắn và đám người Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam uống không ít rượu,
uống rượu cũng không dùng chân khí bức ra ngoài cơ thể, uống như vậy cũng không có cảm giác uống rượu cho nên giờ đầu óc có chút quay cuồng. Phù! Thở ra mùi rượu trong bụng, Lục Lâm Thiên mỉm cười lập tức rời khỏi phòng. Ngươi đã thức chưa? Tối hôm qua ngươi ngủ ồn ào quá. Trong sảnh, một thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt, chính là Bạch Linh hóa thành hình người. Hôm qua uống không ít rượu, ngươi ở chỗ này quen chưa? Lục Lâm Thiên nói, cũng không dám nhìn Bạch Linh nhiều, ánh mắt chỉ cần nhìn vào nàng không tự chủ được mà bị mê hoặc. Cũng tốt, chỉ ít so với nơi đó tốt hơn nhiều, chỉ là ta muốn đi mọi nơi một chút, tham quan chung quanh. Bạch Linh nói, không cần bao lâu nữa ta có thể dẫn ngươi đi dạo chung quanh. Có người tới tìm ngươi. Thân ảnh Bạch Linh trong nháy mắt biến mất. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn ra phía ngoài thì thấy một thân ảnh xinh đẹp đã xuất hiện. Tiểu tặc, ngươi sao rồi? Nói xong, một thân ảnh xinh đẹp đã xuất hiện trong sảnh, ngoại trừ Vân Hồng Lăng ra không có ai khác gọi hắn là tiểu tặc. Ta còn tưởng rằng ngươi không ở đây. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đứng trong sảnh, Vân Hồng Lăng lập tức đi tới bên người Lục Lâm Thiên, không có một chút e lệ nào tựa vào lòng Lục Lâm Thiên, đầu áp vào bờ vai Lục Lâm Thiên rồi nói. Đều tại ngươi khiến ta hôm qua uống nhiều rượu như vậy, khiến cho tới bây giờ đầu ta vẫn còn choáng váng. Sao lại trách ta? Hôm qua tự nàng muốn theo tới, cũng chính là nàng muốn uống mà. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nhìn Vân Hồng Lăng nói. Ta còn bảo nàng không được uống nhiều, thế nhưng chính nàng lại cướp lấy rượu mà uống. Người ta không biết uống rượu sẽ là đầu choáng váng mà. Nhìn Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng vô cùng ủy khuất, lúc này dường như nhớ tới cái gì đó lập tức nói. Được rồi, ta tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng. Chuyện gì? Lục Lâm Thiên hỏi. Đối với nhà đầu này dường như không có chuyện gì được coi là đại sự nha. Cha ta bảo ta tới tìm người, nói rằng người muốn gặp ngươi. Khuôn mặt Vân Hồng Lăng ửng đỏ nói. Ta hoài nghi cha ta muốn tìm ngươi nói chuyện của chúng ta. Không thể nào. Lục Lâm Thiên nhướng mày, nếu là như vậy thì đây là lần đầu tiên coi như là nhạc phụ gặp mặt con rể nha. Ta cũng đoán vậy, bằng không cha ta làm sao lại bảo chúng ta cùng nhau đi gặp người chứ. Vân Hồng Lăng nói. Thật không? Lục Lâm Thiên khẽ cau mày, trong lòng không ngừng suy đoán. Mùa đông tới, Vân Dương Sơn Mạch thỉnh thoảng có tuyết rơi. Trong đình viện, Lục Lâm Thiên cũng với Vân Hồng Lăng cưỡi thiên sĩ tuyết sư đi tới nơi này, đình viện không lớn thế nhưng lại cực kỳ tinh xảo, bốn phía lúc này đã vào đông, thế nhưng vẫn có không ít cây cối xanh tươi. Lục Lâm Thiên từ trong miệng Vân Hồng Lăng mà biết được, đây chính là địa phương mà Vân Khiếu Thiên thường ở lại. Tham kiến tiểu thư. Ngoài đình viện có không ít đệ tử Vân Dương Tông hành lễ, từ khí tức có thể thấy hầu như đều đạt tới vũ phách, đi vào trong đình viện, đồ trang trí bên trong vô cùng giản dị, cũng toát ra khí phách khác lạ. Cha, con tới rồi. Trong sảnh, thân ảnh Vân Khiếu Thiên đang ngồi đó, Vân Hồng Lăng lập tức đi tới bên người Vân Khiếu Thiên rồi ngồi xuống. Tham kiến tông chủ. Lục Lâm Thiên hành lễ. Trong lòng lúc này đã cảm giác được một cỗ áp lực vô hình đang hướng về phía hắn vọt tới. Thực lực của Vân Khiếu Thiên quá mạnh mẽ, không biết lúc nào hắn mới có thể đạt được tới trình độ này. Lục Lâm Thiên, ngồi đi, hôm nay ta muốn gặp ngươi nói chuyện một chút, không cần câu thúc. Vân Khiếu Thiên nói, tạ ơn tông chủ. Lục Lâm Thiên cũng không khách khí, nhanh chóng ngồi xuống một bên. Cha, người bảo chúng con đến đây là có chuyện gì? Trên khuôn mặt Vân Hồng Lăng lúc này mang theo vẻ đỏ ửng, nhẹ nhàng hỏi, trong ngữ khí lúc này có một chút dáng dấp thiếu nữ hoài xuân. Nhìn dáng dấp của nữ nhi mình, Vân Khiếu Thiên ngẩn ra, nữ nhi của mình suy nghĩ gì, hắn đương nhiên hiểu, liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lại nhìn nữ nhi bên cạnh, trong mắt có chút dị dạng. Cũng không có chuyện gì. Vân Khiếu Thiên nói, rồi quay sang phía Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, hôm nay chúng ta trò chuyện chút việc nhà. Phụ thân ngươi Lục Trung, tính trong tuổi cũng sấp xỉ chúng ta, chỉ là trong môn phái bối phận của ta cao hơn chút, nhưng năm đó trong Vân Dương Tông chúng ta cũng có chút giao tình, không biết hắn hiện giờ thế nào rồi. Chuyện này đệ tử cũng không rõ lắm, có lẽ rất khỏe. Lục Lâm Thiên nói, quả thực hắn không nghĩ tới Lục Trung và Vân Khiếu Thiên lại có chút giao tình, xem ra Lục Trung khi trước ở trong Vân Dương Tông cũng không tồi chút nào. Cha, người còn biết cả cha của tiểu, cha của Lâm Thiên sao? Vân Hồng Lăng nhất thời hứng thú hỏi. Không sai,
phụ thân Lục Trung của Lục Lâm Thiên khi trước cũng là một trong những đệ tử thiên tài của Vân Dương Tông ta, chỉ tiếc sau này có chuyện nên rời khỏi Vân Dương Tông. Vân Khiếu Thiên đáp, sau này khi trở về Lục gia, nhờ ngươi hỏi thăm hắn một chút hộ ta. Tạ ơn tông chủ quan tâm, nếu như đệ tử có thể gặp ông ta thì nhất định sẽ chuyển lời. Lục Lâm Thiên nói. Vân Khiếu Thiên liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, rồi sau đó quay sang nhìn nữ nhi mình nói. Kỳ thực, hôm nay ta gọi hai đứa đến đây là có một số việc muốn nói với hai đứa. Tông chủ có chuyện gì muốn nói đệ tử xin rửa tai lắng nghe. Lục Lâm Thiên nói, hắn đã sớm nhìn ra Vân Khiếu Thiên gọi hắn đến đây nhất định là có chuyện khác, vừa rồi chỉ là nói quanh co một chút mà thôi. Vậy ta cũng nói thẳng, theo đạo lý mà nói, chuyện của vãn bối, những lão già như chúng ta không nên xen vào. Thế nhưng ta cũng chỉ có đứa con là Hồng Lăng, mẫu thân của Hồng Lăng bạc mệnh đi sớm. Vì vậy có một số việc ta phải quản, ngươi có hiểu ý ta không? Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên nói. Cha! Lúc này Vân Hồng Lăng e thẹn cúi đầu, con mắt len lén nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Đệ tử không rõ. Lục Lâm Thiên đáp, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại nghĩ, Vân Khiếu Thiên không ngờ lại không nói rõ ra ý tứ, vậy thì hắn giả ngu một chút vậy. Tiểu tặc! Vân Hồng Lăng khẽ kêu lên một tiếng, trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, ý tứ này đến ta còn hiểu, tiểu tặc đáng trách này không ngờ lại không hiểu. Cái này! Vân Khiếu Thiên không nghĩ tới Lục Lâm Thiên vẫn còn đang giả ngu, hắn nhướng mày nói. Hồng Lăng là nữ nhi duy nhất của ta, cũng là tiểu thư của Vân Dương Tông, cho nên vị hôn phu sau này của nó, cho dù không phải anh hùng hào kiệt cũng phải là nhân trung chi long. Đây là chuyện đương nhiên, tiểu thư đương nhiên không phải là kẻ tầm thường có thể xứng đôi. Lục Lâm Thiên lại tiếp tục bình tĩnh, trong lòng trầm xuống, chuyện của hắn và Vân Hồng Lăng có không ít người trong Vân Dương Tông đều biết một chút. Vân Khiếu Thiên này lại cố ý không biết, lẽ nào Vân Khiếu Thiên không thích hắn? Lục gia không xứng với Vân Dương Tông sao? Trong lời này tuyệt đối có ý khác, chỉ là ý tứ của Vân Khiếu Thiên đến bây giờ hắn vẫn chưa được biết mà thôi. Cha, hôm qua Lâm Thiên mới đánh bại Khuất Đao Tuyệt đó. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói với Vân Khiếu Thiên. Hồng Lăng, con im lặng cho ta. Vân Khiếu Thiên nhìn nữ nhi một cái rồi lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Lần này đại hội tam tông tứ môn tới gần, phụ thân ngươi Lục Trung có chút giao tình với ta chỉ muốn hỏi ý kiến của ngươi một chút, lần này ta có ý phái các đệ tử trên Long Bảng đi tham dự đại hội tam tông tứ môn, tiện thể lựa chọn cho Hồng Lăng một vị hôn phu, ngươi nghĩ sao? Lục Lâm Thiên vô cùng nghi hoặc, Vân Khiếu Thiên này rốt cuộc có ý tứ gì? Tông chủ, trung thân đại sự của Hồng Lăng sư muội, đệ tử không dám bàn luận, tất cả đều nghe theo ý tứ của tông chủ. Lục Lâm Thiên nói, lẽ nào ngươi không có ý kiến gì khác sao? Vân Khiếu Thiên lạnh nhạt nói, lẽ nào tông chủ sẽ nghe ý kiến của người khác sao? Lục Lâm Thiên nói, trong lòng cũng không suy đoán ra ý tứ thực sự của Vân Khiếu Thiên là gì. Cha, con, sắc mặt Vân Hồng Lăng lúc này đại biến, lúc vừa mở miệng ra nói thì đã bị Vân Khiếu Thiên cắt ngang. Hồng Lăng, con có chuyện gì thì nói sau, ta đang hỏi Lục Lâm Thiên. Nghe Vân Khiếu Thiên nói vậy, những lời chuẩn bị nói ra của Vân Hồng Lăng cũng chỉ có thể nuốt ngược vào. Lục Lâm Thiên, chuyện của ngươi và Hồng Lăng ta cũng nghe nói qua. Ta cũng nói rõ vậy, nếu như lần đại hội tam tông tứ môn này nếu ngươi có thể đạt được thành tích không tồi thì chuyện của ngươi và Hồng Lăng ta sẽ suy nghĩ. Bằng không, coi như là ta đồng ý, Vân gia ta còn có một ít lão nhân gia, cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Vân Khiếu Thiên nói với Lục Lâm Thiên. Không ngờ ý của hắn lại là để ta đi tham gia đại hội tam tông tứ môn. Lục Lâm Thiên phục hồi tinh thần lại, vòng vo một hồi chỉ sợ ý tứ thực sự của Vân Khiếu Thiên chính là để hắn đi tham gia đại hội tam tông tứ môn này. Chuyện tình của đại hội tam tông tứ môn, hắn cũng đã nghe nói tới tình huống hiện tại của Vân Dương Tông từ trong miệng sư phụ Vũ Ngọc Tiền. Gian trá, nhất định có gian trá. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên không có chút biến đổi, thế nhưng trong lòng thầm nghĩ. Hắn đã nói qua với Vân Hồng Lăng không tham gia đại hội tam tông tứ môn, phỏng chừng Vân Khiếu Thiên cũng đã biết. Lần này lại bảo hắn tham gia, thế nhưng lại đem nữ nhi ra làm mồi, phương diện này quả thực đủ gian trá. Ý tứ của tông chủ, đệ tử cũng hiểu, chỉ là thực lực của đệ tử quá thấp, không thể đảm đương trọng trách. Lục Lâm Thiên nói, cố ý uyển chuyển cự tuyệt. Lục Lâm Thiên cũng muốn thử xem,
Vân Khiếu Thiên này rốt cuộc có bao nhiêu hy vọng hắn tham dự đại hội tam tông tứ môn này. Về phần muốn bắt Hồng Lăng áp chế hắn, Lục Lâm Thiên cũng không sợ, kiếp trước loại chuyện tình như gạo nấu thành cơm, bỏ trốn theo trai cũng khá nhiều, Vân Dương Tông cũng không làm gì được hắn. Cho nên không phải dựa vào Vân Hồng Lăng mà Vân Khiếu Thiên lại có thể áp chế được hắn. Trong lòng Lục Lâm Thiên khẽ nở nụ cười, nhất định hắn phải để điều này không thực hiện được. Ý của ngươi là không muốn tham gia. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên lúc này khẽ biến đổi. Không phải là không muốn tham gia, chỉ là không dám đảm đương trọng trách mà thôi. Thực lực đệ tử còn thấp, cũng nghe sư phụ nói qua tầm quan trọng của lần đại hội này với Vân Dương Tông chúng ta. Lục Lâm Thiên nói, cũng không dám nói quá tuyệt, ít nhất, cũng không thể chọc giận vị chuẩn nhạc phụ này. Sau khi để Thúy Ngọc nhìn thấy một màn giữa hắn và Vân Hồng Lăng, Lục Lâm Thiên cũng đã chấp nhận rằng Vân Hồng Lăng là nữ nhân của mình. Tiểu tặc, người không tham gia sao? Lúc này Vân Hồng Lăng đã không nhịn được nữa, quát lớn với Lục Lâm Thiên. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng không đồng ý, thế nhưng hiện tại nghe ý tứ của phụ thân dường như đã ngầm đồng ý, không ngờ tiểu tặc này lại ấp úng không nghe. Ta sợ không thể đảm đương trọng trách. Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên, nếu như ta phái ngươi tham gia thì sao? Sắc mặt Vân Khiếu Thiên trầm xuống, ánh mắt rơi vào trên người Lục Lâm Thiên. Tông chủ có lệnh, đệ tử đương nhiên sẽ tham gia. Nếu như đệ tử không gánh nổi trọng trách đến lúc đó tông chủ đừng trách đệ tử là được. Lục Lâm Thiên đáp, ý tứ trong đó rất rõ ràng, ra bao nhiêu lực đó lại là chuyện của hắn. Nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt Vân Khiếu Thiên có chút biến hóa, dưới ánh mắt này, Lục Lâm Thiên nhanh chóng cảm giác được có một cỗ lực lượng vô hình đang áp chế trên người hắn. Ha ha! Một lát sau, Vân Khiếu Thiên cười ha hả nói. Nói thật đi, sao lại không muốn tham gia đại hội tam tông tứ môn, ta cần nghe lời nói thật. Những lời đệ tử nói vẫn là thật, không dám nói lung tung trước mặt tông chủ. Lục Lâm Thiên nói, vừa rồi dưới áp lực kia toàn thân Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Lẽ nào ngươi chưa từng nói dối trước mặt ta? Vân Khiếu Thiên mỉm cười, nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Dưới dáng tươi cười này toàn thân Lục Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy mát lạnh. Dường như bản thân mình đã bị nhìn thấu vậy. Đệ tử đương nhiên không dám nói điều trước mặt tông chủ. Lục Lâm Thiên nói. Thật không? Vân Khiếu Thiên cười rồi nói. Vậy không biết ta nên gọi ngươi là Lục trưởng môn hay Lục Lâm Thiên đây? Phi Linh môn kia tuy rằng chỉ là một môn phái tam lưu, thế nhưng tốt xấu gì cũng là môn sơn môn diệt cửu hoa môn, La Sát môn, Hắc Kiếm môn, Lục trưởng môn trên Quỷ Vũ Tông cũng tỏa sáng, thanh danh không nhỏ mà. Nghe Vân Khiếu Thiên nói vậy, trong nháy mắt Lục Lâm Thiên ngẩn ra, trong lòng run lên, không nói thành lời. Trong đầu hiện giờ chỉ có một ý niệm đó là, Vân Dương Tông có người trong cổ vực, thậm chí là có người trong phi linh môn, bằng không vì sao lại biết tất cả mọi thứ về hắn, hoặc là nói Vân Dương Tông đã điều tra hắn. Lục Lâm Thiên không nghĩ tới mình vẫn bị người khác tìm hiểu được, thế nhưng bản thân hắn lại nghĩ rằng còn chưa có ai biết, quả thực giống như một vở hài kịch vậy. Cái gì mà phi linh môn? Cha rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vân Hồng Lăng lúc này vô cùng ngạc nhiên hỏi. Không nghĩ tới tông chủ đều đã biết, đệ tử còn đang muốn tìm một cơ hội nói cho tông chủ, nếu như trong tông quy của Vân Dương Tông có quy định đệ tử Vân Dương Tông không thể đảm nhiệm trưởng môn phái khác bên ngoài thì đệ tử sẽ lập tức xin rút khỏi. Sắc mặt Lục Lâm Thiên vô cùng bình tĩnh nói, chỉ là trong lòng từ trong kinh ngạc bình tĩnh lại, hắn là trưởng môn phi linh môn thì làm sao? Chuyện này cũng không liên quan tới Vân Dương Tông. Hơn nữa Phi Linh Môn và Vân Dương Tông lại không có bất kỳ xung đột nào. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên lúc này ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Phản ứng của tiểu tử Lục Lâm Thiên này quả thực khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn hắn đang đắc ý vì mình bắt được điểm yếu của Lục Lâm Thiên, thế nào cũng khiến cho Lục Lâm Thiên bối rối một trận. Ai ngờ Lục Lâm Thiên căn bản không có phản ứng gì. Ngược lại còn đem tông quy Vân Dương Tông ra mà nói. Trên tông quy Vân Dương Tông không có quy định về việc đệ tử trong tông không được phép đầu nhập vào sơn môn khác, cũng không có quy định không cho phép đệ tử làm trưởng môn phái khác. Cho nên việc này quả thực Vân Dương Tông không xen vào. Đoạn này kỳ kỳ, môn phái gì mà môn quy lại thả cho đệ tử có thể gia nhập môn phái khác. Mà ngay từ đầu Vân Khiếu Thiên cho rằng dùng nữ nhi mình làm mồi là có thể khiến cho Lục Lâm Thiên tận tâm tận lực tham gia đại hội tam tông tứ môn. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không có phản ứng gì,
ngược lại khiến cho hắn có cảm giác như cố ý muốn đem nữ nhi gả cho tên tiểu tử Lục Lâm Thiên này vậy. Vân Khiếu Thiên biết nếu muốn để cho tên tiểu tử Lục Lâm Thiên này tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn cũng không khó, chỉ cần hắn hạ lệnh Lục Lâm Thiên còn không dám làm trái, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng đã biểu hiện, tham gia và đem hết toàn lực xuất trận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Vân Khiếu Thiên tính toán, nếu như muốn Lục Lâm Thiên dùng hết toàn lực tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn mà không phải chỉ biểu hiện ra chút thực lực bên ngoài đó. Đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này đối với Vân Dương Tông mà nói, đã tới trình độ vô cùng quan trọng, Vân Dương Tông phải có một đệ tử tiến vào top 3. Đệ tử trên long bảng, Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Khuất Đao Tuyệt, Đổng Phàn, Triệu Kình Thiên. Thực lực đám người này Vân Khiếu Thiên đều hiểu rõ, bao gồm cả nữ nhi Vân Hồng Lăng của mình, thực lực tuy rằng đều là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ thế nhưng để tiến vào top 3 trong đại hội Tam Tông Tứ Môn tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Mà Lục Lâm Thiên, ngày hôm qua trên địa Long Đỉnh đã biểu hiện ra thực lực càng khiến cho Vân Khiếu Thiên coi trọng hắn. Mà điều quan trọng nhất chính là Lục Lâm Thiên ẩn giấu thực lực của hắn, ngay từ đầu Vân Khiếu Thiên có thể cảm giác được Lục Lâm Thiên ẩn tàng thực lực, ẩn tàng cực sâu. Nếu như có thể khiến cho Lục Lâm Thiên toàn tâm toàn ý tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn, vậy thì trong Vân Dương Tông có lẽ sẽ thực sự xuất hiện một đầu hắc mã. Nhìn vẻ mặt không biến đổi của Lục Lâm Thiên kia, Vân Khiếu Thiên cũng chỉ có thể than nhẹ, trước mặt hắn mà có thể làm được một bước này, định lực với khí độ của tên tiểu tử này tuyệt đối không phải là kẻ bình thường có thể làm được. Lúc này thậm chí Vân Khiếu Thiên còn nghĩ, vốn hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Một người tâm khí cao ngạo như Hồng Lăng nhà hắn tại sao lại coi trọng tiểu tử Lục Lâm Thiên này? Hiện giờ xem ra, nữ nhi hắn nhìn người tuyệt đối chuẩn xác, không hổ là nữ nhi hắn, ánh mắt thật độc. Như thế không cần, ngươi là trưởng môn Phi Linh Môn, nhưng vẫn là đệ tử Vân Dương Tông ta, coi như làm vẻ vang cho Vân Dương Tông ta. Nhìn Lục Lâm Thiên, Vân Khiếu Thiên nói. Vậy là tốt rồi, đệ tử còn lo lắng tông quy lại không cho phép điều này chứ? Lục Lâm Thiên nói, Hồng Lăng, con về trước đi, ta và Lục Lâm Thiên nói chuyện một chút. Vân Khiếu Thiên nói với Vân Hồng Lăng, cha, chuyện gì mà ngay cả con cũng không thể nghe vậy. Vân Hồng Lăng có chút không cam lòng hỏi, cũng không có ý tứ muốn rời đi. Về trước đi, có một số việc sau này nói với con. Vân Khiếu Thiên nói, vâng. Vân Hồng Lăng có chút không tình nguyện lên tiếng nói, cha. Người không được khi dễ Lâm Thiên nha. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi mới chậm rãi đi ra khỏi đại sảnh. Nữ nhân tới tuổi gả chồng rồi à. Nhìn nữ nhi mình Vân Khiếu Thiên không khỏi thầm than một tiếng. Được rồi, Lục Lâm Thiên, hiện giờ cũng chỉ có hai người chúng ta, cũng không có người thứ ba nghe được cuộc nói chuyện này, hiện giờ ngươi có thể nói thật với ta chứ? Vân Khiếu Thiên nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên nói. Tông chủ muốn nói thật cái gì? Đệ tử quả thực có chút không rõ. Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên, bằng vào sự hiểu biết của ta với ngươi, ngươi không giống như người không dám nói thật. Nói đi, vì sao không có hứng thú tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn? Những đệ tử khác đều muốn đi mà không có cơ hội. Ngươi phải biết rằng đây chính là một việc náo nhiệt nhất trên Linh Vũ Đại Lục chúng ta. Ngươi có thể tham gia chỉ cần đạt được thành tích không tồi là có thể một đêm dương danh. Ta rất ngạc nhiên vì sao ngươi lại không muốn tham gia. Vân Khiếu Thiên nghiêm túc nói. Tông chủ muốn nghe lời nói thật sao? Lục Lâm Thiên nói. Nói đi. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên nói. Đệ tử có một cái tật đó là chuyện không có lợi đệ tử không có hứng thú cho nên mới lo lắng phụ trọng trách của tông chủ. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc nói, ý niệm trong đầu không ngừng chuyển động. Chuyện Phi Linh Môn cũng bị Vân Dương Tông biết. Nếu như hắn không nói thật chỉ sợ sẽ thực sự chọc giận Vân Khiếu Thiên. Ha ha ha. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy Vân Khiếu Thiên tức thì cười to nói. Tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn chỉ cần đạt được thành tích không tồi là có thể dương danh thiên hạ, đây chẳng lẽ không phải là chỗ tốt sao? Lục Lâm Thiên khẽ lắc đầu nói. Đệ tử đối với danh tiếng này không cảm thấy hứng thú, nói cách khác, có đôi khi danh tiếng sẽ hại người. Nhìn Lục Lâm Thiên. Vẻ mặt Vân Khiếu Thiên có chút nghi hoặc biến ảo bất định, một lát sau hắn nghiêm túc nói. Lần đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này, tầm quan trọng của nó đối với Vân Dương Tông ta ngươi có biết không? Sư phụ đệ tử đã nói qua với đệ tử cho nên có biết một chút. Lục Lâm Thiên đáp, nếu cho ngươi đủ chỗ tốt, ngươi sẽ dùng toàn lực chứ?
Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Hắc hắc, nếu như tông chủ chiếu cố đệ tử như vậy, đệ tử vô cùng cảm kích. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, nếu như có đủ chỗ tốt, không đi mới là kẻ ngu. Nếu như ngươi đi tham gia đại hội tam tông tứ môn, có thể đạt được thành tích không tồi thì ta sẽ cho ngươi một bộ vũ khí huyền cấp trung giai. Vân Khiếu Thiên nói. Vũ khí huyền cấp trung giai. Lục Lâm Thiên không có chút cảm xúc nào, trong lòng thầm nghĩ, lần này nếu như Vân Dương Tông bị thua thì sẽ mất 30 khỏa đan dược thất phẩm, 18 bộ vũ khí huyền cấp cao giai mà chỉ cho hắn một bộ vũ khí huyền cấp trung giai, quá keo kiệt. Tuy rằng vũ khí huyền cấp trung giai tuyệt đối được coi là kỳ bảo, thế nhưng so với đám vũ khí huyền cấp cao giai kia chỉ là chín châu mất một sợi lông nha. Vũ khí huyền cấp trung giai, đệ tử chỉ sợ lúc đó không đủ thực lực phụ sự tin tưởng của tông chủ. Lục Lâm Thiên nói, ý tứ trong lời nói của Lục Lâm Thiên ra sao Vân Khiếu Thiên là ai sao lại không hiểu, Lục Lâm Thiên này rõ ràng đang cảm thấy chỗ tốt hắn cấp cho tiểu tử này còn ít. Lá gan ngươi quả thực không nhỏ, dám cùng ta có kè mặc cả. Vẻ mặt Vân Khiếu Thiên trầm xuống, trong lòng có chút bực tức. Theo đạo lý mà nói, hắn đường đường là tông chủ Vân Dương Tông một trong tam tông tứ môn, hiện giờ tìm một đệ tử tham gia đại hội tam tông tứ môn, đã hạ thấp tư thế rồi. Thế nhưng tên đệ tử trước mắt này được một tấc lại muốn tiến thêm một tấc. Đệ tử không dám, vừa rồi tông chủ quả thực cấp cho đệ tử đủ chỗ tốt, bằng không đệ tử sao dám mở miệng với tông chủ. Chỉ cần tông chủ hạ lệnh đệ tử sẽ đi tham gia đại hội tam tông tứ môn. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng cũng nhận ra Vân Khiếu Thiên lúc này cũng có chút mất kiên nhẫn. Tốt, vậy thì ta cho ngươi đủ chỗ tốt, chỉ cần ngươi có thể tiến vào top 3 thì ngươi muốn cái gì ta có thể cho ngươi cái đó. Thế nhưng nếu như ngươi không vào được top 3 ta cũng sẽ thu thập ngươi. Đến lúc đó cho dù có sư phụ ngươi là hậu trường cũng vô dụng. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Tông chủ nói phải giữ lời, đệ tử muốn cái gì tông chủ sẽ cấp thứ đó chứ. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi cắn răng nói. Không sai, thế nhưng tiền đề là ngươi phải tiến vào top 3, bằng không, ngươi dám có kè mặc cả với ta cũng sẽ thu thập ngươi. Sắc mặt Lục Lâm Thiên biến hóa, một lát sau, ánh mắt khẽ đổi rồi nói. Nếu như đệ tử có thể tiến vào top 3, đến lúc đó tông chủ đáp ứng đệ tử 3 chuyện là được. 3 chuyện, khẩu vị của ngươi quả thực không nhỏ. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi tiến vào top 3, ta đáp ứng ngươi một chuyện, nếu như ngươi có thể tiến vào top 2 ta đáp ứng với ngươi 2 việc. Nếu như ngươi đạt được quán quân ta đáp ứng với ngươi 3 việc. Ngươi muốn bao nhiêu chỗ tốt vậy thì phải dựa vào thực lực của mình mà đi lấy. Quán quân sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, tiến vào top 3, hắn phải cắn răng đáp ứng. Đại hội tam tông tứ môn này quy tụ những đệ tử nổi bật trong đám đệ tử thân truyền tam tông tứ môn, muốn lấy được quán quân quá khó. Ta nói đến lúc đó ngươi có bao nhiêu bản lĩnh thì sẽ có bấy nhiêu chỗ tốt. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, trong mắt có chút tiếu ý cùng gian xảo. Tông chủ chỉ cần giữ lời là được, đệ tử đáp ứng. Lục Lâm Thiên cắn răng nói. Chẳng lẽ ta lại nuốt lời với ngươi sao? Vân Khiếu Thiên nói. Tông chủ đương nhiên sẽ không làm như vậy, lần đại hội tam tông tứ môn này đệ tử nhất định sẽ dùng hết sức. Khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười. Được rồi, ngươi lùi đi, còn 53 ngày nữa chính là đại hội tam tông tứ môn, không còn xa nữa, một tháng sau chúng ta xuất phát. Thời gian còn có một tháng, nhanh chóng đi chuẩn bị đi. Vân Khiếu Thiên nói. Đệ tử xin cáo lui. Lục Lâm Thiên nói rồi lập tức rời khỏi đình viện. Trong sảnh, Vân Khiếu Thiên sau khi Lục Lâm Thiên rời đi khẽ mỉm cười. Tông chủ, người thực sự đáp ứng 3 điều kiện của Lục Lâm Thiên sao? Vạn nhất đến lúc đó tiểu tử này sử dụng công phu sư tử ngoạm thì làm sao bây giờ? Trong đại sảnh một đạo thân ảnh lóe lên chính là vị đại hộ pháp mặc y phục màu đen.